Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Người kiên trì muốn xem, ta hoài nghi các ngươi nghiên cứu phát minh có phải hay không gặp được vấn đề nghĩ đến tham khảo chúng ta. Tô ý bất quá là học theo mà triều bọn họ bắt một chậu nước bẩn, ba người cũng đã có chút chịu không nổi. Thực mau liền hậm hực rời đi. Ba người rời đi sau, tô ý trực tiếp đem tình huống hội báo cho Lâm Vọng Đông, cũng đem ghi hình làm sao lưu. Để tránh bọn họ còn muốn lại ra cái gì chuyện xấu. Đang lúc tô ý đám người lặng lặng chờ đợi bọn họ bước tiếp theo kế hoạch thời điểm, đoạn thúc bên kia lại đột nhiên truyền đến tin tức. Nguyên lai, like, ba người không biết từ nơi nào nghe được, biết Đoạn Nguyên Minh là từ Hồng Kông lại đây. Bọn họ cảm thấy người này lập trường khẳng định cùng Tô Ý đám người bất đồng. Nói ngắn gọn, nếu muốn thu mua một vị trung tâm nhân viên, Đoạn Nguyên Minh là nhất thích hợp. Cho nên ba người ngày hôm qua cố tình chạy đến trong xưởng chính là vì xác nhận cái nào là Đoạn Nguyên Minh, cùng với hắn hay không là trung tâm nhân viên. Xác nhận qua sau, ba người sau khi trở về lập tức ở buổi tối đi theo Đoạn Nguyên Minh một đường đi hắn gia. Ý đồ dùng đại lượng tiền mặt thu mua cũng yêu cầu hắn chủ động thừa nhận xuân cùng đường chế dược ăn cắp xâm quyền sự thật bọn họ không biết chính là đoạn nguyên minh cũng đi theo tô ý học hư tùy thân mang theo loại nhỏ ghi âm thiết bị ba người ở nhà hắn sở hữu nói chuyện đều bị hắn cấp ghi lại xuống dưới chờ ba người chẳng hay biết gì còn tưởng rằng thực mau liền sẽ được đến đoạn nguyên minh khẳng định hồi đáp sau tô ý đã đem ghi âm giao cho lâm vọng đông lâm vọng đông cầm chứng cứ trực tiếp đem ba người hô qua tới khai lần thứ hai hội đàm chẳng qua lúc này đây trừ bỏ xuân cùng đường người, còn có tương quan y dược bộ môn. Lâm Vọng Đông đương trường liền lấy ra ghi âm chứng cứ, yêu cầu ba người lập tức cấp xuân cùng đường xin lỗi, cùng tồn tại mã trở lại chính mình quốc gia đi. Nếu không bọn họ cũng sẽ không tiếc khơi màu hai nước sự tình đại giới, cũng muốn đem này phân ghi. Âm công bố với chúng. Mãi khắc đám người vừa nghe ghi âm, sắc mặt đều thay đổi. Trực tiếp đánh lên ha ha, cái này ghi âm chính là chỉ đùa một chút mà thôi, chứng minh không được cái gì tô ý cười lạnh một tiếng, có thể hay không chứng minh không phải các ngươi nói tính, muốn hỏi một chút xem toàn cầu y dược công ty thấy thế nào. Thấy cô ý đám người không chịu giao ra ghi âm, ba người quả thực tức muốn học máu, các ngươi hành vi thật sự là quá đáng xấu hổ. Thế nhưng trộn ghi âm. Bọn họ ba cái rõ ràng là đánh cái đoạn nguyên minh một cái trở tay không kịp. Đuổi tới nhà hắn thời điểm rõ ràng hắn cũng là vừa vào cửa, nơi nào có thời gian mở ra ghi âm thiết bị. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một loại khả năng, đó chính là bọn họ đã sớm làm tốt chuẩn bị, liền chờ bọn họ hướng bên trong nhảy. Thật sự là quá đáng giận. Ba người bị bắt điều về về nước, trước khi đi, mãi khắc còn không có nhịn xuống cùng tô ý thả cái tàn những lời nói, ta biết, các ngươi xuân cùng đường là trước hết nghĩ xin mềm bao con nhộng độc quyền, nhưng là ta nói cho các ngươi, tuy rằng ngươi sẽ so với chúng ta trước đưa ra thị trường. Nhưng là xin độc quyền yêu cầu tiêu phí thật lớn thời gian cùng tinh lực, giống các ngươi chưa từng có xin quá, không hiểu được lưu trình càng là chậm, huống chi các ngươi hiện tại còn không hề có động tác. Mặt khác, ta còn muốn cùng ngươi chia sẻ một cái tin tức tốt, đó chính là chúng ta xưởng chế dược đã đột phá mềm bao con nhộng cuối cùng một quan thực nghiệm, hơn nữa đã ở chuẩn bị độc quyền sinh, tin tưởng không lâu tương lai chúng ta thực mau là có thể bắt được độc quyền, đến lúc đó các ngươi vẫn là giống nhau xâm quyền. Ai tiên sinh sản xuất tới không quan trọng, quan trọng nhất chính là ai có thể giành trước sinh độc quyền. Đối mặt đối phương khiêu khích, tô ý chỉ là nhàn nhạt mà cười cười, phải không? Khi ta liền chúc các ngươi có thể giành trước bắt được độc quyền lạc. Nói xong, lại hướng tới ba người tiểu biên độ mà phất phất tay, tái kiến. Ba người. Thấy tô ý chút nào không dao động, đột nhiên khẩn trương lên. Michel, ngươi xác định ngươi điều tra kết quả không có vấn đề sao? Bọn họ không có nói giao độc quyền xin. Michel gật gật đầu, ta xác định, nước ngoài quốc nội đều không có thu được bất luận cái gì xuân cùng đường độc quyền xin. Mãi khắc thở vào một hơi, trở về lại nói. Ba người đi rồi, Tô Ý cũng lập tức dẫn người mang về nhà xưởng lại lần nữa triệu khai hội nghị khẩn cấp. Hội nghị bắt đầu trước, Liêu Chính Dân đã cùng Đoạn Nguyên Minh đã đem sở hữu có thể nhanh hơn độc quyền xin biện pháp đều suy nghĩ một lần. Nhưng là vô luận như thế nào sợ là cũng đuổi không được M quốc phía trước. Chúng ta đến kỹ thuật rõ ràng là cùng công nghiệp quân sự xưởng liên hợp tự chủ nghiên cứu phát minh chẳng lẽ liền bởi vì độc quyền sinh chậm một bước liền phải bị bọn họ em mờ người trong nước cấp tạp trụ cổ sao? Việc này là chúng ta đại ý chỉ nghĩ trước đem thiết bị kỹ thuật xác định xuống dưới an bài sinh sản lại bỏ qua điểm này bị em mờ người trong nước chui thời gian cùng lưu trình chỗ trống. hai người ở trong phòng hội nghị thở ngắn than dài thời điểm tô ý đã mang theo tôn lão cùng ôn thúc đi đến tôn lão ở trên đường thời điểm cũng đã nghe nói độc quyền sinh sự tình nhưng là chờ nhìn thấy tô ý sau phát hiện nàng không hề có dự kiến trung hỏng mất cùng khó chịu, liền cũng yên lòng. Nha đầu, ngươi cũng đừng điếu chúng ta ăn uống, mau nói ngươi rốt cuộc có biện pháp nào đi. Tô ý gặp người đến đông đủ, lúc này mới đã mở miệng, sư phụ, ta tưởng cùng các ngươi thương lượng hạ, đem chúng ta mềm bao con nhộng chế tác công nghệ cùng kỹ thuật toàn bộ công khai. Cái gì? Mặt khác bốn người vừa nghe tô ý muốn công khai kỹ thuật, đều không khỏi khiếp sợ, ngươi muốn công khai. Tô ý gật gật đầu, cười giải thích lên, Kỳ thật nói đến cùng, này mềm bao con nhộng chỉ là bảo hộ dược vật một loại áo ngoài thôi, chỉ là vì làm người bệnh càng tốt mà uống thuốc. Chúng ta chế dược, nói đến cùng nhất trung tâm tài phú là chúng. Ta phương thuốc, chỉ cần chúng ta dược hảo, cạnh tranh lực liền sẽ không nhược. Càng quan trọng là, bao con nhộng ở toàn thế giới phạm vi nang đề đều chỉ là tạm thời, nếu không mấy năm, toàn cầu sớm hay muộn sẽ bay nhanh phát triển lên. Chương 460 cái gì gọi là cách cục. Nghe xong tô ý giải thích, mặt khác bốn người đều lâm vào trầm tư tôn lão cái thứ nhất tỏ thái độ ta tán đồng tiểu ý cách nói bao con nhộng vốn dĩ chính là công cụ công khai về sau chính là tạo phúc nhân loại chuyện tốt liêu chính dân cũng vui mừng gật gật đầu nữ nhi có thể có lớn như vậy cách cục cùng tầm mắt hắn là cái thứ nhất muốn duy trì chúng ta xuân cùng đường tôn chỉ là lương tâm chế dược vì nhân loại khỏe mạnh công khai bao con nhộng chế tác phương pháp thật là chúng ta xuân cùng đường nên làm ông thúc cũng kích động gật gật đầu không sai Ta cũng duy trì công khai, khi giúp em M quốc lão không phải muốn cướp đi trước sinh độc quyền sao. Khi chúng ta liền mau hắn một bước công khai, tức chết bọn họ. Đoạn thúc buồn cười, không thành vấn đề, chỉ là cái này công khai phạm vi như thế nào giới định, là trước tiểu phạm vi đâu vẫn là cả nước phạm vi. Tô ý nhấp môi cười cười, toàn cầu phạm vi đồng bộ công khai. Lần này M quốc sau khi trở về khẳng định muốn ở đưa ra thị trường trước lộng một đợt động tác nhỏ bôi đen chúng ta. Chúng ta dứt khoát liền ở toàn cầu phạm vi công khai, dù sao kỹ thuật này chỉ cần công khai một nhà, liền không tránh được muốn truyền bá đi xuống, cùng với để cho người khác lén lút học, bằng không chúng ta đơn giản toàn cầu trong phạm vi công khai. Chúng ta xuân cùng đường cũng là thời điểm chuẩn bị đem trung dược văn hóa đẩy ra hải ngoại. Bốn người vừa nghe, càng là kích động không thôi. Chỉ là công nghiệp quân sự xưởng bên kia cũng muốn thương lượng chút mới được, rốt cuộc thiết bị chế tác bọn họ ra đại lực khí. Tô Ý gật gật đầu chỉ cần các ngươi không thành vấn đề, ta lập tức chạy trở về cùng chu lão thương lượng một chút. Ngươi đi đi, chúng ta lưu. Lại chuẩn bị công khai dùng tư liệu. Tô ý gật gật đầu, ngay sau đó lái xe về nhà. Chờ tới rồi ra, đêm hôm nay phát sinh sự cùng mở họp thương nghị ra tới kết quả cùng hắn một hội báo. Chu lão lập tức liền vui vẻ, kỳ thật ta phía trước không mặt mũi nói, công nghiệp quân sự xưởng bên kia tới điện thoại hỏi ta, này bao con nhộng kỹ thuật có không ở nội bộ công khai, ta không dám đáp ứng không nghĩ tới các ngươi nhưng thật ra trước nói ra tôi ý này nhất cử động làm chu lão cũng cảm thấy tự hào vô cùng phía trước có chút nhãn hiệu lâu đời quốc xí chế dược công ty còn coi thường nhân gia xuân cùng đường tư xí hiện tại vừa lúc làm cho bọn họ nhìn xem cái gì gọi là cách cục chu lão nói liền gọi điện thoại cấp công nghiệp quân sự xưởng cuối cùng lại hỏi tôi ý ngươi chuẩn bị khi nào công khai tôi ý nghĩ nghĩ lại quá mấy ngày có cái y dược ngành sản xuất nội đại hội không phải muốn ở kinh thị triệu khai sao ta tính toán liền ở lúc ấy đương trường công khai chu lão cũng nghe nói cái này hội nghị thực hảo ngươi biết không lần này đại hội mục đích chính là muốn đề cao trung y ở hoa quốc lực ảnh hưởng nói cho đại gia phát triển trung y cùng tây y đồng dạng quan trọng ngươi có thể lựa chọn ở ngay lúc này công khai đó là không thể tốt hơn cùng công nghiệp quân sự xưởng bên kia thương lượng hảo Xuân cùng đường liền mã bất đình đề mà chuẩn bị công khai kỹ thuật sở yêu cầu sở hữu văn kiện cùng tư liệu. Tới rồi y dược đại hội hôm nay, tôi ý cùng tôn lão hai người một khối đi tham gia. Địa phương là ở đại hội đường. Tiến đến tham gia đều là đi đến từ cả nước các nơi nổi danh dược sĩ đại biểu, nhưng đại đa số đều là thuốc Tây là chủ. Làm trung dược cũng có, nhưng là giống nhau cũng đều là một ít trăm năm cửa hiệu lâu đời hiệu thuốc, trung y thế gia hậu đại truyền nhân như là xuân cùng đường như vậy trung dược tây chế công ty thật đúng là chỉ có một nhà. Bất quá bởi vậy, xuân cùng đường ở một đám người giữa có vẻ có chút nửa vời, không trung không tây, hai bên. Đều dung không đi vào cảm giác. Cũng may tôn lão danh khí ở trong ngành vẫn là rất lớn, cũng không ai dám lại đây nghi ngờ cái gì. Có không ít nhận thức tôn lão người đều sôi nổi lại đây chào hỏi, chúng ta nghe nói em mờ quốc tới tìm các ngươi phiền toái, kia kỹ thuật sự thật là trộn bọn họ. Tôn lão trực tiếp tôi một ngụm, phóng con mẹ nó chó má. Đây là chúng ta tự chủ nghiên cứu phát minh, lại nói em mờ quốc như vậy xa, người có bản lĩnh đi trộn nhân gia còn không có đưa ra thị trường kỹ thuật. Bọn họ chính là đơn thuần lại đây tìm phiền toái. Nói, tôn lão liền miệng lưỡi lưu loát, nước miếng bay thẳng mà bắt đầu cho đại gia nói về em mờ quốc xám xịt bị đuổi đi chuyện xưa. Nói xong chuyện xưa về sau, tôn lão lại vẫy tay đem tô ý đưa tới trước mặt. Cùng đại gia giới thiệu một chút, đây là ta quan môn đệ tử tô ý, cũng là chúng ta xuân cùng đường chế dược người phụ trách, đừng nhìn người tuổi còn trẻ, lần này đối mặt em mờ người trong nước kia chính là nghiền áp thức đã kích bọn họ. Mọi người không biết là vì cấp tôn lão mặt mũi, vẫn là đơn thuần cảm thấy cái này tuổi trẻ nha đầu lợi hại. Tóm lại ở tôn lão giới thiệu lúc sau, đại gia vẫn là thực nể tình mà khen một hồi. Tô ý bị khen đến có chút ngượng ngùng, chạy nhanh cùng đối phương cũng khách sáo vài câu. Ngay sau đó, đại hội liền bắt đầu rồi. Vừa lên tới, đầu tiên là hội nghị người phụ trách cũng là y dược tương quan bộ môn người phụ trách bắt đầu nói chuyện ngay từ đầu hết thảy đều thực bình thường giống như là chu lão trước đó nói như vậy lần này hội nghị chủ yếu là cường điệu trung y phát triển tầm quan trọng tới rồi nửa đoạn sau người phụ trách chuyện vừa chuyển trực tiếp đem đề tài dẫn tới xuân cùng đường thượng mặt lần này hội nghị yếu điểm danh khen ngợi xuân cùng đường ở lần trước thượng hải bùng nổ truyền nhiễm virus sau trước tiên đi trước hiện trường chi viện lại còn có miễn phí phát dược vật, lấy được hiệu quả phi thường hảo, cấp chúng ta sở hữu y dược người đều dài quá mặt. Cũng phát huy chúng ta truyền. Thống trung y văn hóa. Mặt khác xuân cùng đường nghiên cứu phát minh ra tới mềm bao con nhộng có thể trực tiếp đem áp suất thuốc nhỏ hoàn hảo bao phút, chẳng những giảm bớt người bệnh uống thuốc khó chịu trình độ, hơn nữa đại đại phương tiện trung dược bảo tồn cùng tồn trữ, này đối chúng ta trung dược ngành sản xuất tới nói chính là có cột mốc lịch sử ý nghĩa. Làm chúng ta cùng nhau hướng xuân cùng đường học tập. Người phụ trách nói âm lạc, hiện trường liền vang lên tiếng sấm vỗ tay. Cuối cùng, người phụ trách bay thẳng đến Tôn lão nhìn nhìn, như vậy hiện tại liền cho mời Xuân cùng đường người phụ trách cho chúng ta giảng hai câu đi. Giọng nói lạc, bên cạnh mọi người cũng ồn ào nói, Tôn lão, ngươi liền lên cho chúng ta giảng hai câu đi. Tuy rằng trước đó không có chuẩn bị, Tôn lão vẫn là cười ha hả mà đứng lên. Đơn giản giới thiệu vài câu, sau đó chuyện vừa chuyển nhìn về phía Tô Ý bao con nhộng nghiên cứu phát minh vẫn luôn là ta đệ tử tô ý ở phụ trách, hơn nửa lần trước Thượng Hải chi viện hành động cũng là nàng toàn quyền phụ trách, hiện tại làm nàng tới cấp đại gia giảng hai câu. Thấy thời cơ tới rồi, tô ý liền thâm hô một hơi, thoải mái hào phóng mà đứng lên. Đầu tiên là nói hai đoạn phía chính phủ khách sáo nói, nói xong lúc sau chính mình nhịn không được nhấp môi cười. Xin lỗi, ta là lần đầu tiên tới tham gia lớn như vậy hình y dược đại hội, tới phía trước ta liền tưởng, vạn nhất nếu như bị điểm danh nói chuyện, ta nên nói cái gì, cho nên lâm thời riêng chuẩn bị vài câu, bối có sẵn bản thảo. Lời này vừa nói ra, ở đây mọi người cũng đều ha ha nở nụ cười. Tự hồ cũng chưa dự đoán được cái này tiểu cô nương như vậy dí dỏm hài hước, còn như vậy thẳng thắn thành khẩn. Chương 461 chuẩn bị hồi Tây Bắc chờ mọi người cười xong, tôi ý lúc này mới một lần nữa điều chỉnh tốt cảm xúc, kỳ thật ta hiện tại nhất tưởng lời nói vẫn là chúng ta xuân cùng đường tôn chỉ lương tâm chế dược, vì nhân loại khỏe mạnh chúng ta sở dĩ sẽ quyết định trung dược tây chế cũng đúng là bởi vì điểm này cũng là hy vọng có thể đem chúng ta trung dược văn hóa tiếp tục phát dương quan đại không hy vọng chúng ta mấy ngàn năm văn hóa tinh túy bởi vì chế dược kỹ thuật lạc hậu mà dần dần không rơi xuống đi mượn cơ hội này ta tưởng tuyên bố một sự kiện đó chính là chúng ta xuân cùng đường quyết định từ hôm nay trở đi chính thức mặt hướng cả nước thậm chí toàn cầu công khai chúng ta mềm bao con nhộng chế tác kỹ thuật giọng nói là toàn bộ hội trường tức khắc trở nên lặng ngắt như tờ Tô ý khẩn trương mà dùng dư quan liếc mắt một cái tôn lão, này như thế nào cùng nàng tưởng không quá giống nhau. Nào biết không chờ tôn lão mở miệng, hội trường đột nhiên sôi trào lên. Tô đồng chí, ngươi là nói các ngươi xuân cùng đường muốn công khai bao con nhộng kỹ thuật. Tôn lão, lời này là thật sự vẫn là nói giỡn. Nhưng đừng lấy chúng ta chọc cười. Tôn lão cười đến vẻ mặt kiêu ngạo, nói không phải rành mạch sao. Ai có công phu đậu các ngươi vui vẻ, các ngươi liền nói muốn hay không đi. Muốn, muốn. Khẳng định muốn. Chính là các ngươi có điều kiện gì a? À? Tôn lão hừ lạnh một tiếng, vô điều kiện. Miễn phí đưa tặng. Không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, ban tổ chức đã đem tô ý trước đó chuẩn bị tốt tư liệu bắt đầu phát xuống. Chờ hạ phát xong, tô ý lúc này mới tiếp tục mở miệng, chúng ta sở hữu nghiên cứu phát minh tư liệu đều tại đây, đại gia có thể trước lấy về đi gặp, nếu là có cái gì không rõ ràng lắm, hoan nghênh tới chúng ta xưởng tham quan hẹn trước điện thoại cũng đều khắc ở mặt trên. Chỉ cần là về bao con nhộng phương diện, mặc kệ là công nghệ vẫn là thiết bị, chúng ta đều là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Toàn hội trường khách này sẽ đều ở kích động mà lật xem xuân cùng đường hạ phát tư liệu, vội vàng xem qua liếc mắt một cái sau xác nhận là phi thường tường tận tư liệu. Không khỏi sôi nổi cảm động đến rơi nước mắt. Xuân cùng đường hào khí. uy vũ. Không hổ là chúng ta chế dược nhân tấm gương. Hội nghị còn không có kết. Xuân cùng đường công khai mềm bao con nhộng kỹ thuật tin tức liền lan truyền nhanh chóng. Ngay sau đó, các lộ truyền thông càng là đối tin tức này tiến hành rồi bốn phía đưa tin. Trừ bỏ ở Hoa Quốc quốc nội, nước ngoài chế dược ngành sản xuất cũng là một mảnh sôi trào. Sôi nổi thông qua các loại con đường liên hệ Hoa Quốc tới xác nhận tin tức này thật giả. Được đến phía chính phủ khẳng định hồi phục sau, đều hận không thể lập tức có thể bắt được thị thực bay qua tới học tập. Mà xa ở M quốc mãi khắc, nghe thấy một tin tức khi hắn đang ở chuẩn bị đệ trình độc quyền sinh lại đột nhiên bị cho biết nên độc quyền đã không phải cái gì bí mật thậm chí toàn cầu đều ở bắt đầu đại quy mô sinh sản lúc này mới tức khắc mắc choáng váng bỗng nhiên liền nghĩ tới trước khi đi tô ý kia một mặt ý vị thâm trường mỉm cười nữ nhân này thế nhưng lúc ấy cũng đã quyết định đập nồi dìm thuyền đem kỹ thuật trực tiếp công khai khi hắn chuẩn bị lâu như vậy kế hoạch tính cái gì toàn bộ ngâm nước nóng cùng em mờ quốc độc quyền chi tranh sự tình sau khi kết thúc Xuân cùng đường xưởng chế dược nghiệp vụ thực đi mau thường quỷ đạo. Tô ý cũng rốt cuộc rảnh rỗi có thể nghỉ ngơi cái hai ngày. Biết được tin tức này sao, vui vẻ nhất liền phải số chu cận xuyên. Khoảng thời gian trước hắn bộ đội bên kia cũng rất bận, thật vất vả hiện tại hai người đều rảnh rỗi, liền nghĩ mang nàng đi ra ngoài giải sầu đi. Bằng không lại quá không lâu liền phải ăn tết, đến lúc đó càng không có thời gian. Tô ý trong khoảng thời gian này vội đến độ không có không bồi hắn, tự giác cũng thực ấy nấy vì thế liền thực sản khoái mà đáp ứng, chẳng qua này ngày mùa đông, ngươi muốn đi làm sao? Này kinh thị cùng quanh thân cũng không có gì hảo ngoạn. Chu Cận suy nghĩ nghĩ, theo sau đề nghị, lần trước ngươi không phải nói chờ có rảnh sau nhất muốn đi địa phương là Tây Bắc Bộ đội sao? Vừa lúc lập tức muốn ăn Tết, chúng ta trở về nhìn xem đại gia, thuận tiện cũng nên mang tiểu võ ấm áp ấm trở về nhìn xem lão dịp đồng chí. Tô ý tán thưởng mà nhìn thoáng qua Chu Cận Xuyên, vẫn là ngươi thận trọng từ khi hai đứa nhỏ đi vào kinh thị sau, còn vẫn luôn không có trở về quá. Hiện giờ tiểu võ đã thăng sơ trung, đích xác cũng là hẳn là mang hai người trở về nhìn xem lão dịp đồng chí, cho hắn thiêu chút tiền giấy. Khi chúng ta có thể hay không thuận tiện đi xem mặt lão cùng tiểu bắt bọn họ. Này hơn một tháng vẫn luôn không liên hệ thường, ta mẹ đều lo lắng hỏng rồi. Chu Cận Xuyên suy nghĩ một cái chớp mắt, hành, đến lúc đó chúng ta có thể đi xa mặt ngoại bọn họ đóng quân đại bản doanh đi xem, ít nhất có thể được biết bọn họ tình hình gần đây. Cô ý ừ một tiếng, này liền đủ rồi. Hai người thương lượng hảo muốn đi Tây Bắc sau, tôi ý lại bắt đầu bận việc lên. Nghĩ muốn đi cấp Tây Bắc các bằng hữu mang thứ gì đưa cái gì hàng Tết. Còn có mặt lão nghiên cứu khoa học đội bên kia, nếu muốn qua đi nhìn xem, tổng không thể đại thật xa không tay qua đi. Cứ như vậy, muốn chuẩn bị đồ vật nhưng nhiều. Cũng may có không gian hỗ trợ, nhưng thật ra không cần lo lắng mang không dưới trừ bỏ cho đại gia hỏa chuẩn bị đồ vật, còn có tiểu võ ấm áp ấm hành lý, chính mình cùng chu cận xuyên quần áo từ từ. Hôm nay, tô ý chính thu thập chính mình phải dùng đồ vật, mơ hồ gian cảm giác chính mình gì mau tới, liền thuận tay đi cầm hai bao băng vệ sinh ra tới. Chờ đồ vật trang đến hành lý bao sau, tô ý lúc này mới phát hiện không đúng chỗ nào. Vội vàng quay đầu hỏi chu cận xuyên một câu, cận xuyên, ta lần trước là đến đây lúc nào thân thích. Trong khoảng thời gian này bận quá, Thế nhưng đem việc này hoàn toàn cấp vứt chi sau đầu. Chu Cận Xuyên bỗng nhiên nghe nàng như vậy vừa hỏi, tức khắc cũng phát hiện không thích hợp. Vội vàng mở ra tủ đầu giường ngăn kéo đi dở sổ sách, mở ra vừa thấy, tức khắc trợn tròn mắt, tháng trước 20 hào. Hôm nay nhiều ít hào. Chu Cận Xuyên chạy nhanh nhìn thoáng qua lịch ngày, hôm nay đều 30 hào, đã chậm 10 ngày. Nên không phải là tôi ý vội vàng lắc đầu, không thể nào. Có phải? Hay không bởi vì ta gần nhất bận quá? cho nên thân thể đều kháng nghị chu cận xuyên vội vàng tiếp nhận nàng trong tay hành lý đừng thu thập ta hiện tại trước mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra hạ nói không chừng thật đúng là có tôi ý vẫn là không chịu tin sao có thể sẽ có ta một chút đều không có cảm giác chu cận xuyên lại nhìn nhìn trước mấy tháng kỷ lục này chính là ngươi phía trước vẫn luôn đều thực chuẩn tôi ý này đó cũng lập tức khẩn trương lên vội vàng hồi tưởng khởi trong khoảng thời gian này có ngày nào đó là có trúng chiêu khả năng Chu Cận Xuyên cũng lập tức nghĩ tới, vẻ mặt chột dạ, "Lão bà, ngày nào đó hình như là dùng xong rồi, cho nên mới không có nghe vậy." tôi Ý nhịn không được thở vì vì mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, "Lão Chu đồng chí, đều tại ngươi." Chu Cận Xuyên vừa rồi lời nói còn không có nói xong, thấy tức phụ như vậy trách cứ chính mình, lập tức cũng không dám biện giải. Nhưng vẫn là nhịn không được bị khuất mà nhắc nhở nói, "Lão bà, ngươi muốn hay không lại hảo hảo hồi tưởng hạ ngày đó tình huống?" lúc ấy rõ ràng là không đợi chu cận xuyên nói xong tô ý sắc mặt đã trướng thành màu gan heo đúng rồi nàng nghĩ tới ngày đó lâm thời phát hiện đồ vật dùng xong lúc sau chu cận xuyên là cự tuyệt sau lại là chính mình đích xác một chút cũng không liên quan chuyện của hắn Tô ý nhớ lại tới sau ngữ khí tức khắc trở nên chột dạ lên khụ cái kia ta nhớ ra rồi ngày đó hình như là xưởng chế dược khai thánh công hội ta uống lên một ly rượu vang đỏ có chút phía trên hiện tại không phải nói cái này thời điểm, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi bệnh viện đi. Chương 462 Tô Ý mang thai chờ hai người đuổi tới bệnh viện thời điểm, bác sĩ đều sắp tan tầm. Chu Cận Xuyên một cái bước nhanh trước vọt đi vào, bác sĩ, phiền toái ngươi giúp chúng ta khai cái kiểm tra đơn chờ đợi kết quả thời điểm, Chu Cận Xuyên cùng Tô Ý hai người một cái sau một cái khẩn trương. Kỳ thật hai người cũng đều không phải là không nghĩ muốn hài. Tử, chỉ là còn không có kế hoạch nhanh như vậy liền phải vốn định tính toán chờ xưởng chế dược bên này không cần quá nhọc lòng thời điểm lại suy xét muốn nào biết một lần sai lầm liền trước mắt đã tới rồi cái này mấu chốt thượng cũng không suy xét cái gì kế hoạch bất kể hoa một lòng chỉ còn chờ kiểm tra kết quả ra tới chờ ra báo cáo cửa sổ kêu lên tô ý tên khi chu cận xuyên lập tức bá một chút từ trên ghế đứng lên ta đi thôi tô ý gật gật đầu ngươi đi lấy ta khẩn trương chỉ thấy chu cận xuyên từ trên ghế đứng lên đi qua đi thời điểm bước chân còn thoáng vấp hai hạ có chút cùng tay cùng chân chờ bắt được báo cáo đơn sau đầu tiên là cúi đầu nhìn thoáng qua bay nhanh mà đem báo cáo đơn thượng tự nhìn một lần sau đó không thấy hiểu lúc này mới vội vàng hướng tới cửa sổ người hỏi đồng chí này báo cáo thấy thế nào khi đồng chí bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua chu cận xuyên chỉ vào báo cáo thượng một chuỗi dấu cộng giải thích nói này không phải đều viết đâu này dấu cộng liền đại biểu cho là mang thai tiếng nói vừa dứt Chu Cận Xuyên lập tức kích động mà hướng tới cô ý bước nhanh đi đến. Lão bà, chúng ta giống như thật sự phải làm ba mẹ. Cô ý này sẽ đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, cho nên trong lòng không giống vừa rồi như vậy khẩn trương cùng thấp thỏm. Nghe Chu Cận Xuyên nói như vậy, liền vội vàng đem báo cáo tiếp nhận tới lại nhìn thoáng qua, thật đúng là có. Chờ hai người lên xe về sau, Chu Cận Xuyên chạy nhanh thế nàng cuộc kỹ đai an toàn, theo sau có chút kích động mà chà sát tay, lão bà, người có phải hay không có chút không cao hứng. Tô ý từ bệnh viện ra tới sau, liền vẫn luôn ở ngay ra trạng thái. Đảo không phải không cao hứng, mà là có chút không thể tin được. Khắc thai phụ rõ ràng mang thai đều sẽ ghê tởm khó chịu, cốt xấu sẽ cho thân thể một ít nhắc nhở, mà nàng đâu, phía trước một chút cảm giác đều không có. Tương đương là lập tức lại đột nhiên biết được mang thai sự tình. Cho nên không phải cao hứng không, mà là căn bản liền. Còn không có phục hồi tinh thần lại. Này hội kiến chu cận xuyên đáy mắt lóe ánh sáng, cao hứng giống như là cái mau đầu tiểu tử giống nhau. Tô ý đáy lòng cũng tức khắc ấm ấm, cảm giác giống như có chút phục hồi tinh thần lại, liền đúng sự thật cười nói. Không có, ta chỉ là một chốc một lát còn không dám tin tưởng, thật sự là quá đột nhiên, ta cái gì chuẩn bị cũng không có, hơn nữa ta phía trước cũng chưa làm qua phương diện này công khóa, đột nhiên như vậy ta không biết nên làm chút cái gì. Giờ phút này đã là hoàng hôn, Trần bị hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu vào tô ý trên mặt, cũng chiếu vào nàng trên bụng chu cận xuyên yên lặng vương một bàn tay hơi mang run rẩy mà xoa nàng bụng lão bà không sợ có ta ở đây chúng ta cùng nhau bắt đầu từ con số không học tập tôi ý đáy mắt cũng nhấp nhán toái quang cười nhìn hắn một cái phải làm ba ba ngươi vui vẻ sao chu cận xuyên vừa nghe tức khắc nhếch môi lộ ra một hàm răng trắng tới vui vẻ đặc biệt vui vẻ ta cũng có chút khó có thể tin nói nói chu cận xuyên hốc mắt đỏ lên ngữ khí đột nhiên có chút nghẹn ngào lên lão bà cảm ơn ngươi tô ý thấy thế nhịn không được ở trên tay hắn vỗ nhẹ một chút được rồi chạy nhanh trở về đi mẹ phỏng chừng đều chờ chúng ta ăn cơm đâu chu cận xuyên cười khởi động xe không nóng nảy đi trước một chuyến nhạc mẫu kia cùng nàng nói một tiếng thuận tiện lại làm đại tẩu hảo hảo giáo giáo ta bằng không cũng không biết trở về về sau này đó có thể làm này đó không thể làm cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn tô ý tưởng nói thật cũng không cần nhưng là thấy hắn kích động như vậy cũng biết thị phi đi không thể. Vừa lúc nàng cũng muốn giáp mặt cùng mẫu thân nói lòng kẻ dưới này dựng sự tình, làm các nàng cao hứng cao hứng. Nào biết nguyên bản hơn 10 phút lộ trình, hai người khai gần nửa giờ còn chưa tới. Tô ý đã có chút thiếu kiên nhẫn, lão chu, ta nói ngươi tốc độ này còn có thể lại chậm một chút sao. May mắn trên đường xe không nhiều lắm, bằng không thật. Sự muốn bị người xem thường. Vừa dứt lời, mặt sau thế nhưng thật sự vang lên xe tiếng còi. Ngay sau đó, khi xe trực tiếp vượt qua cùng hai người xe song song cô ý mới vừa diêu hạ pha lê chuẩn bị giải thích nào biết xe thượng thế nhưng là chu hoàng nghĩa ba chu hoàng nghĩa kinh ngạc nhìn hai người liếc mắt một cái thật là các ngươi trời đã tối rồi các ngươi ở trên đường dạo quanh đâu chu cận xuyên bị châm chọc hạ chẳng những không tức giận cao hứng mà nhếch miệng nở nụ cười ba tiểu ý có chu hoàng nghĩa ngẩn người tự hồ không phản ứng lại đây cái gì có có cái gì Chu Cận Xuyên suy một tiếng, đương nhiên là có thai. Lão Chu đồng chí, ngươi phải làm gia gia. Chu Hoàng Nghĩa căn bản liền không nghe được Chu Cận Xuyên trêu ghẹo, mảng đầu óc đều quanh quẩn gia gia này hai chữ. Ta phải làm gia gia. Khi nào biết đến sự tình. Cô ý thấy hắn xe cũng thả chậm, vội vàng mở miệng giải thích. Ba, hai chúng ta cũng là vừa rồi đi bệnh viện mới biết được, đang chuẩn bị về trước tranh nhà mẹ để cùng ta mẹ các nàng nói một tiếng, vừa lúc ngươi trở về thời điểm giúp ta cùng mẹ nói một tiếng, các ngươi ăn trước, đừng chờ chúng ta. Chu Hoàng Nghĩa liên tục gật đầu, hảo hảo hảo, ta đi về trước, các ngươi chậm một chút khai, không nóng nảy. Nói xong, lúc này mới ra tốc hướng trong nhà chạy đến. Chu Cận Xuyên nhấp môi nhìn về phía Tô Ý cười nói, xem đi. Ba cũng nói làm ta chậm một chút khai. Tô Ý nhịn không được trừng hắn một cái, hành, gia liền ở cửa, ta cũng không tin còn có thể chạy đến khi nào. Khi nói chuyện, Chu Cận Xuyên đã đánh tay lái vào Tô Gia Đại Môn một hồi về đến nhà chu cận xuyên liền vội vàng đỡ tô ý xuống xe người còn không có đi vào liền hướng tới tô nhân hô mẹ đại tẩu có ở đây không hôm nay sẽ đến gia ăn cơm sao tô nhân kinh ngạc đi tới nhìn lên đây là sướng kia chỗ tiểu ý eo xoay kia tìm ngươi đại tẩu cũng vô dụng a à. muốn chạy nhanh đi bệnh viện nói liền bước nhanh hướng tới hai người chạy tới tô ý vội vàng giải thích mẹ đừng có gấp ta không có việc gì là ta ta mang thai chu cận xuyên cũng vội vàng giải thích là là tiểu ý không có việc gì hai chúng ta vừa mới từ bệnh viện ra tới chỉ là nghĩ tới tới thỉnh giáo hạ đại tẩu chờ hai người nói đều nói xong tô nhân người còn sững sờ ở tại chỗ không có phản ứng lại đây nhưng thật ra nghe được tin tức liêu chính dân chạy trước ra tới cái gì tiểu ý có thai nói xong lại vội vàng đi kéo một phen tô nhân tô nhân cũng lập tức lấy lại tinh thần bước nhanh đi lên trước kéo một phen nữ nhi, thật sự. Tô ý thấy nàng không tin, vội vàng đem chu cận xuyên trong túi xét nghiệm đơn đưa qua. Tô nhân tiếp nhận xét nghiệm đơn, liếc mắt một cái liền thấy được kia một loạt dấu cộng, vội vàng lôi kéo nữ nhi tiểu tâm chậm rãi bước hướng trong phòng khách đi. Mau, ngồi trên sofa, giữa cái đệm mềm. Nói xong, lại vội vàng làm liêu chính dân đi châm trà, không không không, không thể uống trà, uống nước sôi để nguội đi. Tính, bếp lò thượng hầm đến có canh gà, Người đi cấp tiểu ý thịnh một chén tới. Tô ý vài lần muốn khuyên can, nhưng là thấy mẫu thân là phát ra từ nội tâm cao hứng. Hơn nữa từ khi Lâm Lạp bắt đi Tây Bắc sau, nàng đã thật lâu không có như vậy cao hứng, vì thế liền lại đem lời nói cấp nuốt trở vào. An tâm ngồi hưởng thụ nàng vui vẻ cùng chiếu cố. Chương 463 trong nhà quốc bảo chờ một chén canh gà mới vừa xuống bụng, Lâm Vọng Đông cùng Diêu Ngọc Phương liền mang theo điềm điềm cùng nhau lại đây. Mẹ, nghe nói tiểu ý mang thai tô nhân vội vàng cười kéo tới diêu ngọc phương là 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 ngọc phương a à, ngươi lại đây nhìn xem cái này kiểm tra đơn tiểu ý hiện giờ mới hơn một tháng nên chú ý chút cái gì diêu ngọc phương từ khi hoài hài tử lại sinh hạ điềm điềm sau quả thực thành cái này gia nhất quyền uy cái kia chuyên gia hơn nửa mấy tháng trước vừa mới cấp từ tiểu cần phổ cập quá hiện tại lại nói tiếp càng là thao thao bất tuyệt chu cận xuyên thấy nàng càng nói càng mau vội vàng kêu đình đại tẩu ngươi từ từ ta trước tìm cái vỡ nhớ một chút ngươi chậm một chút nói mặt khác hiện tại có hay không cái gì thư tịch có thể xem ta đi mua hai bổn diêu ngọc phương buồn cười hành ta chậm một chút nói đến nỗi thư ngươi cũng đừng lãng phí tiền nhà của chúng ta liền có có sẵn ngày mai ta cho các ngươi đưa qua đi bên kia triệu lam này sẽ đang ở cửa chờ người một nhà trở về ăn cơm vừa rồi chu cận xuyên cùng tô ý hai người vội vàng ra cửa cũng chưa nói đi làm gì đều cái này cơm điểm cũng không thấy được hai người thân ảnh đang chuẩn bị về phòng đi gọi điện thoại đi tiệm cơm cùng tô gia đi hỏi một chút nào biết người còn không có trở về liền nghe thấy được ngoài cửa truyền đến xe thanh âm nghiêng đầu vừa thấy lại là chu hoàng nghĩa lão chu ngươi trở về vừa lúc vừa rồi cận xuyên cùng tiểu ý hai người vội vã đi ra ngoài cũng không biết đi làm gì người lái xe đi ra ngoài tìm xem đi chu hoàng nghĩa trên mặt một bộ trúng giải thưởng lớn tươi cười không cần đi tìm triệu lam nghiêng con mắt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái cho ngươi đi tìm xem liền đi tìm xem như thế nào còn ra sức khước từ lập tức đồ ăn đều lạnh chu hoàng nghĩa trên mặt ý cười như cũ vừa rồi ta ở trên đường đụng tới bọn họ hai cái mới từ bệnh viện ra tới này sẽ phỏng chừng đang ở tô gia đâu cái gì bọn họ hai cái vừa rồi là đi bệnh viện đi ai không thoải mái ngươi con dâu phi 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 cái gì không thoải mái không phải không thoải mái là có Triệu Lam lập tức liền phản ứng lại đây, tiểu ý có. Ta phải làm nải nải. Không sai, ngươi là phải làm nải nải. Giọng nói lạc, chu lão cũng chấp tay sau lưng dạo bước từ trong phòng đi ra, như thế nào nửa ngày cũng không tiến vào, các ngươi ở cửa nói thầm cái gì đâu. Triệu Lam không kịp giải thích, trực tiếp đem trên người tạp về một cởi bỏ, vội vàng liền phải đi ra ngoài. Ta đi tô gia đi xem một chút, vừa lúc đi theo các nàng gia đại tổ lấy lấy kinh nghiệm, này chiếu cố thai phụ chính là đại sự. Chu lão nghe được một đầu mờ mịt. Bất quá Chu Hoàng Nghĩa cũng không dám ở trước mặt hắn úp úp mở mở. Chỉ là dặn dò nói, ngài lão nhưng đỡ hảo lạc, đừng một cái kích động bối qua đi, ngươi lập tức cũng là phải làm thái gia gia người. Chu lão. Hắn nguyên bản nằm mơ đều mơ thấy chính mình phải làm thái gia gia. Không nghĩ tới hạnh phúc thế nhưng tới như vậy đột nhiên. "Hảo hảo hảo, thừa dịp ta thân thể còn ngạnh lãng, hảo a." Một bên tiểu võ ấm áp ấm nghe xong, cũng cao hứng mà nhảy dựng lên, trong nhà rốt cuộc muốn thêm tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội. Đặc biệt là dịp tiểu võ, phía trước ở Tây Bắc thời điểm, liền nghĩ về sau phải cho thúc thúc thẩm thẩm mang hài tử, chăm sóc đệ đệ muội muội, không nghĩ tới thật sự muốn trở thành sự thật. Chờ Triệu Lam đuổi tới thời điểm, tô gia này sẽ đúng là náo nhiệt. Trừ bỏ lão đại một nhà, lão tam cũng đuổi trở về. Chỉ là tô nhân sợ hắn không nhẹ không nặng, cho nên nghiêm khắc khống chế hắn ly tô ý tám trường xa. Chu Cận Xuyên cùng Tô Nhân Chính nghiêm túc mà nghe Diêu Ngọc Phương ở giảng bài. Triệu Lam vội vàng bước nhanh đi qua, giảng đến nơi nào. Ta có phải hay không đã tới chậm? Tô Ý lắp bắp kinh hải, mẹ, sao ngươi lại tới đây? Vừa rồi không phải làm ba nói cho các ngươi ăn trước sao? Triệu Lam cười lắc đầu, ta nơi nào còn ăn hạ, biết các ngươi tại đây, ta liền chạy nhanh lại đây nhìn xem, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Tô Ý cười gật đầu, ta thực hảo, một chút cảm giác cũng không có kia cũng không thể đại ý. Chu Cận Xuyên lấy ra chính mình nô tê bốt, yên tâm đi, ta đều nhớ kỹ. Trừ bỏ Diêu Ngọc Phương cấp truyền thụ kinh nghiệm, Lâm Vọng Đông làm tân tấn ba ba cũng cấp Chu Cận Xuyên chia sẻ chính mình độc nhất vô nhị tâm đắc. Mụi phu, ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, này thai phụ A đặc biệt là đang mang thai lúc đầu thời điểm, cảm xúc dao động sẽ khá lớn, hơn nửa thân thể không thoải mái, cho nên ngươi không riêng muốn chiếu cố hảo ẩm thực cuộc sống hàng ngày, này tâm tình cũng nhất định phải chiếu cố đến hành, ta nhớ kỹ, yên tâm đi, tiểu. Ý nếu là không cao hứng, khiến cho nàng lấy ta hết giận, tuyệt đối sẽ không làm nàng nghẹn. Cô ý, nàng thật sự cảm giác chính mình một chút phản ứng cũng không có. Như thế nào đại gia một cái hai cái đều so nàng còn muốn khẩn trương. Tới rồi ngày hôm sau, chu cận xuyên riêng xin nghỉ ở nhà bồi nàng, muốn quan sát hạ nhìn xem nàng hay không gặp nạn chịu phản ứng. Nào biết phản ứng không có, Nghe nói tin tức này Lâm Hạo Nam cùng Từ Đan cũng gấp trở về. Trường học Lâm Thư Thư ba người cũng thừa dịp tan học lại đây xem nàng. Làm cho thật như là tham quan quốc bảo dường như. Bất quá nàng đang ở gia buồn đến nhàm chán, có bằng hữu lại đây bồi nàng, vẫn là thật vui vẻ. Bốn người trò chuyện trò chuyện, lại không khỏi liêu khởi Lâm Lạp bắt sự. Vốn dĩ ta cùng Cận Xuyên còn tính toán đi Tây Bắc xem bọn hắn, nào biết hiện tại kiểm tra ra tới đã hoài thai, Tây Bắc là khẳng định đi không thành. Lâm Thư Thư tỏ vẻ lý giải, ngươi hiện tại đều như vậy, khẳng định nơi nào cũng không đi, huống chi là Tây Bắc. Tô ý ừ một tiếng, ngươi cũng đừng có gấp, ta ngày hôm qua đã làm cận xuyên nhờ người đi hỏi thăm, hỏi trước hỏi xem bọn họ ăn Tết hay không trở về. Cũng hảo, có thể hỏi đến là tốt nhất. Từ khi Tô ý kiểm tra ra tới mang thai về sau, liền vẫn luôn bị yêu cầu ở trong nhà nghỉ ngơi. Bị người trong nhà bao quanh vây quanh chuyển không nói, gì cũng không cho nàng làm. Tương đương Tây Bắc không đi thành, này giả vẫn là giống nhau chiếu hưu không lầm. Cũng may điện thoại nàng vẫn là có thể đánh, xưởng chế dược bên kia rất nhiều công tác cũng vẫn luôn ở điện thoại theo vào. Mà nàng bụng qua cũng thập phần tranh đua, mặc kệ là ngửi được cái gì khí vị cũng không có khó chịu cảm giác. Phỏng chừng là nàng mỗi ngày uống linh tuyền thủy công lao đi. Một tuần về sau, cô ý thật sự là ở không nổi nữa, cùng chu cận suy nghiêm chỉnh kháng nghị chính mình muốn đi ra ngoài đi làm. Lại như vậy đã đi xuống ta thật sự muốn béo thành heo, mấu chốt là đối ta thể xác và tinh thần đều không có bất luận cái gì chỗ tốt chu cận xuyên thấy nàng thật là không có gì khó chịu địa phương cũng biết nàng là không có khả năng vẫn luôn đãi ở trong nhà đành phải đồng ý nàng đi làm đi làm có thể ta lái xe đưa ngươi qua đi chờ buổi chiều ta lại lái xe tiếp ngươi trở về tôi ý dở khóc dở cười chúng ta lại không tiện đường đều không phải một phương hướng thương lượng nửa ngày cuối cùng vẫn là liêu chính dân chủ động đứng ra muốn đích thân đón đưa lúc này mới xem như đạt thành thống nhất. Mà vì làm nàng đầy đủ nghỉ ngơi tốt, gần nhất vẫn luôn bận rộn liêu chính dân cũng sửa lại làm việc và nghỉ ngơi thời gian, mỗi ngày đều phải 8, 9 giờ mới đi tiếp nàng đi làm. Buổi chiều 3 giờ về sau liền phải bắt đầu hướng trong nhà đuổi. Hỏi chính là hắn tuổi tác lớn, ăn không tiêu đi sớm về trễ. Chương 464 Lâm là bắt xảy ra chuyện tô ý tuy rằng không tin, nhưng là cũng không có biện pháp. Rốt cuộc liêu chính dân cũng là muốn về hưu người, đít xác cũng không thể làm hắn quá mức mệt nhọc cũng may xưởng chế dược hiện giờ hết thảy đều bị xử lý đến gọn gàng ngăn nắp kỹ thuật sinh sản bên kia có đoạn thuốc cùng ôn thuốc phụ trách phương thuốc nghiên cứu phát minh còn lại là có tôn lão mang theo vài vị sư huynh ở lộng đến nỗi tiêu thụ căn bản liền không cần phạm sầu cũng không cần cố sức đi đẩy mạnh tiêu thụ xuân cùng đường dược sớm đã hưởng dự cả nước tự nhiên cũng là cung không đủ cầu mắt thấy kinh thị mùa đông càng ngày càng lạnh Tây Bắc bên kia cũng rốt cuộc truyền đến tin tức. Nói là nghiên cứu khoa học có tiến triển to lớn, Tết âm lịch khẳng định liền không trở lại, mọi người đều tự nguyện lưu tại căn cứ tiếp tục làm thực nghiệm, chờ sau khi kết thúc lại thống nhất trở về. Mọi người biết được sau, một phương diện vì bọn họ bình an cảm thấy yên tâm, về phương diện khác lại bởi vì tiểu Bắc không thể trở về ăn Tết mà có chút mất mát. Chẳng qua, đại gia công tác cùng sinh hoạt đều ở tiếp tục. Tô ý trạng thái trừ bỏ ngay từ đầu biết mang thai khi khẩn trương, hiện tại trạng thái là một ngày so với một ngày hảo vì thế liền đem chính mình công tác cường độ lại tăng lớn trừ bỏ đi xưởng chế dược hôm nay tô ý đột nhiên tâm huyết dân trào tính toán làm lâm trạch tây lái xe mang nàng một khối đi xưởng thực phẩm nhìn xem rốt cuộc từ mang thai sau nàng còn một lần đều không có đi qua vừa vào cửa quen thuộc hương vị ập vào trước mặt từ kiểm tra ra tới mang thai sau triệu lam cùng tô nhân đều quản không cho nàng ăn cái gì phương tiện thực phẩm mỗi ngày canh gà xương sườn canh mà uống sớm đã có điểm thèm này một nguồn cho dù là không thể ăn chính là nghe nghe cũng là tốt nào biết chờ nàng mới vừa đi đến bún ốc ngao nấu phân xưởng khi bên trong nùng liệt hương vị làm nàng lập tức chạy ra tới chờ một hơi chạy đến toilet lập tức đỡ bồn rửa tay ói mửa lên một đường đi theo chạy ra lâm trạch tây hoảng sợ ở cửa khẩn trương hỏi nàng là làm sao vậy Tô ý rửa mặt rửa sạch sạch sẽ lúc này mới vẽ mặt ý cười mà đi ra không có việc gì chỉ là đơn thuần có điểm ghê tởm lâm trạch tây sợ tới mức sắc mặt đều có chút xám trắng lại thấy tiểu mụi một bộ cao hứng bộ dáng xem đến hắn là không hiểu ra sao vội duỗi tay ở tô ý trên trán sờ soạn một chút ngươi không sao chứ khó chịu thành như vậy còn cười được ngươi phía trước không phải vẫn luôn hảo hảo không phun quá sao tô ý ha ha cười nói tam ca chính là bởi vì ta phía trước vẫn luôn không phun quá cho nên hiện tại phun ra ta mới cao hứng a ta là vui vẻ rốt cuộc có phản ứng phía trước nàng vẫn luôn ảo não chính mình hoàn toàn không có mang thai chân thật cảm. Thẳng đến mới vừa rồi nàng phun thời điểm, lúc này mới xác xác thật thật cảm giác được. Trong bụng chân chân thật thật tồn tại một cái hài tử. Lâm Trạch Tây quan sát một hồi, thấy nàng thật sự không có việc gì, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, người làm ta sợ muốn chết, không có việc gì liền hảo. Một hồi đến văn phòng, Tô Ý liền tính toán cấp Chu Cận Xuyên gọi điện thoại nói hạ hôm nay chính mình nôn ngán sự. Nào biết, điện thoại đánh qua đi vang lên vài tiếng, văn phòng vẫn luôn không ai. Bất quá Chu Cận Xuyên ngày thường công tác vội, có đôi khi không ở văn phòng cũng là bình thường, liền cũng không có nghĩ nhiều. Tính toán chờ buổi tối về nhà thời điểm lại nói cho hắn nghe. Tới rồi buổi tối, Chu Cận Xuyên sau ngày thường trở về đều phải vãn một ít. Tôi ý thấy hắn vẻ mặt mỏi mệt cùng khẩn trương chi sắc, nhịn không được quan tâm hỏi, làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Chu Cận Xuyên khẽ lắc đầu, không có gì, ngươi hôm nay trạng thái thế nào nghe nói ngươi đi xưởng thực phẩm tôi ý ừ một tiếng vội vàng đem chính mình ở xưởng thực phẩm ghê tởm sự tình nói ra hôm nay ta rốt cuộc có chút cảm giác nàng nói được cao hứng nhưng là chu cận xuyên cười rộ lên lại là có chút miễn cưỡng tôi ý lập tức liền nhìn ra tới hắn không thích hợp lên lầu lúc sau liền vội vàng chính xác hỏi hắn ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta ta hôm nay ở xưởng thực phẩm thời điểm cho ngươi gọi điện thoại ngươi không ở văn phòng người thông tính viên cũng không ở. Chu Cận Xuyên đầu tiên là ngẩn ra, theo sau ngập ngừng động môi. Lão bà, ta thật là có việc tưởng nói cho ngươi, bất quá ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý mới được, việc này là về tiểu bắc. Tô ý đáy lòng căng thẳng, đã đoán được không phải cái gì chuyện tốt. Nhưng vẫn là ổn định tâm thần truy vấn nói, ta đã biết, ngươi mau nói đi. Chu Cận Xuyên duỗi tay cánh tay đỡ nàng bả vai, hôm nay ba ngày ta nhận được Tây Bắc điện thoại, nói là mặt lão nghiên cứu khoa học tổ đã xảy ra chuyện, bọn họ tổ viên ở một lần bạo phá trung đều bị thương, mặt lão người đã hôn mê, tiểu bắt người hiện tại là thanh tĩnh, nhưng là tô ý không đợi hắn nói cho hết lời, đã gấp không chờ nổi mà truy vấn, nhưng là cái gì? Bọn họ là bị bạo phá đánh sâu vào bị ngoại thương. Không phải ngoại thương, hiện tại còn không rõ ràng lắm, hẳn là cùng thực nghiệm căn cứ phóng xạ có quan hệ. Khi bọn họ người hiện tại ở nơi nào trị liệu? Ở chợ phía tây bệnh viện. Chúng ta đang ở liên lạc chuẩn bị hướng kinh thị tới chuyển. Ta mẹ biết không? Còn không biết, ta chỉ nói cho Liêu Ba, hiện tại tạm thời vẫn là không cần nói cho mẹ, để tránh nàng không chịu nổi, rốt cuộc chuyển viện cũng yêu cầu thời gian. Giọng nói lạc, trong phòng điện thoại đột nhiên liền vang lên. Chu Cận Xuyên vội vàng tiến lên tiếp khởi điện thoại, "Là ta, khi nào?" "Hảo. Ta đã biết." Điện thoại tiếp xong, không đợi Tô Ý đặt câu hỏi, Chu Cận Xuyên liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã an bài quân dụng phi cơ đi tiếp vừa rồi hạo nam tới điện thoại, hắn cùng nhị tẩu cùng nhau đi theo tự mình đi tiếp trở về. Tô ý này sẽ cũng đã ổn định tâm thần, nói cho chính mình không thể hoảng loạn. Chỉ cần người có thể tiếp về kinh thị tới, tóm lại là có thể nghĩ đến biện pháp trị liệu. Ngắn ngủn 2 phút, tô ý đã suy nghĩ không ít có lẽ sẽ dùng đến biện pháp. Thật sự không được, còn có Linh Tuyền ở, nhất định sẽ không có việc gì. Thuận lợi nói khi nào có thể đến. Sáng mai, chúng ta trước sớm một chút nghỉ ngơi, sáng mai ta liền qua đi nhìn xem. Tô ý gật gật đầu, ta và ngươi một khối qua đi, mẹ bên kia ngày mai cũng muốn nói cho nàng, tổng không thể vẫn luôn gạt. Giọng nói lạc, tô ý đột nhiên ghê tởm một chút, cả người vội vàng vọt vào toilet. Quan quát một chút thiếu chút nữa không đem mật cất nhổ ra. Chu Cận Xuyên cũng hoảng sợ, như thế nào sẽ phun đến như vậy nghiêm trọng. Tô ý bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, ta cũng không biết đây là làm sao vậy, có lẽ là bởi vì quá khẩn trương. Chu Cận Xuyên thấy nàng rửa sạch sạch sẽ, vội vàng ôm người lên giường, chờ nàng nằm hảo sau lại vội vàng đổ chén nước làm nàng uống. Cô ý nằm một hồi, lúc này mới cảm giác khá hơn nhiều. Vội vàng lôi kéo Chu Cận Xuyên, "Mau ngủ đi, không có việc gì, đại tẩu phía trước cũng nói, tiền tam tháng nôn nén đều là bình thường, ta phía trước không có, có lẽ chính là bởi vì tới chậm điểm mà thôi." Chu Cận Xuyên thấy nàng sắc mặt một lần nữa khôi phục hồng nhuận, đáy lòng thoáng an tâm, nhưng vẫn là không yên tâm kiên trì muốn đi trong không gian đãi một hồi. Bên trong có linh tuyền thủy tẩm bổ, không khí cũng đều so bên ngoài muốn tốt một chút. Tô ý đi vào lúc sau quả nhiên chậm rãi khôi phục, chu cận xuyên lúc này mới xem như hoàn toàn yên lòng. Ta ở thư thượng xem, nôn ngén cùng cảm xúc cũng lại rất lớn quan hệ, nói không chừng ngươi vừa rồi chính là bởi vì quá khẩn trương, ngươi yên tâm, tiểu bắc sẽ không có việc gì, ngươi ngẫm lại, ta phía trước bị thương như vậy nghiêm trọng còn không phải bị ngươi cấp cứu về rồi. Tô ý gật gật đầu, lại còn có chút do dự, ngươi phía trước là nội thương ngoại thương, nhưng là hắn loại tình huống này ta thật không có nắm chắc, vạn nhất nếu là lưu lại cái cái gì di chứng, mẹ nhất định sẽ chịu không nổi. Còn có thư thư, nàng vẫn luôn đang chờ tiểu bắc trở về, nếu biết phát sinh lớn như vậy sự, ta cũng không dám tưởng tượng nàng sẽ nhiều hỏng mất. Chương 465 mọi người đi bệnh viện Chu Cận Xuyên cũng là suy xét tới rồi điểm này, cho nên hôm nay vẫn luôn không cùng người khác nói. Tiểu ý, ta xem mẹ cùng bên kia vẫn là trước không nói cho đi, chờ tiểu bắc ở bệnh viện về sau nhìn xem tình huống lại nói. Tô ý cúi đầu suy nghĩ một cái chớp mắt, lại lắc lắc đầu, không được, vẫn là muốn nói, loại sự tình này ta trải qua quá, ta minh bạch cái loại này cảm thụ, loại này thời điểm mẹ khẳng định tưởng bồi ở tiểu bắc bên người. Hơn nữa mẹ mẫn cảm như vậy, chúng ta là giấu không được. Chu Cận Xuyên thu thu mắt, nhịn không được liền nhớ tới mấy năm trước chính mình bị thương khi tình hình lúc ấy nàng nghe được tin tức sau nhất định thực bất lực, huống chi bên người liền cái có thể thương lượng thân nhân đều không có. Một người độc thân liền từ Tây Bắc chạy tới kinh thị. Tưởng tượng đến này, Chu Cận suy nhịn không được đau lòng lên. Mềm nhẹ mà vuốt ve sờ nàng tóc, lão bà, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai buổi sáng ta bồi ngươi một khối đi cùng mẫu thân nói. Này một đêm, hai người đều ngủ đến đứt quảng. Sắc trời sáng ngời, hai. Người liền đánh lên tinh thần, lên thu thập chuẩn bị đi ra ngoài. Trước khi đi, Chu Cận Xuyên riêng gọi điện thoại cấp Lâm Vọng Đông cùng Lâm Trạch Tây, làm hai người cũng trở về một chuyến. Tô Ý nghĩ nghĩ, cũng gọi điện thoại cấp Lâm Thư Thư, làm nàng một khối qua đi. Tiểu Bắc xảy ra chuyện, nàng khẳng định cũng là tưởng trước tiên đuổi tới bệnh viện đi xem. Nói chuyện điện thoại xong, hai người liền vội lái xe đi Tô gia. Vừa qua khỏi đi không lâu, vừa rồi gọi điện thoại mấy người cũng đều lục tục tới rồi. Sáng sớm bị hô qua tới, vài người đều là một đầu mờ mịt. Chu Cận Xuyên nhìn nhìn thời gian, biết Lâm Hạo Nam bọn họ đã không sai biệt lắm đến bệnh viện, lúc này mới vội đem tiểu bắt đoàn người bị thương sự nói ra. Tuy rằng nói phía trước hắn trước trải chăng một ít, nhưng là tô nhân nghe xong vẫn là một cái kích động liền hôn mê bất tỉnh. Cũng may Liêu Chính Dân liền ở bên cạnh, tay mắt lanh lẹ mà đem người đỡ lấy. Chờ đem người đặt ở trên sofa nghỉ ngơi một hồi, lại uy chút thủy, lúc này mới chậm rãi tỉnh lại. Tô nhân vừa tỉnh lại đây, liền lập tức đỡ sofa duyên dãy dụ ngồi dậy, tiểu bắt bọn họ hiện tại ở đâu? Hẳn là vừa đến kinh thị bệnh viện. Chúng ta đây hiện tại liền qua đi. Nói, đoàn người liền sôi nổi ra cửa tiến lên, hướng lâm lạc bắt muốn trụ quân khu bệnh viện chạy đến. Chờ tới rồi địa phương, mấy người trước hết nhìn đến chính là vẻ mặt tiều tụy lâm hạo nam, mãn nhãn hồng tơ máu, râu ri xồm xoàm, vừa thấy chính là suốt đêm đều không có chập mắt. Còn có đi theo một khối đi từ đang cũng là vẻ mặt mỏi mệt hai người này sẽ đều ăn mặc phòng hộ y, thấy người trong nhà đều tới, lúc này mới vội vàng bước nhanh đã đi tới. Tiểu bắt bọn họ hiện tại đều ở trong phòng bệnh cách ly, tạm thời không thể đi vào, chỉ có thể cách pha lê nhìn xem. Tô nhân vội vàng bước nhanh tiến lên, ta muốn đi xem, cho dù là cách pha lê cũng hảo. Thấy ngăn không được, Lâm Hạo Nam liền nhìn thoáng qua tức phụ từ đang, ngươi bồi tiểu muội ở chỗ này chờ, ta mang đại gia qua. Đi. Từ đang gật gật đầu, hảo tiểu ý hiện tại có thai vẫn là không cần đi qua tôi ý tuy rằng cũng rất tưởng qua đi nhìn xem tình huống nhưng là cũng biết chính mình qua đi sẽ chỉ làm đại gia lo lắng cho đại gia thêm phiền liền gật đầu đáp ứng xuống dưới các ngươi không cần phải xen vào ta đều qua đi nhìn xem đi ta một người liền ở gần đây sẽ không chạy loạn chờ mọi người rời đi tôi ý liền đứng dậy ở hộ sĩ đài bác thông tôn lão điện thoại sáng sớm tinh mơ tôn lão người còn ở trong nhà đột nhiên nhận được tô ý điện thoại còn dọa nhảy dựng, đây là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên muốn cái gì kháng phóng xạ dược liệu? Tô ý vội vàng đem lâm lạc bắt xảy ra chuyện sự tình cấp nói, sư phụ, ngươi xem hiện tại có cái gì dược có thể trị liệu giảm bớt. Ta tới nhớ một chút. Tôn lão thở dài, không nghĩ tới sẽ ra lớn như vậy sự, ngươi cũng đừng nhớ, ta hiện tại liền chạy đến xuân cùng đường hiệu thuốc, một hồi ta sẽ chuẩn bị tốt. Tô ý đáy lòng ấm áp, cảm ơn sư phụ. Tôn lão hại một tiếng, tạ gì, đều là chúng ta quốc gia nhân tài, ta cũng không có khả năng thấy chết mà không cứu, ngươi liền chờ xem. Bên kia, tô nhân cùng lâm thư thư ở mấy người nâng hạ, dọc theo hành lang vẫn luôn đi tới cuối. Sau đó cách pha lê rốt cuộc thấy được mấy tháng không thấy lâm lạc bắt. Nhìn đến hắn sắc mặt vàng như nến, gầy đến trên mặt đều có chút thoát tướng, nhìn thấy mấy người còn tể một tia mỉm cười. Tô nhân tức khắc liền không nhịn xuống khóc ra tới. Tô nhân vừa khóc, Lâm Thư Thư cũng nhịn không được đi theo khóc. Mấy cái đại nam nhân cũng đều không dễ chịu. Lâm Lạc bắt đỡ điếu thủy cái giá đi vào pha lê mặt sau, dùng khẩu hình gần từng chữ một nói, ta không có việc gì, hiện tại thực hảo. Nói, liền nâng lên hữu khí vô lực tay hướng tới mấy người xua tay, trở về đi. Tô nhân đám người vừa đến, liền tình huống hiện tại cũng không biết, nơi nào chịu trở về. Đều bái ở pha lê thượng mắt trong mong mà nhìn Lâm Lạp bắt. Lâm Lạp bắt thấy đại gia không đi, cũng nhịn không được hốc. Mắt nóng lên, dùng ánh mắt quét một vòng, duy độc không có thấy tô ý, nhịn không được tò mò hỏi, tiểu ý đâu. Tô nhân xoa xoa nước mắt, tiểu ý cũng tới, người ở hành lang bên kia, nàng mang thai, không dám làm nàng lại đây. Lời nói quá dài, lâm lạc bắt nhìn không ra tới nàng rốt cuộc là nói gì đó. Chu cận xuyên thấy thế vội vàng móc ra giấy bút viết xuống dưới. Lâm lạc bắt nhìn thoáng qua, tức khắc nín khóc miễn cười, thật tốt quá, ta cũng muốn đương cửu cửu mọi người bồi lâm lạp bắt cách pha lê đãi một hồi sợ ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi lúc này mới chuẩn bị rời đi hắn tầm mắt đi bên cạnh hỏi một chút xem tình huống vừa rồi công phu tôi ý đã tìm bệnh viện bác sĩ hỏi qua tình huống biết được tình huống hiện tại không phải thực hảo hơn nữa bệnh viện cũng một chốc một lát lấy không ra trị liệu phương án sau tôi ý liền tính toán mặc kệ như thế nào trước đem hai nước suối cấp đưa vào đi chu cận xuyên vừa nghe lập tức tỏ vẻ không tán đồng vừa rồi ta đi nhìn cách ly phòng bệnh người nhiều như vậy tùy tiện đưa nước qua đi dễ dàng bại lộ. Hơn nữa hiện tại phòng bệnh trừ bỏ chuyên môn bác sĩ cùng hộ sĩ, ai còn không thể nào vào được, sở hữu đưa vào đi đồ vật đều phải trải qua nhân viên y tế kiểm tra. Tô ý thâm hô một hơi, cũng biết hắn là vì chính mình suy nghĩ. Phàm là có một tia bại lộ khả năng tính, hắn đều sẽ không đồng ý, nghĩ vậy, tô ý liền mở miệng đề nghị, vừa rồi ta đã gọi điện thoại cấp tôn lão, hắn này sẽ đã đuổi tới xuân cùng đường giúp chúng ta bốc thuốc, chúng ta đi lấy đến chính mình nào. Chu cận xuyên minh bạch nàng ý tứ, liền gật đầu đáp ứng lái xe mang nàng đi hiệu thuốc. Đi hiệu thuốc về sau, tô ý lại đem từ bác sĩ kia nghe được tin tức đều nhất nhất chuyển cáo tôn lão. Hai người một thương lượng, cuối cùng trước bắt một ít có thể kháng phóng xạ trung dược liệu, này đó dược nhiều ít sẽ có chút dùng, nhưng là chỉ sợ tác dụng sẽ không như vậy rõ ràng. Rốt cuộc phía trước rất ít có người thực tiễn quá. Tô ý gật đầu tiếp nhận, nói lời cảm tạ sau. Liền đi theo chu cận xuyên một khối trở về tô gia nàng tính toán chính mình tự mình tới ngao cái này dược. Chương 466 hợp lực cứu trị bệnh viện cùng hiệu thuốc người nhiều mắc tạp, nhưng là tô gia này sẽ không ai, vừa lúc phương tiện nàng ngao dược. Vì bảo đảm dược hiệu, tô ý dùng trăm phần trăm linh tuyền thủy, ngao một nồi to. Cuối cùng hai người trang hai vải đi bệnh viện. Chờ đi đến thời điểm, người trong nhà đều còn ở, đều ở trên hành lang ngồi chờ. Chẳng sợ không thấy được lâm lạp bắt, cũng không muốn rời đi, liền tính là ngồi ở bên cạnh chờ cũng an tâm một ít. Chờ tô ý đến gần vừa thấy, tô nhân đôi mắt đã khóc sưng lên, lâm thư thư cũng hảo không đến chạy đi đâu. Tô ý đau lòng không thôi, mẹ, ta vừa rồi đi tìm tôn lão thương lượng khai phương thuốc, đem dược ngao hảo. Tô nhân ngẩng đầu vừa thấy, đáy mắt tức khắc hiện lên một tia hy vọng, bệnh viện bác sĩ hiện tại còn đang thương lượng, không có thảo luận ra cái trị liệu phương án tới, này trung dược có thể trị hảo tiểu bắt bọn họ không? Tô ý cũng không dám bảo đảm, Phương thuốc là Tôn lão khai bài độc cùng kháng phóng xạ dược, ta tự mình ngao, mặc kệ thế nào, này dược đối bọn họ bệnh tình sẽ không sinh ra không tốt phản ứng, trước thử xem xem đi. Tô Nhân lập tức liền minh bạch, vội vàng kích động mà đứng lên, "Hảo hảo hảo, trạch Tây, ngươi đi tìm bác sĩ lại đây." Lâm Trạch Tây cất bước liền đi kêu bác sĩ đi. Nhưng đám người tới về sau, tình huống lại không ổn, như vậy tự mình từ bên ngoài mang dược không phù hợp lưu trình, huống chi chúng ta hiện tại còn không có thương lượng ra tới dùng cái gì dược trị không thể hạt dùng dược. Tô ý miếng môi, ta minh bạch bệnh viện có bệnh viện lưu trình, nhưng là chúng ta đây đều là kháng phóng xạ trung thành dược, chẳng sợ hiệu quả hữu hạn nhưng cũng sẽ không làm người bệnh tình huống tiếp tục chuyển biến xấu. Khi bác sĩ vẫn là xua tay không đáp ứng, không được, này không phù hợp quy định. Tô nhân lập tức liền nóng nảy, này không được kia không được, vậy các ngươi. Còn có khác biện pháp sao? Người bệnh đều đã chuyển tới 3 ngày. Các ngươi mở họp đến bây giờ liền cái cơ bản nhất trị liệu phương pháp cũng không nghĩ tới. Khi bác sĩ còn thực bất đắc dĩ, ta lý giải các ngươi người nhà tâm tình, nhưng là hiện tại người bệnh tình huống phức tạp, nếu ăn các ngươi dược xảy ra vấn đề, ai tới phụ trách? Chu Cận Xuyên nghe vậy liền đứng dậy, móc ra chính mình giấy chứng nhận. Các ngươi đem dược đưa vào đi thôi. Ăn không an toàn bằng người bệnh tự nguyện, xảy ra sự tình ta tới phụ trách. Ở đây bác sĩ cùng hộ sĩ vừa nghe, đều là hai mặt nhìn nhau. Chu Cận Xuyên lại lần nữa cường điệu, đi dùng dược đi. Thành đi, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ. Nói, bác sĩ cùng hộ sĩ liền ăn mặc phòng hộ phục lại lần nữa tiến vào cách ly phòng bệnh. Nông nóng dài lâu chờ đợi một đoạn thời gian, bên trong còn không có truyền đến bất luận cái gì động tĩnh. Mắt thấy sớm đã qua cơm trưa cơm điểm, tôi ý liền khuyên mẫu thân đi trước ăn cơm. Chúng ta ở chỗ này thủ, ngươi cùng ba ba đi trước ăn, ăn xong lại đổi chúng ta. Tô Nhân hữu khí vô lực mà lắc lắc đầu, ta hiện tại không đói bụng, các ngươi đi trước ăn, đặc biệt là ngươi, còn mang thai không thể bị đói. Tô ý thấy nàng không chịu, liền kiên trì nói, ngươi không ăn ta cũng không ăn, ta liền bồi ngươi tại đây chờ. Tô Nhân bất đắc dĩ mà cười khổ hạ, hảo, chúng ta đây cùng đi. Không đợi mấy người đứng dậy, vừa rồi đi vào bác sĩ cùng hộ sĩ đã xôn xao từ trong phòng bệnh đi ra. Người bệnh người nhà, xin dừng bước vừa rồi các ngươi trung dược uy đi xuống lúc sau, người bệnh phản ứng ngực đau đớn cùng buồn đổ hảo rất nhiều. Tô ý đám người bước chân một đốn, tức khắc kinh hỉ mà quay đầu lại đi. Nhanh như vậy. Khi mặt lão thức tỉnh sao? Khi đảo còn không có nhanh như vậy, cho hắn uy dược phí một ít trách trở, bất quá theo tâm suất giám sát biểu hiện, mặt lão trạng thái cũng dần dần hảo rất nhiều. Có bác sĩ nói, mọi người cuối cùng là thấy được một chút hy vọng. Các ngươi người nhà lâm lạp bắt đồng chí làm ta chuyển cáo các ngươi, cho các ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi, đừng ở chỗ này háo trứ, vạn nhất hắn hảo, các ngươi lại ngã xuống đi, mất nhiều hơn được. Tô ý cũng thuận thế phụ họa, đúng vậy, mẹ, chúng ta vẫn là trở về đi, buổi chiều còn muốn ngao dược tiếp tục tới đưa dược đâu. Tô nhân suy nghĩ một cái chớp mắt, ngay sau đó cũng đáp ứng xuống dưới, hành, các ngươi nên vội liền đi vội đi, ta và ngươi ba mang theo tiểu ý về nhà, buổi chiều chúng ta lại đến đưa một chuyến dược, có cái gì tin tức nói cho các ngươi. Tô Ý dựng phản phản ứng còn ở tiếp tục, về đến nhà sau Tô Nhân không yên tâm, bổn tính toán chờ nàng ăn cơm xong về sau ngao dược, liền thuận tiện đưa nàng trở về. Nhưng Tô Ý sao có thể yên tâm, liền kiên trì ở Tô gia ở xuống dưới. Tự mình bồi Tô Nhân, cũng tỉnh nàng miên mang suy nghĩ, ngao dược thời điểm cũng phương tiện chút. Cũng may giữa trưa kia một chén dược thật sự nổi lên tác dụng, chờ buổi tối lại đi đưa dược thời điểm, Lâm Lạc bắt trạng thái rõ ràng sau ban ngày hảo rất nhiều. Tới rồi buổi tối, Chu Cận Xuyên cũng đi theo một khối tới Tô Gia trụ hạ. Tô ý hai ngày này trạng thái làm hắn rất là lo lắng, cho nên muốn đích thân nhìn nàng, mỗi ngày buổi tối ngủ trước đều phải đi trong không gian hút sẽ dưỡng khí. Vì thế, Chu Cận Xuyên còn chuyên môn cho nàng ở trong không gian chuẩn bị ghế nằm cùng thảm. Nàng nghỉ ngơi thời điểm, chính mình vừa lúc liền ở trong không gian làm việc hầu hạ thảo dược. Nhìn trong không gian càng ngày càng nhiều nhân sâm, Chu Cận Xuyên đột phát kỳ tưởng, lão bà, đều nói người này tham có thể trị bách bệnh, tôn lão cấp tiểu bắt khai phương thuốc có hay không nhân sâm. Một câu đem tô ý cấp đánh thức, giống như không có. Ta như thế nào quên việc này? Nói xong, tô ý liền bay nhanh mà lòe ra không gian cấp tôn lão gọi điện thoại. Vội vàng hỏi hắn nhân sâm hay không có thể trị liệu lâm lạc bắt bọn họ chứng bệnh. Tôn lão trầm mặt mà suy nghĩ một cái chớp mắt, đó là tự nhiên có thể, chỉ là yêu cầu trăm. Năm trở lên nhân sâm mới có hiệu quả, loại người này tham giá trị quá ngẩn cao bệnh viện như vậy nhiều người ta nào dám khai tôi ý đáy lòng vui vẻ sư phụ ngươi còn có nhớ hay không ta phía trước đã từng đưa quá hai chi nhân sâm cái loại này phẩm tướng có thể chứ tôn lão sách một tiếng đó là tự nhiên có thể không phải sư phụ ngươi ta luyến tiếc còn cho ngươi thật sự là ta lần trước đã dùng hết một con dư lại một con nhân sâm cứu không được như vậy nhiều người xa xa không đủ a à. tôi ý phục bật cười đương nhiên không phải quả ngươi phải về tới nhân sâm sự ta tới nghĩ cách, sư phụ ngài chỉ lo đem dùng lượng nói cho ta. Quải xong điện thoại, tô ý kích động mà đem không gian bào chế người tốt tham dùng túi trang nửa túi ra tới. Sau đó liền như vậy đơn giản thô bạo mà sách cho tô nhân. Mẹ, ngày mai buổi sáng ngao dược thời điểm ngươi kêu ta, chúng ta lại thêm chút nhân sâm đi vào, ta vừa rồi hỏi qua tôn lão, thứ này đối tiểu bắt bọn họ bệnh tình có đại đại trợ giúp. Tô nhân nhìn nữ nhi dùng túi trang nhiều như vậy phẩm tướng cực hảo nhân sâm cũng hoảng sợ. Nếu không phải nàng rõ ràng biết thứ này giá trị, còn tưởng rằng đây là một túi cũ cải làm đâu. Này có phải hay không quá quý trọng? Không có việc gì, ta kia còn có rất nhiều, chỉ cần đối bọn họ bệnh tình có trợ giúp liền thành. Tô nhân kích động mà nhận lấy, đáy lòng cảm động không thôi. Nàng biết nữ nhi không thiếu cái này, nhưng là có thể lập tức lấy ra tới nhiều như vậy, vẫn là ra ngoài nàng dự kiến. Đặc biệt là nàng phía trước cùng lâm lạp bắt quan hệ cũng không như thế nào hảo không nghĩ tới tới rồi thời khắc mấu chốt, chút nào không so đo hiềm khích trước đây, mặc kệ là bởi vì lo lắng tiểu bắc, vẫn là bởi vì lo lắng nàng, này nữ nhi đều làm nàng kiêu ngạo. Chương 467 hoan nghênh về nhà trải qua một đoạn thời gian trị liệu, lâm lạp bắt thân thể trạng huống càng ngày càng tốt. Mỗi lần tô nhân từ bệnh viện trở về, mang cho tô ý cùng đại gia đều là tin tức tốt. Tiểu mặt bắt sắc đã khôi phục. Hiện tại không hề chảy máu mũi. Người cũng tinh thần không ít, sau ban đầu còn béo một ít, trời cao phù hộ, mặt lão cũng tỉnh táo lại. Đến nỗi bệnh viện bên kia, mắt thấy trung dược hiệu quả tốt như vậy, liền một lòng bắt đầu phối hợp sử dụng trung dược cứu trị. Thuốc Tây chỉ là làm phụ trợ trị liệu cùng giám sát. Nhưng rốt cuộc mặt lão đoàn người là bởi vì công bị thương, sở hữu trị liệu phí dụng tự nhiên có chuyên môn bộ môn phụ trách. Trước mắt bệnh tình ổn định, bệnh viện bên kia liền chủ động cùng tô ý nói đến phí dụng vấn đề. Tô ý trực tiếp làm mẫu thân đem phương thuốc cùng dược ra cho bọn hắn nhìn. Vừa thấy đã có cực phẩm nhân sâm ở bên trong, bệnh viện bên kia cũng đều hoảng sợ. Tô nhân chỉ là nhấp môi cười cười, trước trị liệu quan trọng, nếu không phải các ngươi thúc dục vô cùng, ta vốn dĩ không tính toán cho các ngươi xem phương thuốc, lần này phí dụng chính chúng ta ra. Đối phương cũng đều là minh bạch lý lẽ người, kia không được, như vậy đi, các ngươi tiếp tục trước cung dược cứu người, chúng ta bên này cũng sẽ mau chóng đem xin xuống dưới phí dụng đánh cho các ngươi. Tô Nhân lần này nhưng thật ra không kiên trì. Các nàng mới đầu cứu người không cầu hồi báo, nhưng là cũng không thể làm nàng nữ nhi bạch bạch đáp dược cấp như vậy nhiều người, huống chi này dược một chốc một lát cũng đoạn không được. Người khác nếu chủ động phải cho, vậy muốn thu. Mắt thấy lập tức liền phải ăn Tết, bệnh viện bên kia rốt cuộc truyền đến mới nhất tin tức tốt. Trải qua lặp lại kiểm tra, bệnh viện xác nhận lâm lạp bắt đám người lại quá hai ngày liền có thể xuất viện. Nếu tới kịp, không chậm trễ về nhà quá trừ tịch mọi người biết được tin tức này sau đều mừng rỡ như điên, đồng thời cũng phát hiện nguyên lai like trừ tịch đều mau tới rồi. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn vội vàng Lâm Lạp bắt sự, mọi người đều không có tâm tình đi chuẩn bị ăn Tết đồ vật. Nghe nói Lâm Lạp bắt muốn xuất viện sau, chu gia bên kia chủ động đề nghị năm nay ăn Tết liền ở bên nhau quá. Cứ như vậy, tôi ý cũng không cần ở đại trời lạnh lưỡng địa qua lại chạy. Hơn nửa hàng Tết gì đó Triệu Lam biết nhà bọn họ không kịp chuẩn bị, liền đều giúp đỡ một khối chuẩn bị hảo. Trừ tịch trước một ngày, khiến cho Chu Cận Xuyên lái xe từng chuyến hướng Tô Gia đưa. Mà từ khi Lâm Lạc bắt bọn họ truyền đến tin tức tốt thời điểm, Tô Ý nôn ngén thế nhưng thần kỳ mà ngừng. Không riêng không có phản ứng, hai ngày này ăn uống cũng mở rộng ra, ăn cái gì đều cảm thấy thơm ngọt. Đặc biệt là tại như vậy lãnh thời tiết hạ, phá lệ muốn ăn đốn cái lẩu. Tô Nhân xem nàng như vậy thèm cái lẩu, lại không dám làm nàng ăn xuyến thịt dê, sợ nàng thượng hỏa liền riêng mua gà mái bào ngư làm đế hầm một nồi tươi ngon vô cùng nước cốt, sau đó lại hướng bên trong xuyến các loại thịt bò. Thịt bò đều là nàng tự mình đi tuyển, đều là ngư trên người nhất nộn bộ vị, sau đó lại cắt thành hơi mỏng phiến, đặt ở trong nồi xuyến cái 2 phút là có thể ăn. Chờ cái lẩu thượng bàn, tôi ý nghe này hương vị liền mỹ không được. Tô nhân thấy thế cười nói, người ba cái ca ca đều đi tiếp tiểu bắt đi, hoặc là ngươi trước ăn vụn điểm. Dù sao bọn họ cũng không biết một bên hỗ trợ đại tẩu cùng nhị tẩu hai người thấy thế cũng cười nói, đúng vậy, tiểu ý hiện tại đặc thù tình huống, đói không được, trước thịnh điểm cho nàng ăn. Tô ý liên tục xua tay, không không, chờ một lát mọi người đều tới lại cùng nhau ăn đi, như vậy một hồi ta còn là có thể nhẫn, chủ yếu là mẹ hầm đến cái này canh quá hương quá thèm người. Mấy người nghe xong đều là buồn cười. Cùng lúc đó, Triệu Lam mang theo người một nhà cùng hai hài tử cũng đều đuổi tới, chủ động phải cho tô nhân hỗ trợ hôm nay hỗ trợ người cũng đủ nhiều, tôi ý căn bản liền cấm không thượng thủ, đành phải mang theo hai đứa nhỏ ngồi ở ấm áp sofa xem TV. Không bao lâu, bên ngoài cũng vang lên xe tiếng vang. Tôi ý ngẩng đầu vừa thấy, là Chu Cận Xuyên đã trở lại. Còn có đại ca nhị ca tam ca, ba người đỡ Lâm Lạp Bắc chính cùng nhau hướng trong phòng đi tới. Mấy ngày này, Lâm Lạp Bắc đem trong nhà người đều thấy cái biến, duy độc không có gặp qua tô ý này sẽ lập tức liền nhìn đến nàng, vội vàng cao hứng mà bước nhanh đi lên trước, tiểu ý, ngươi còn hảo đi. Tô ý gật đầu cười cười, ta thực hảo, tứ ca, hoan nghênh ngươi về nhà ăn Tết. Lâm lạp bắt sửng sốt một cái chớp mắt, tức khắc đỏ hốc mắt, ai, rốt cuộc về đến nhà. Khi nói chuyện, tô nhân đám người cũng từ trong phòng đuổi ra tới. Lôi kéo lâm lạp bắt trên dưới đánh giá một phen, hiện tại không có nơi nào khó chịu đi. Gặp nạn chịu địa phương nhất định phải nói. Lâm lạp bắt cảm động mà kéo ra khóe miệng, ba, mẹ, thực xin lỗi, cho các ngươi lo lắng, ta hiện tại hoàn toàn hảo. Hại, cái gì lo lắng không lo lắng, này cũng không phải ngươi tưởng, bình an trở về liền hảo. Đúng vậy, bên ngoài lạnh lẽo, đều chạy nhanh đến trong phòng ấm áp. Tiến phòng, tô nhân liền thúc giục mấy người đi rửa tay ăn cơm. Tràn đầy một bàn lớn thượng đồ ăn thượng bàn, cơm tất nhiên cũng chính thức bắt đầu rồi. Lâm lạc bắt hiện tại thân thể còn không thể uống rượu, liền dùng nước trái cây nhất nhất kính đại gia trong khoảng thời gian này không thiếu làm đại gia thế hắn nhọc lòng. Kính xong rượu, Lâm Lạc bắt lại gấp căn đùi gà phóng tới tô ý trong chén. Nghe nói ngươi mang thai, ta còn tưởng rằng ngươi muốn béo không ít, không nghĩ tới như thế nào vẫn là như vậy gầy. Tô ý bất đắc dĩ mà hướng hắn cười cười, cố ý vui đùa nói, lo lắng ngươi bái, ăn không vô ngủ không được. Lâm Lạc bắt thấy nàng mồm to ăn đùi gà bộ dáng. Ta nghe mẹ nói, lần này vất vả ngươi, mang thai đỉnh ghê tẩm giúp chúng ta những người này lộng dược, nếu không phải ngươi, chúng ta khẳng định không nhanh như vậy xuất viện. Tô ý một bên cắn đùi gà một bên chớp chớp mắt, không khách khí, quay đầu lại mua cái lễ vật ý tứ hạ liền hảo. Lâm Lạp bắt ha ha nở nụ cười, không thành vấn đề. Tô nhân thấy thế cũng vội vàng cấp Lâm Lạp bắt gấp đồ ăn, ngươi xem ngươi, toàn trường hiện tại nhất gầy người chính là ngươi, ngươi cũng nên ăn nhiều nhiều. Bổ bổ. Nói xong, lại gấp một khối thịt bò cấp tô ý, còn có ngươi, nhà chúng ta hiện tại nhất bảo bối, ngươi cũng muốn hảo hảo bổ bổ. Ngay sau đó, lại muốn đi cấp đối diện thông gia gấp đồ ăn. Triệu Lam thấy thế, vội vàng xua tay, không cần, nhân muội tử, ngươi liền chính mình hảo hảo ăn đi, chúng ta là sẽ không khách khí. Đúng vậy, tại đây liền cùng chính mình gia giống nhau. Một bữa cơm, đại gia hỏa ăn đến hòa thuận vui vẻ, mãi cho đến đã khuya mới tan đi. Vì tô ý phương tiện, buổi tối chu cận xuyên như cũ là bồi nàng ở nhà mẹ để rượu tính toán chờ ngày mai thời tiết hảo về sau lại về nhà đi cấp người trong nhà chúc tết nào biết ngày hôm sau buổi sáng hai người còn không có ra cửa tô gia đã lục tục có người tới chúc tết tới sớm nhất liền thuộc liễu phương lâm cùng lâm thư thư hai người còn đem bạch miêu miêu cấp một khối mang lại đây nói là muốn một khối lại đây cấp thúc thúc a di chúc tết thuận tiện lại qua đây nhìn xem tô ý tình huống mặt khác ngày hôm qua nghe nói lâm lạc bắt xuất viện sự tình ba người cũng đều thập phần cao hứng chỉ là vội vàng chuẩn bị quá trừ tịch không có phương tiện tới. Đặc biệt là Lâm Thư Thư, ngày hôm qua liền nghĩ lại đây nhìn xem, nhưng là lại sợ quấy rầy nhà bọn họ ăn cơm, cho nên vẫn luôn chờ đến mùng một buổi sáng, lúc này mới tìm cái lý do lại đây. Chương 468 là song bào thai Lâm Lạp Bắc nằm viện trong khoảng thời gian này, Lâm Thư Thư mỗi ngày đều sẽ đi bệnh viện nhìn xem. Chẳng sợ mỗi lần đều chỉ có thể cách pha lê, nhưng là thấy hắn trạng thái một ngày so với một ngày hảo, này liền vậy là đủ rồi hôm nay rốt cuộc không cần cách pha lê gặp mặt, Lâm Thư Thư rất là khẩn trương, dọc theo đường đi thiếu chút nữa trượt chân vài lần. Cũng bị Liễu Phương Lâm cùng Bạch Miêu Miêu chê cười vài lần. Lâm Thư Thư cũng không biện giải, một lòng chỉ nghĩ chạy nhanh nhìn thấy Lâm Lạp Bắc. Tự lần trước từ biệt, đã ước chừng nửa năm thời gian. Chờ ba người vào tô gia viện môn khi, Lâm Lạp Bắc đang ở trong viện phơi nắng. Trừ bỏ Lâm Lạp. Bắc, những người khác cũng đều ở hôm nay thời tiết hảo ánh mặt trời cũng đại, sáng sớm tô nhân liền làm mấy cái nhi tử đem ghế dựa đều dọn đến trong viện đi, làm đại gia ở trong sân phơi phơi này. Cho nên ba người vừa vào cửa, liền bị mọi người đều thấy được. Mọi người vội vàng đứng lên tiếp đón, tô ý trực tiếp đem ba người kéo qua tới ngồi. Thư thư, ngươi ngồi tiểu bắc kia bồi hắn trò chuyện, nhắc mãi ngươi sáng sớm thượng. Lâm thư thư ngượng ngùng mà hướng tới lâm lạc bắt trạm địa phương nhìn thoáng qua, nhấc chân qua đi, mau đừng đứng, ngồi đi. Lâm Lạp bắt kích động gật gật đầu. Ai, ngươi cũng ngồi. Nói, liền vội vàng từ bên cạnh bắt một phen kẹo sữa đưa cho nàng ăn đường. Ăn không ăn quả táo. Ta cho ngươi tước một cái. Làm trò mọi người mặt. Lâm Thư Thư cũng ngượng ngùng nói thêm cái gì, liền hơi hơi lắc lắc đầu, không ăn. Ngươi hảo điểm không có. Lâm Lạp bắt dương mắt vừa thấy nàng trong mắt tràn đầy quan tâm cùng lo lắng, liền vội vàng gật đầu cười nói, một chút việc cũng đã không có. Muốn hay không ta lên cho ngươi nhảy nhót hai hạ nhìn xem." Lâm Thư Thư thấy hắn thật sự không có việc gì, lúc này mới yên lòng, vội vàng đem đứng dậy hắn giữ chặt, ngồi xong, liền tính là không có việc gì cũng muốn hảo hảo dưỡng dưỡng. Lâm Lạc Bắc cùng Lâm Thư Thư bên này dịu dàng thấm thiết, Lâm Trạch Tây bên kia cũng vây quanh Liễu Phương Lâm hỏi hang ân cần. Nguyên bản ngày hôm qua là tính toán kêu Liễu Phương Lâm hai mẹ con một khối lại đây ăn cơm tất niên, nhưng là hai người kiên trì muốn lưu tại tứ hợp viện cùng đại gia một khối ăn Tết không muốn lại đây quấy rầy. Lâm Trạch Tây bất đắc dĩ đành phải trước tiên lấy lòng không ít quà tặng, tính toán chờ hạ qua đi cấp liễu gì chút Tết. Không nghĩ tới liễu Phương Lâm nhưng thật ra trước tới. Một phen hỏi han ân cần, Lâm Trạch Tây liền lôi kéo liễu Phương Lâm phải đi, liễu gì hiện tại ở nhà sao? Vừa lúc ta qua đi cho nàng chút Tết, đồ vật ta đều chuẩn bị hảo. Liễu Phương Lâm ừ một tiếng, ở nhà, vẫn là ngồi. Một hồi lại đi đi, ta lúc này mới vừa tới lâm trạch tây ngượng ngùng mà cười cười chính mình thật là quá sốt ruột liền lại lần nữa ngồi xuống lâm vọng đông cùng lâm hạo nam thấy tam đệ như vậy không tiền đồ dạng nhịn không được trêu ghẹo lão tam hai người các ngươi hiện tại đều như vậy ổn định tính toán khi nào kết hôn a à. lâm trạch tây ngượng ngùng mà gỡ xuống mũ gãi gãi đầu ta đương nhiên là càng nhanh càng tốt tùy thời chuẩn bị nói xong liền ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua liễu phương lâm liễu phương lâm ngượng ngùng mà cúi đầu nhấp môi cười cười ngay sau đó trộn mà xẻo liếc mắt một cái lâm trạch tây nhỏ giọng nói thầm nói không phải nói tốt chờ nghỉ hè sao tô ý cười tiếp nhận câu chuyện lần trước chúng ta cùng nhau thương lượng tới nói là chờ nghỉ hè làm các nàng ba người cùng đi lãnh chứng đến lúc đó náo nhiệt chút bạch miêu miêu bổ sung một câu tiền đề là ta cùng thư thư có thể thuận lợi trước tiên tốt nghiệp nếu là không được chỉ có thể làm trạch tây đồng chí cùng phương lâm đi trước lãnh lời này vừa nói ra lâm lạp bắt tức khắc sững sờ ở tại chỗ mở to hai mắt một bộ không thể tin được bộ dáng dường như, vội vàng nghiêng đầu đi cùng Lâm Thư Thư xác nhận, thật sự. Ngươi đáp ứng rồi. Lâm Thư Thư ngượng ngùng mở miệng, chỉ hơi hơi gật gật đầu. Lâm Lạp bắt kích động mà trà sát tay, ngươi như thế nào cũng không tới cái tin cùng ta nói hạ, làm ta trước tiên cao hứng hạ. Lâm Thư Thư bất đắc dĩ mà nhìn hắn một cái, ta viết, nhưng là vẫn luôn không thu đến ngươi hồi âm, ta còn tưởng rằng ngươi có khác ý tưởng đâu. Sao có thể? tám phần là tin lại ném ngươi không biết chúng ta nơi đó thu cái tin có bao nhiêu khó không có việc gì hiện tại biết còn không tính vãn còn có nửa năm thời gian cũng đủ tới kịp chuẩn bị tô nhân là lần đầu nghe nói hai hài tử muốn đồng thời kết hôn sự tuy rằng ngày thường nàng cũng vẫn luôn ở làm chuẩn bị nhưng là hiện giờ được khẳng định trả lời rất là vui mừng quá đổi. vội vàng lôi kéo liêu chính dân một khối thương lượng đến lúc đó hôn lễ hẳn là làm thế nào mới tốt Mọi người chính nhiệt liệt mà trò chuyện kết hôn sự, ngoài cửa đột nhiên lại truyền đến tiếng đập cửa. Mở cửa vừa thấy, thế nhưng là mặt lão mang theo nghiên cứu khoa học đội bọn học sinh một khối tới cửa tới. Nói là lại đây nhìn xem Lâm Lạp Bắc, thuận tiện cấp Tô Ý đám người nói lời cảm tạ, cảm tạ Xuân cùng Đường Dược Trị hết đại gia. Đoàn người tới lúc sau, to như vậy sân tức khắc có vẻ co quắp lên. Tô Nhân vội vàng làm Lâm Lạp Bắc giúp đỡ một khối tiếp đón, chính mình cùng Liêu Chính Dân vội vàng đi vào chuẩn bị nước trà đi mới vừa đi vào không bao lâu mặt lão cũng đi theo đi đến liêu đồng chí tô đồng chí hai người các ngươi không cần vội chăng chúng ta chính là lại đây nhìn xem một hồi liền đi nói xong mặt lão lại thật ngượng ngùng mà đã mở miệng hôm nay ta lại đây kỳ thật là cho nhị vị nhận lỗi tới lúc ấy xuất phát thời điểm ta nói rồi sẽ bảo vệ tốt bọn nhỏ kết quả vẫn là làm cho bọn họ đi theo ta một khối bị tội lớn là ta không chiếu cố hảo bọn họ tô nhân nghe hắn nói như vậy vội vàng buông trong tay ấm nước. Thật không dám giấu giếm, ngay từ đầu ta xác thật có chút oán trách, bất quá ta cũng là oán trách chính mình, lúc ấy không nên làm hắn qua đi Tây Bắc. Nhưng là ta cũng minh bạch, vì nghiên cứu khoa học loại này nguy hiểm không thể tránh được, ta có thể lý giải, hơn nữa ta cũng nghe Tiểu Bắc nói, người đối bọn họ vẫn luôn đều thực chiếu cố, nổ mạnh thời điểm đem bọn họ đều kịp thời đuổi đi ra ngoài, chính ngươi một người ngã xuống bên trong. Các ngươi đều là anh hùng, ta thật sự không có biện pháp trách các ngươi chính miệng được đến tô nhân thông cảm, mặt lão hốc mắt nhiệt một chút, ngay sau đó cười cùng hai người hội báo tình huống. Cũng may chúng ta lần này thực nghiệm phi thường thành công, sở hữu số liệu cũng đều ký lục xuống dưới, dư lại sự tình ở kinh thị phòng thí nghiệm làm là được. Tô nhân ngẩn người, ngay sau đó vội vàng mở miệng truy vấn. Ngài ý tứ là, năm sau không cần hồi Tây Bắc. Mặt lão cười gật gật đầu, không sai, không cần hồi Tây Bắc, tiếp tục ở kinh thị hoàn thành dư lại là được. Tô nhân vừa nghe, kích động mà kéo một phen lưu chính dân, thật tốt quá. Rốt cuộc không cần mỗi ngày lo lắng đề phòng, vừa lúc cũng có thời gian làm lâm lạc bắt lại hảo hảo điều trị hạ thân thể. Quá xong năm không bao lâu, tô ý rốt cuộc qua tiền tam tháng nguy hiểm nhất thời gian mang thai, cái này làm cho bên người nàng người đều thở vào nhẹ nhõm. Lúc này sản kiểm đều tương đối đơn giản, giống nhau đều là chút cơ sở hỏi ý, mặt khác lại nghe một chút tim đập thai tâm linh tinh. Tiền tam tháng quá tiểu vô pháp kiểm tra, cho nên 3 tháng một quá, chu cận xuyên liền vội vàng mang theo nàng một khối đi bệnh viện làm kiểm tra đi nguyên bản tô ý cho rằng cái gọi là kiểm tra chẳng qua là đi ngang qua sân khấu làm cho đại gia an tâm hạ nào biết bác sĩ nghe xong tim đập lúc sau đầy mặt khẩn trương lời nói cũng chưa nói một câu chạy nhanh lại từ bên cạnh phòng khám bệnh kêu tới một vị thoạt nhìn tư cách càng lão bác sĩ khi bác sĩ vội vàng cầm ống nghe bệnh đặt ở tô ý cái bụng thượng nghe xong một hồi lâu lúc này mới cười ha ha lên không có gì vấn đề là xong bào thai cái này đến phiên tô ý cùng chu cận xuyên khẩn trương là song bào thai xác định là song bào thai không sai hai cái tim đập tự nhiên là song bào thai chu cận xuyên vui mừng quá đổi đồng thời lại lập tức khẩn trương lên bác sĩ xin hỏi song bào thai thai phụ yêu cầu chú ý cái gì khi đảo cũng không có gì các ngươi ngày thường chính mình cẩn thận một chút là được thường xuyên lại đây làm làm kiểm tra ai hảo xác nhận quá tô ý hoài đến là song bào thai sau Chu Cận Xuyên cái này chuẩn ba ba khẩn trương cùng tiểu tâm trực tiếp gấp đôi. Bên người người vừa mới mới tùng một hơi, lập tức lại lần nữa khẩn trương lên. Tô ý vốn dĩ cho rằng chính mình là muốn giải phóng, không nghĩ tới lại lần nữa bị bảo hộ lên. Chương 469 lễ tốt. Nghiệp thượng lão người quen nhập hạ về sau, kinh thị thời tiết một ngày so với một ngày nóng bức. Nguyên bản còn không có sự người giống nhau tô ý bụng cũng một ngày so với một ngày lớn lên cũng may trong khoảng thời gian này nhật tử quá đến nhẹ nhàng lại tự tại bình bình đạm đạm rất là ấm áp tôi ý mỗi ngày trừ bỏ công tác nửa ngày thời gian còn lại chính là chờ bị đầu uy mắt thường có thể thấy được mà đẩy đà một vòng ngay cả dưỡng bệnh lâm lạp bắt cũng đều nhân tiện bị uy béo vài cân đảo mắt lại là một năm tốt nghiệp quý tiến đến này nửa năm bạch miêu miêu cùng lâm thư thư hai người là ảo đủ kính điên cùng ở trường học tu học phân tranh lấy trước tiên tốt nghiệp cũng may hai người nỗ lực không có ủng phí, hơn nữa có tô ý cùng Liễu Phương Lâm hai người kinh nghiệm chia sẻ, hai người rốt cuộc tại đây một lần tốt nghiệp khảo hạch trung thuận lợi thông qua. Cũng rốt cuộc bắt được trước tiên tốt nghiệp tư cách. Mà Lâm là bắt bên kia, nguyên bản hắn chính là năm nay tốt nghiệp, thượng nửa năm cũng vẫn luôn đi theo mặt lão nghiên cứu khoa học đoàn đội ở phòng thí nghiệm tiếp tục hoàn thành chưa hoàn thành thực nghiệm ký lục. Không riêng thuận lợi tốt nghiệp không nói chơi, thậm chí sớm mà bắt được nghiên cứu khoa học đoàn đội công tác cơ hội mà Bạch Miêu Miêu cùng Lâm Thư Thư, hai người phía trước đi theo Tô Ý ở xưởng thực phẩm làm thói quen, đối bên trong người đều rất quen thuộc. Công tác bầu không khí cũng thực thích. Hơn nữa hai người đều cảm thấy xưởng thực phẩm tiền đồ cùng tương lai nhất định sẽ phi thường quang minh, cho nên vừa thu lại đến Tô Ý số tiền lớn mời, hai người liền vội không ngừng mà đáp ứng rồi. Tới rồi lễ tốt nghiệp hôm nay, hai người đều học thông minh, trước tiên cùng tạ tiểu quân cùng với Lâm Lạp bắt ước pháp tam chương. Muốn lại đây chụp ảnh có thể, ngàn vạn không thể làm trò nhiều người như vậy mặc cầu hôn trước cuộc cầu hôn sự có lâm trạch tây một cái mất mặt bao một người làm là đủ rồi chờ hai người phủng bằng tốt nghiệp cùng hoa tươi đi ở vườn trường thời điểm đột nhiên lại nhìn đến có vài đối người ở mặt cỏ thượng cầu hôn hai người xem đến là hai mặt nhìn nhau không nghĩ tới năm trước lâm trạch tây cầu quá hôn về sau nhanh như vậy liền có người học theo bạch miêu miêu thở dài nhẹ nhõm một hơi còn hảo ta trước tiên dặn dò tạ tiểu quân ngàn vạn đừng làm này gì sự ngươi đâu? Cùng Lâm Lạp Bắc nói sao? Lâm Thư Thư cũng là nghĩ lại mà sợ, nói, hắn đáp ứng ta sẽ không. Vừa dứt lời, một bên Lâm Lạp Bắc liền bước nhanh hướng tới Lâm Thư Thư đã đi tới. Thư Thư, chúng ta lớp ở chụp tốt nghiệp chiếu, đại gia ồn ào muốn ngươi qua đi cùng nhau chụp một trương. Lâm Thư Thư, đột nhiên cảm giác cùng bị vây xem cầu hôn cũng không sai biệt lắm. Bất quá Lâm Lạp Bắc đồng học rất nhiều nàng cũng đều gặp qua, cái này mặt mũi vẫn là phải cho, liền sảng khoái mà đi theo một khối đi qua mọi người vừa thấy lâm lạp bắt mang theo đối tượng đi tới quả nhiên đi theo ồn ào đệ muội mau tới đây bên này đệ muội chúng ta nghe nói các ngươi chuyện tốt gần chúc mừng chúc mừng a à. đối mặt mọi người ồn ào lâm thư thư chỉ phải mặt mang mỉm cười mà nhất nhất gật đầu chào hỏi nói lời cảm tạ lâm lạp Bắc thấy không sai biệt lắm bay thẳng đến mọi người hô lên còn chụp không chụp không chụp chúng ta có thể đi chụp 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 một hồi chụp xong tập thể, còn phải cho hai người các ngươi đơn độc chụp đâu? Mọi người lại lần nữa lại hảo, Lâm Lạc Bắc cũng vươn tay trộn mà kéo lại Lâm Thư Thư, làm nàng hướng chính mình bên người nhích lại gần. Ở nhiếp ảnh gia dẫn đường hạ, mọi người cùng nhau vui vẻ mà nhếch môi nở nụ cười. Giờ này khắc này, về xem hai người hạnh phúc trừ bỏ người nhà cùng đồng học, cách đó không xa còn có cái quen biết lão đồng học đang ở ẩn nấp trong một góc nhìn hai người hạnh phúc tươi cười. Người này đúng là Lâm Thư Thư cùng Lâm Lạc Bắc cao trung đồng học cũng là tô ý đám người đã từng bạn cùng phòng tần như vân từ khi bị thôi học sau tần như vân bị nhốt ở trong nhà đóng một đoạn thời gian ngày xưa phong cảnh cùng ngạo khí không hề nàng cũng vững chắc mà gặp một đoạn thời gian hàng xóm thờ ơ lạnh nhạt mà tần phụ từ khi ném công tác lúc sau trong nhà điều kiện cũng chuyển biến bất ngờ thật sự không có biện pháp tần như vân lúc này mới ra tới tìm cái người bán hàng công tác chẳng qua bởi vì có bị thôi học tiền khoa Tìm cũng không phải cái chính thức công, nhật tử quá đến thập phần gian khổ. Trước đó không lâu, trong nhà có thân thích ở phương Nam tìm được rồi công tác, kêu bọn họ một nhà một khối qua đi nhìn xem. Tần phụ tần mẫu đều động tâm, mắt thấy lập tức muốn xuất phát, tần như vân lại còn có chút không cam lòng. Biết lâm là bắt năm nay muốn tốt nghiệp, nàng riêng xin nghỉ trộm lưu tiếng trường học muốn nhìn nhìn lại. Hôm nay là lễ tốt nghiệp, rất nhiều gia trưởng đều sẽ tiến vào, cửa trường quản được cũng không nghiêm, nàng liền hỗn một khối vào được thật vất vả tìm được Lâm Lạp Bắc lớp nơi, vốn định tìm một cơ hội đi giáp mặt cùng hắn nói một tiếng tái kiến. Nào biết Lâm Thư Thư cùng Bạch Miêu Miêu hai người cũng trước tiên tốt nghiệp. Nhìn đến Lâm Lạp Bắc cùng Lâm Thư Thư hai người đôi tay nắm chặt, mười ngón tay đang vào nhau, nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt là như vậy nhiệt liệt cùng hạnh phúc. Một mình trốn ở góc phòng Tần Như Vân nhịn không được rơi lệ đầy mặt tới. Không riêng gì hâm mộ Lâm Thư Thư có thể quang minh chính đại mà bị thiên vị, có thể cùng nàng yêu thầm nhiều năm như vậy người ở bên nhau càng là hâm mộ các nàng có thể thuận lợi mà tốt nghiệp đều sẽ có tốt đẹp quang minh tương lai mà chờ chính mình còn lại là tiền đồ không rõ phiêu bạc tha hương từ khi nào vài người đều là ở cùng trên vạch xuất phát chính mình điều kiện cũng hoàn toàn không so các nàng kém hiện giờ tưởng tượng đến này đó tần như vân liền hối hận không thôi nếu là chính mình lúc trước không có làm ra những cái đó sự thì tốt rồi chẳng sợ không thể cùng lâm lạp bắt ở bên nhau ít nhất có thể người một nhà lưu tại kinh thị có phân ổn định kiên định công tác. Tần Như Vân một bên hối hận một bên hâm mộ, lại không dám đứng ra, chỉ có thể trốn ở góc phòng chậm rãi nhìn. Thẳng đến nhìn đến Tô Ý một người lớn bụng ngồi ở mặt cỏ thượng, lúc này mới lấy hết can đảm đi lên trước. Tô Ý giờ phút này có chút mệt mỏi, liền tìm cái râm mát chỗ dựa vào thụ biên nghỉ ngơi, một bên nghỉ ngơi một bên xem các nàng ở cách đó không xa chụp ảnh. Khóe miệng thượng là ức chế không được mỉm cười. Chính nhìn, đột nhiên thấy một người triều nàng đã đi tới. Tô Ý quay đầu vừa thấy, phát hiện là Tần Như Vân sau cũng tức khắc đứng lên, vội chuẩn bị gọi người. Tần Như Vân lại đột nhiên dừng lại, "Ngươi đừng kêu ta sẽ không thương tổn ngươi." Nói xong, Tần Như Vân liền thành thành thật thật mà đứng ở một bên, cúi đầu thủ sẵn ngón tay, "Ta chính là tiện đường tiến vào nhìn xem, nhìn đến ngươi tại đây, ta có chút việc muốn hỏi ngươi." Tô Ý cảnh giác mà nhìn nàng một cái, thấy nàng đích sắc biến hóa rất lớn, phía trước trên người kia sợi bén nhọn kiêu ngạo kính đã không có cả người cũng trở nên rất là co quắp, liền đạm nhiên mở miệng hỏi, chuyện gì muốn hỏi ta? Chương 470 chỉ cầu ngàn vạn đừng là hai nhi tử tần như vân vội vàng ngẩng đầu, ta nghe nói lâm lạp bắt đồng học Tết âm lịch trước bị thương, không biết hiện tại hảo chút không? Tô ý kinh ngạc nhìn nàng một cái, tự hồ không dự đoán được nàng thế nhưng đối lâm lạp bắt còn chưa có chết tâm. Liền trực tiếp dùng cầm chỉ chỉ lâm lạp bắt phương hướng, ngươi hẳn là thấy được, hắn hảo đâu, không khác sự đi. Tần Như Vân dùng tay nhéo nhéo góc áo, khi hắn cùng Lâm Thư Thư hẳn là muốn tính toán kết hôn đi. Ngươi cảm thấy đâu? Hay ta chúc mừng bọn họ? Không thành vấn đề. Nói đến này, Tô Ý nguyên bản cho rằng sẽ không tiếp tục đi xuống, đang chuẩn bị xoay người rời đi. Tần Như Vân đột nhiên lại đã mở miệng, Tô Ý, ta đặc biệt hối hận, ta vẫn luôn thiếu ngươi một cái xin lỗi, thực xin lỗi. Lúc trước ta không đợi Tần Như Vân mở miệng nói xong, bên kia đang. Ở chụp ảnh Lâm Lạp bắt đoàn người đột nhiên liền phát hiện bên này động tĩnh lâm lạc bắt một cái bước xa hướng về phía tô ý chạy vội tới trực tiếp chắn tô ý trước mặt tần như vân ngươi tới làm gì nói xong lại sốt ruột mà nhìn thoáng qua tô ý nàng không khi dễ ngươi đi giọng nói lạc lâm thư thư cùng bạch miêu miêu đám người cũng chạy tới mọi người đều là vẻ mặt khẩn trương mà đứng ở tô ý trước mặt tần như vân nhìn đã từng quen thuộc mọi người nhìn nhìn cuối cùng bài trừ một tia cười khổ tới chúng ta muốn cử gia rời đi kinh thị về sau không bao giờ sẽ đến quấy rầy tái kiến. Nói xong, liền xoay người rời đi trường học. Đám người đi rồi, mọi người lúc này mới quay đầu lại hai mặt nhìn nhau, người này là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên như là thay đổi cá nhân dường như? Tô ý nhún vai, ta cũng không biết, lại đột nhiên chạy tới cùng ta nói xin lỗi. Không có việc gì liền hảo. Lễ tốt nghiệp qua đi, ba người liền cùng nhau thương lượng tuyển cái ngày lành đi lãnh giấy kết hôn. Đến đổi làm tiệc cưới, bởi vì tạ tiểu quân lâm thời có nhiệm vụ thỉnh không được giả chỉ có thể chờ đến mùa thu thời điểm mới có thể hưu thời gian nghỉ kết hôn hắn cùng bạch miêu miêu thương lượng đến lúc đó cùng nhau về quê làm kinh thị bên này đến lúc đó liền mời khách ăn cơm náo nhiệt một chút hảo cho nên lãnh chứng nhật tử ba người liền kiên trì một khối đi đến lúc đó mỗi năm đều có thể ở bên nhau quá ngày kỷ niệm tới rồi lãnh chứng hôm nay tôi ý vốn định đi theo một khối qua đi nhìn xem thấu cái náo nhiệt nhưng là hai ngày này trong bụng hài tử thật sự làm ầm ĩ đến lợi hại chính mình cũng không dám đại ý chỉ phải ngoan ngoãn ở trong nhà chờ chờ các nàng lãnh xong chứng lại trở về một khối ăn một bữa cơm chúc mừng hạ tới rồi lãnh chứng hôm nay lâm trạch tây cùng lâm lạp bắt sáng sớm liền ở trong nhà thu thập đi lên rõ ràng là cái hè nóng bước đại trời nóng lâm trạch tây kiên trì muốn xuyên tây trang đeo cà vạt chính mình xuyên liền tính còn muốn lôi kéo lâm lạp bắt cùng hắn cùng nhau xuyên chờ tôi ý chậm rì rì mà lên ăn được cơm, liền thấy một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh trạm trong phòng khách. tiểu muội, ngươi mau nhìn xem, chúng ta xuyên thành như vậy được chưa? tôi ý không phúc hậu mà che miệng nở nụ cười, không nhiệt a? À? không nhiệt, một chút cũng không nhiệt. tại tiểu quân xuyên quân trang đâu, hai chúng ta cũng không thể bị hắn cấp so đi xuống, không thể xuyên quá tùy ý. tôi ý bất đắc dĩ mà nhìn nhìn lâm trạch tây trên người một thân mới tinh màu trắng tây trang lại nhìn nhìn lâm lạc bắt một thân đen nhánh màu đen tây trang nghĩ thầm này hai người không phải là muốn đi câu hồn đi nhưng nghĩ lại tưởng tượng cũng không sai là đi câu liễu phương lâm cùng lâm thư thư hồn xuyên thành như vậy cũng đúng đi liền gật đầu cười nói soái khí mau đi đi ta ở trong nhà chờ các ngươi sớm một chút trở về hai người ra cửa phân công nhau đi tiếp liễu phương lâm cùng lâm thư thư ba đôi tân nhân ước hảo ở đăng ký chỗ tập hợp chờ gặp mặt khi các nam nhân lúc này mới phát hiện nữ các đồng chí so với bọn hắn ăn mặc chỉnh tề nhiều. Đều là thống nhất màu đỏ váy, thống nhất màu đỏ cài đầu, phá lệ vui mừng. Vừa thấy chính là trước tiên thương lượng tốt. Ba đôi tân nhân cùng nhau đi hướng đăng ký chỗ thời điểm, đưa tới không ít người ghé mắt. Trước cuộc những người khác đều là một cặp một cặp, giống bọn họ như vậy ba đối một khởi lại đây, mấy năm cũng chưa thấy qua một hồi. Lâm trạch tây cái này mất mặt bao, vừa vào cửa liền đảm đương toàn trường nhất nhiệt tình cái kia, xách hai đại bao kẹo mừng nơi nơi phát chờ ba đôi tân nhân lãnh hảo giấy hôn thú hắn lại chạy đến bên ngoài trên đường cấp trên đường phát quả thực cao hứng điên rồi cuối cùng vẫn là liễu phương lâm ban nhân cấp kéo lại lâm trạch tây ngươi có đi hay không chúng ta đều mau nhiệt đã chết tiểu ý còn ở trong nhà chờ chúng ta cùng nhau chụp ảnh đâu lâm trạch tây vừa nghe lúc này mới phục hồi tinh thần lại vội vàng lái xe tử hướng trong nhà đuổi tô gia tiểu viện bị tô nhân xử lý thật sự là xinh đẹp, cái này mùa trong viện nở khắp đủ loại kiểu dáng hoa, hàng rào làm thành tường viện mặt trên cũng tràn đầy nở rộ hồng nhạt tường vi hoa. Vì thế mấy người sớm liền ước hảo lãnh xong chứng trở về chụp ảnh. Cũng tỉnh tô ý lớn bụng lại hướng công viên chạy, không chỉ có phiền toái, đại gia cũng nhiệt đến chịu không nổi. Vì phối hợp một hồi chụp ảnh, tô ý cũng riêng thay đổi một thân rộng thùng thình đầm hoa nhỏ, sấn đến nàng rất là ôm nhu. Chỉ là hiện giờ bụng càng lúc càng lớn, lại đến thai động thời điểm. Hai ngày này, trong bụng hai đứa nhỏ vẫn luôn không thành thật, động lợi hại. Nguyên bản cho rằng hôm nay sẽ cho lực chút, nào biết vừa mới chụp xong chụp ảnh chung hắn, các nàng lại bắt đầu không thành thật. Chu Cận Xuyên thấy nàng đỡ bụng vẻ mặt bất đắc dĩ, vội vàng đem người thấp đỡ đi hành lang hạ trên ghế nằm xuống. Sao lại thế này? Hài tử lại đá ngươi. Tô ý bất đắc dĩ gật đầu cười cười, cũng không biết bên trong rốt cuộc là nam hài vẫn là nữ hài như thế nào như vậy nghịch ngợm. Chu Cận Xuyên nhấp môi cười cười, một nam một nữ ta không dám hy vọng xa vời, nhưng chỉ cầu ngàn vạn đừng là hai nhi tử. Cô ý bị hắn khẩn trương thần sắc làm cho tức cười, cố ý muốn hù dọa hắn, muốn ta xem, như vậy nghịch ngợm, phỏng chừng là hai nhi tử không chạy. Chu Cận Xuyên Lão bà trong bụng ra tới, liền tính là hai nghịch ngợm tiểu tử thúi, hắn cũng đều nhận. Nghĩ vậy, Chu Cận Xuyên đã bắt tay đặt ở tô ý trên bụng, các ngươi hai cái tiểu tử cho ta nghe hảo, hôm nay là cái ngày lành, nếu là một hồi còn dám nháo các ngươi mẹ, chờ ra tới về sau xem ta tấu không tấu các ngươi. Lời này vừa nói ra, Tô Ý bụng thế nhưng thật sự an tĩnh xuống dưới. Tô Ý buồn cười, một lần nữa đứng lên lại đi cùng mấy người chụp mấy tấm, lúc này mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Chụp xong chiếu về sau, Tô Nhân liền bắt đầu cùng mấy người thương lượng làm hôn lễ sự tình. Liễu Phương Lâm cùng Lâm Thư Thư mẫu thân bên kia, nàng đã sớm tự mình tới cửa đi hỏi qua ý kiến. Hai cái thông gia đều là cực kỳ dễ nói chuyện người, đối xử lý hôn lễ sự đều không có ý kiến, toàn bằng tô nhân làm chủ thế hài tử xử lý. Tô nhân hôm nay chuyên môn lại hỏi Liễu Phương Lâm cùng Lâm Thư Thư hai người ý kiến. Trước cuộc hiện tại người trẻ tuổi chính mình đều tương đối có ý tưởng, các nàng hôn lễ tự nhiên là dựa theo các nàng ý kiến tới làm, về sau mới sẽ không lưu lại cái gì tiếc nuối. Nào biết Liễu Phương Lâm cùng Lâm Thư Thư hai người cũng là nửa ngày đề không ra một cái ý kiến. Tô gì, hai chúng ta cũng chưa ý kiến gì, chỉ cần náo nhiệt náo nhiệt thì tốt rồi. Đúng vậy, đơn giản náo nhiệt là được. Tô nhân thấy hai cái tân con dâu cũng không chịu đề, liền vội vàng đem chính mình làm phương án cấp đem ra. Hai người vừa thấy nhiều như vậy an bài, đều nhịn không được trợn tròn mắt. Đảo không phải sợ phiền toái, chỉ là cảm thấy này phải tốn bao nhiêu tiền. Có phải hay không có chút quá mức phô trương lãng phí? Chương 471 nguyên lai vẫn luôn lén uy hiếp lão đại phía trước Lâm Hạo Nam kết hôn thời điểm, hai người bởi vì thân phận vấn đề, cho nên toàn bộ hôn lễ đều là y theo Lâm Hạo Nam cùng Từ đang chủ ý, làm được phi thường đơn giản điệu thấp. Tô Nhân vì thế vẫn luôn cảm thấy chính mình tài hoa cùng nhiệt tình không chỗ thi triển. Hiện giờ thật vất vả đến phiên lão tam cùng lão tứ, hai người đều không phải cái gì mẫn cảm thân phận. Liền hạ quyết tâm phải hảo hảo cấp hai người làm một hồi hơn nữa lâm thư thư cùng liễu phương lâm cũng tốt như vậy thương lượng nàng liền càng không kiên nể gì tiền sự không cần lo lắng tiệm cơm bên kia ta đều ăn bài hảo này đó lưu trình không thành vấn đề đến lúc đó chúng ta liền dựa theo cái này tới hôn lễ thượng lớn lớn bé bé sự tô nhân đều suy xét tới rồi thương lượng đến cuối cùng cũng nhìn ra được tới bốn cái hài tử cũng đều phi thường vừa lòng cái này làm cho vẫn luôn lo lắng tô nhân lỏng thật lớn một hơi chẳng qua nàng bây giờ còn có một sự kiện có chút lo lắng đó chính là Lâm Gia Quốc có thể hay không lại lần nữa xuất hiện lại đây tìm việc. Lần trước Lâm Hạo Nam kết hôn về sau, lão đại Lâm Vọng Đông đã từng đi đi tìm hắn, từ đó về sau Lâm Gia Quốc liền không còn có xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Thật là ngừng nghĩ. Nhưng là hiện giờ là lão Tam cùng lão Tứ cùng nhau làm hôn lễ, khó bảo toàn hắn sẽ không lại lần nữa xuất hiện. Xuất hiện nhưng thật ra cũng không gì đáng trách, chỉ là sợ hắn sẽ qua tới tìm phiền toái. Nghĩ vậy, tô nhân liền phá lệ mà tìm lão đại hỏi lâm gia quốc sự tới lần trước ngươi đi đi tìm hắn hắn là nói như thế nào gần nhất ngươi có gặp qua hắn sao lâm vọng đông ấp úng mẹ chuyện của hắn ngươi cũng đừng lo lắng ta biết ngươi sợ hãi cái gì ngươi yên tâm chờ lão tam cùng lão tứ kết hôn trước ta lại đi tìm hắn một chuyến cùng hắn nói rõ ràng tô nhân gật gật đầu ân cũng hảo ngươi nói với hắn hắn muốn gặp các ngươi mấy cái ta không phản đối chỉ cần hắn không cần ở lão tam lão tứ ngày đại hỷ tìm không thoải mái, nếu không ta cũng sẽ không khách khí. Lâm Vọng Đông dứt khoát mà đáp ứng rồi, chuyện này liền giao cho ta, ta sẽ phụ trách đến cùng. Tô Nhân đi tìm Lâm Vọng Đông sau liền đem chuyện này cấp vứt đến sau đầu. Lâm Vọng Đông làm việc cẩn thận lại kiên định, hắn nói không có việc gì, kia khẳng định là không có việc gì. Có lẽ là bởi vì nàng quá khẩn trương, cho nên mới sẽ mẫn cảm như vậy, đem Lâm Gia Quốc nghĩ đến quá mức ghê tởm. Nào biết tô nhân mới vừa như vậy an ủi xong chính mình, Diêu Ngọc Phương ngày hôm sau liền một người chạy đến trong nhà tới tìm nàng khóc lóc kể lễ tới. Mẹ, không phải ta tin tưởng vọng đông, chỉ là ta phát hiện hắn năm nay mỗi tháng đều phải hối một số tiền đi ra ngoài, ta cũng không biết tiền hối cho ai. Tô nhân cũng bị hoảng sợ, ngươi hỏi qua vọng đông sao? Hỏi qua, hắn không chịu nói, chỉ làm ta tin tưởng hắn, chính là ngươi nói làm ta như thế nào tin tưởng. Tô nhân gấp đến độ vội vàng đứng lên, đứa nhỏ này thật là vô pháp vô thiên, mệt ta trước hai ngày còn. Khen hắn làm việc đáng tin cậy, ta hiện tại liền gọi điện thoại đem người cấp kêu trở về hỏi một chút. Lâm vọng đông người còn ở đi làm, đột nhiên nhận được tô nhân điện thoại, biết sự tình là che giấu không được, lúc này mới sốt ruột hoảng hốt mà xin nghỉ chạy trở về. Vừa vào cửa, liền thấy trên sofa đã khóc Diêu Ngọc Phương cùng khí thế rào rạc tô nhân. Lâm Vọng Đông còn tưởng giải dụ một chút, Ngọc Phương, việc này hai chúng ta trở về chậm rãi nói, đừng ở mẹ này, đỡ phải nàng lo lắng. Tô Nhân hừ lạnh một tiếng, liền ở ta này nói, hôm nay ta phải cho Ngọc Phương chống lưng làm chủ. Diêu Ngọc Phương cũng thở phì phì mà nhìn hắn một cái, ta không quay về, có nói cái gì làm trò mẹ nó mặt ngươi nói rõ ràng, Lâm Vọng Đông, ngươi nếu là ở bên ngoài thật sự dưỡng nữ nhân khác, hai ta duyên phận cũng liền đến hôm nay mới thôi, ta muốn cùng ngươi ly hôn. Vừa nghe đến ly hôn, Lâm Vọng Đông cả người đều trợn tròn mắt. Nhiều năm như vậy phu thê, mưa mưa gió gió đều lại đây hắn sao có thể đáp ứng ly hôn lại nói cái gì nữ nhân hắn nào có cái gì nữ nhân khác này đều cái gì lung tung rối loạn ngọc phương ngươi như thế nào sẽ hướng kia phương diện tưởng ta lâm vọng đông thề với trời tuyệt đối không có làm thực xin lỗi chuyện của ngươi nếu ta có nửa điểm ý tưởng ta ra cửa đã bị xe cấp đâm chết diêu ngọc phương lại cấp lại tức ai làm ngươi phát như vậy thề độc ngươi nếu là thật sự không thực xin lỗi ta Ngươi nói thẳng khai không được sao? Khi tiền ngươi rốt cuộc là hối cho ai? Tô nhân cũng gấp đến độ xoay quanh, hận không thể muốn bắt gậy gộc ra tới. Hảo A, à, Lâm Vọng Đông, ngươi hôm nay là quyết tâm muốn tức chết ta đúng không? Ngươi rốt cuộc nói hay không? Lâm Vọng Đông nguyên bản là nghĩ mang Diêu Ngọc Phương trở về, lén đem việc này nói cho nàng. Nhưng là mắt thấy hai người đều khí thành như vậy, hắn cũng không hề dám giấu giếm, vội vàng đem tình huống cấp nói ra. Nguyên lai, like, từ khi lần trước Lâm Hạo Nam kết hôn, Lâm Gia Quốc lại đây tìm một lần phiền. Toái. Hắn vì làm Lâm Gia Quốc không hề xuất hiện quấy rầy đại gia, đặc biệt tới cửa đi tìm hắn, nào biết Lâm Gia Quốc mở miệng liền hỏi hắn đòi tiền. Lúc ấy hắn thấy Lâm Gia Quốc thuê nhà ở lại phá lại tiểu, nhất thời không đành lòng liền cho hắn một số tiền. Nào biết từ đó về sau Lâm Gia Quốc mỗi cách một tháng đều sẽ đi tìm hắn đòi tiền. Lâm Vọng Đông cũng biết như vậy vẫn luôn đi xuống không phải biện pháp, liền nhẫn tâm cự tuyệt vài lần ai ngờ từ tô ý mang thai về sau hắn lại đột nhiên xuất hiện nói đúng không đưa tiền hắn chỉ có thể đi mỗi ngày tìm tô ý đi muốn lâm vọng đông thấy hắn trong giọng nói tràn đầy uy hiếp tuy rằng cũng khí bất quá nhưng là càng lo lắng muội muội sẽ ở cái này mấu chốt thượng ra ngoài ý muốn hơn nữa khi đó lâm lạp bắt lại được bệnh nặng ở tại bệnh viện cả nhà tâm tư đều nhào vào trên người hắn trong nhà vốn dĩ liền loạn thành một nồi cháo làm lão đại hắn không nghĩ làm người trong nhà ở đi theo phân tâm khó chịu vì thế liền đáp ứng mỗi tháng cho hắn hối một số tiền, đỡ phải hắn mỗi lần đều đến đơn vị cửa đổ chính mình. Tô Nhân nghe xong Lâm Vọng Đông sau khi giải thích, cả người giống như bị sét đánh giống nhau, vội đỡ sofa ngồi xuống. đáy lòng lại tức lại đau lòng. Tức giận đến là Lâm gia quốc nam nhân kia quả nhiên so nàng tưởng tượng còn muốn ghê tởm gấp trăm lần, mệt nàng phía trước còn nghĩ hắn là hài tử phụ thân, có quyền lợi thấy hài tử, cho nên cũng không hỏi hai người gặp mặt chi tiết. Đau lòng chính là lão đại đứa nhỏ này, đã xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không nói cho trong nhà, liền một người yên lặng mà khiên. Vọng Đông, ngươi hồ đồ A, à, nhiều như vậy tiền hắn này rõ ràng là uy hiếp ngươi, chẳng lẽ ngươi phải bị hắn uy hiếp cả đời. Diêu Ngọc Phương này sẽ cũng trợn tròn mắt, khoảng một hồi lâu mới tìm về thanh âm, nguyên lai like là hối cho hắn, nhưng việc này ngươi như thế nào không nói cho ta. Lâm Vọng Đông bất đắc dĩ mà cười khổ hạ, ngươi mỗi ngày cùng mẹ các nàng ở một khối, nếu như bị ngươi biết, khẳng định. Khí bất quá nói cho mẹ, ta không nghĩ mọi người đều đi theo lo lắng. Nói nữa, tiền không có có thể lại tránh, nhưng là trong nhà biên thật vất vả quá thượng mấy năm Thái Bình Nhật tử, ta sợ hắn gần nhất liền dạo đến nhà cửa không yên, đặc biệt tiểu muội hiện tại mang thai, vạn nhất nếu như bị hắn cấp tiền phiền toái nhưng làm sao bây giờ. Sự tình đã điều tra xong, tô nhân vội cầm số tiền đưa cho lão đại hai vợ chồng, làm cho bọn họ đi về trước. Làm trò hài tử mặt, nàng không hảo phát tiết. Chờ hai người vừa đi, nàng càng nghĩ càng giận, lôi kéo lưu chính dân phun nổi lên nước đắng. Họ lâm quá phận. Cũng dám lấy tiểu ý mang thai sự tới uy hiếp lão đại. Việc này tuyệt đối không thể liền như vậy tính. Ta cùng hắn không để yên. Phía trước tiểu bắc bị thương thời điểm hắn liền mặt đều không lộ, hiện giờ tiểu ý mang thai sự hắn nhưng thật ra hỏi thăm rành mạch. Hắn liền việc này chủ ý đều dám đánh, ngươi cảm thấy lão tam lão tứ kết hôn hắn có thể hay không mượn đề tài. 472 Lâm Gia Quốc biết đứa nhỏ này không phải hắn sao vừa rồi Lâm Vọng Đông vợ chồng nói thời điểm, Liêu Chính Dân cũng ở một bên nghe. Lúc ấy cũng là oán giận không thôi, chỉ là làm trò hai đứa nhỏ mặt, không hảo đánh giá Lâm Gia Quốc người này. Hiện giờ tô nhân cùng hắn phun khởi nước đắng, Liêu Chính Dân tự nhiên là thiên vị nàng, việc này đích xác nhưng khí, ngươi đừng động, yên tâm giao cho ta đi xử lý. Tô nhân thật là tính toán phải hảo hảo xử lý hạ, một là vì tô ý trong bụng hài tử bình an sinh hạ tới, mà là vì lão tam lão tứ hôn lễ không có gì bất ngờ xảy ra nhưng là trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng chưa nghĩ ra như thế nào giải quyết hiện giờ nghe liêu chính dân mở miệng muốn đi xử lý liền vội vội hỏi nói ngươi tính toán làm sao bây giờ liêu chính dân trầm tư một lát ngay sau đó mở miệng trái pháp luật sự khẳng định không thể làm rốt cuộc hắn là mấy cái hài tử thân sinh phụ thân cũng không thể làm được quá tuyệt như vậy ta trước phái người lén đi điều tra hạ xem hắn hiện tại rốt cuộc ở đâu chuẩn bị làm gì như vậy chúng ta mới có thể bắn tên có đích. Tô Nhân gật đầu tán đồng, "Đích xác, ta hiện tại thậm chí cũng không biết hắn ở nơi nào, hắn ở nơi tối tăm chúng ta ở ngoài chỗ sáng, đích xác không phải cái gì chuyện tốt, liền dựa theo ngươi nói làm, đi trước ra xét lại nói." Kế tiếp nhật tử, Tô Nhân tiếp tục chuẩn bị hôn lễ các hạng việc vặt. Liêu Chính Dân bên kia thực mau cũng có điều tra kết quả, vì không cho mấy cái hài tử đi theo lo lắng, việc này hai người ai cũng không nói cho. Một điều tra mới biết được Nguyên Lai Lâm Gia Quốc đã sớm đã không ở kinh thị, người đã về tới Bắc Hà tỉnh quê quán, mỗi lần chỉ có tới tìm Lâm Gia Quốc phiền toái thời điểm mới lại đây. Vừa nghe đến Bắc Hà tỉnh quê quán, Tô Nhân cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Nơi đó thật là Lâm Gia Quốc quê quán không sai, hiện giờ Lâm Gia Quốc mẫu thân. Còn trên đời, đi theo Lâm Gia lão đại người một nhà ở tại Bắc Hà trong thành. Phía trước Lâm lão bà tử cũng từng tới kinh thị đi theo bọn họ trụ quá mấy năm, sau lại đem trong nhà nháo đến chướng khí mù mịt còn kém điểm hại lâm gia quốc ném công tác, hắn lúc này mới nhẫn tâm đem lão bà tử đưa về quê quán. Ngày thường trừ bỏ đưa tiền, cơ bản cũng rất ít trở về. Đảo không phải bởi vì tô nhân khắc nghiệt, hơn nữa cái kia lão bà tử làm hạ sự thật ở là trên đời khó gặp kỳ ba. Mấy ngày mấy đêm cũng giảng không xong, quả thực là khánh trúc nang thư. Còn có kia lão đại người một nhà cũng là, mỗi lần tới kinh, luôn là muốn nháo đến long trời lỡ đất, gà chó không yên. Nhắc tới đến bọn họ, tô nhân liền tới khí. Cho nên mặt sau liền cùng các nàng xé rách mặt, phóng lời nói muốn cả đời không qua lại với nhau. Nghĩ vậy, tô nhân không khỏi may mắn lên, may mắn lâm gia quốc người này sĩ diện, cho nên hai người bọn họ ly hôn sự, lâm gia quốc tám phần ngay từ đầu cũng không có nói cho người trong nhà, cho nên lâm gia cũng không ai lại đây nháo. Chỉ là hiện giờ lâm gia quốc trở về, việc này là khẳng định giấu không được, bọn họ như thế nào cũng chưa từng có tới nháo. Chẳng lẽ là bởi vì lâm vọng đông cho tiền? ngăn chặn bọn họ. Thấy tô nhân khó hiểu, Liêu Chính Dân lại do do dự dự địa đạo ra một cái kinh thiên nổ mạnh tin tức tới. Có thể là bởi vì, lâm gia quốc hắn tái hôn. Cái gì? Tô nhân không nhịn xuống kinh hôn một tiếng, này tin tức đối nàng tới nói có thể nói là chấn kinh rồi, hắn tái hôn. Khi còn có mặt mũi lại đây tìm vọng đông uy hiếp đòi tiền. Liêu Chính Dân bất đắc dĩ gật gật đầu, tiếp tục thả ra nổ mạnh tin tức tới, khi nữ nhân so với hắn còn nhỏ hai mươi mấy tuổi, nghe nói là lâm gia quốc mẫu thân ở quê quán viện lẽ quen thuộc người cấp tìm, hoa không ít lễ hỏi. Tô nhân, trách không được hắn như vậy thiếu tiền, từng chuyến mặt dày vô sĩ mà lại đây tìm lâm vọng đông đòi tiền uy hiếp. Không nghĩ tới thế nhưng là phải bỏ tiền cưới vợ. Khi hắn nếu không ở kinh, thì rốt cuộc là như thế nào phát hiện tiểu ý mang thai? Việc này chúng ta vẫn luôn cũng không có nơi nơi nói bậy, chẳng lẽ hắn theo dõi tiểu ý? Liêu chính dân lắc lắc đầu, Hắn là ở bệnh viện vô tình gặp được, nói là hắn thê tử tuổi hạt sản phụ nguy hiểm đại, địa phương bệnh viện làm hắn tới kinh thị kiểm tra, lúc ấy hắn mang theo tân hôn thê tử cũng ở khoa phụ sản, chỉ là tiểu ý không thấy được bọn họ. Tô Nhân tức khắc mở to hai mắt, cảm giác Liêu Chính Dân nói một câu sau một câu làm người khiếp sợ. Lâm gia quốc kia một phen lão xương cốt, đều làm gia gia tuổi tác, còn tính toán lại muốn cái tiểu nhân. Liêu Chính Dân cũng là dở khóc dở cười, kia hài tử kỳ thật không phải hắn thân sinh ta tìm người đi hỏi thăm hạ, kia nữ nhân nguyên bản có cái lão tướng hảo, nhưng là người trong nhà chết sống không đồng ý, ghét bỏ đối phương lấy không ra lễ hỏi, hai người ở bên nhau kéo thật nhiều năm, cuối cùng nhà trai thật sự chờ không đi xuống liền giận dỗi cưới nữ nhân khác, nữ nhân này biết khi đã có thai. Nhà gái trong nhà sợ giấu không được, lúc này mới tìm điều kiện giống nhau lâm gia quốc muốn lễ hỏi gả cho nữ nhi. Tô nhân vừa nghe, tức khắc mở to hai mắt, lâm gia quốc biết đứa nhỏ này không phải hắn sao. Liêu chính dân câu môi lắc lắc đầu, hắn không biết, bị người ta lừa dối vựng vựng hồ hồ, còn tưởng rằng chính mình già còn có con, cây khô gặp mùa xuân. Tô nhân không nhịn xuống ha ha nở nụ cười, việc này nhưng ngàn vạn không thể cho hắn biết. Liêu chính dân gật gật đầu, sau cuối tuần bọn họ hai người ước hảo muốn tới bệnh viện làm kiểm tra, đến lúc đó chúng ta muốn hay không đi bệnh viện tìm bọn họ. Tô nhân trầm tư một lát, ngay sau đó gật đầu đáp ứng, cũng hảo, hiện tại biết hắn uy hiếp ở kia thật là đến phiên chúng ta đánh minh bài. Đến lúc đó cho hắn tới cái suốt kỳ bất ý. Đến lúc đó chúng ta như vậy lưu Chính Dân nghe xong tô nhân kế hoạch buồn cười, tổng cảm giác này kịch bản có chút tô ý bóng dáng. Xem ra là đi theo nữ nhi lâu rồi, đều bị nữ. Nhi cấp mang oai. Bất quá đối phó lâm gia quốc loại này nam nhân, thật là muốn thượng chút thủ đoạn mới được. Tới rồi lâm gia quốc hai người tới bệnh viện hôm nay, Liêu Chính Dân cùng Tô Nhân hai người sớm mang hảo Cải Trang Thủ Hạ cùng nhau đi vào bệnh viện khoa phụ sản. Thừa dịp nữ nhân đi vào kiểm tra thời điểm, Liêu Chính Dân trực tiếp dẫn người đem Lâm Gia Quốc cấp mang ra bệnh viện, thượng xong việc trước an bài tốt mini bus. Mà Tô Nhân bên này, ở khoa phụ sản cửa đợi một hồi. Nhìn thấy nữ nhân kia ra tới sau, lúc này mới tiến lên mở miệng, xin hỏi ngươi là Lâm Gia Quốc thê tử Lưu Hồng Linh sao? Lưu Hồng Linh mọi nơi nhìn nhìn, không phát hiện Lâm Gia Quốc thân ảnh, đang ở buồn bực bỗng nhiên liền nhìn đến một cái ăn mặc đến khí chất không tầm thường nữ nhân cùng nàng mở miệng nói chuyện. Lập tức liền nhận ra tới, ngươi chính là tô nhân. Tô nhân mày một chọn, nhưng thật ra không nghĩ tới nàng sẽ nhận ra tới, ngươi như thế nào nhận thức ta. Lưu Hồng Linh cười khổ một tiếng, ta ở trong nhà nhìn đến quá các ngươi ảnh gia đình. Tô nhân. Không nghĩ tới lâm gia quốc còn giữ. Ta có thể hay không phiền toái ngươi sự kiện, giúp ta đem kia ảnh chụp cấp ném. Lưu Hồng Linh kinh ngạc nhìn thoáng qua tô nhân, ngươi tìm ta chính là vì việc này. Tô nhân thấy nữ nhân này lá gan còn tính đại, liền cũng không tính toán trải chăng, ta tìm ngươi là vì chuyện khác, có rảnh nói lưu hai câu. Khi nữ nhân mặt mang cảnh giác mà nhìn tô nhân liếc mắt một cái, cuối cùng đi theo nàng đi vào hoa viên nhỏ. Tới rồi địa phương, tô nhân trực tiếp đem mục đích của chính mình cấp nói. Ta rõ ràng tình huống của ngươi, biết ngươi cũng là cái thân bất do kỹ người đáng thương, chuyện của ngươi ta sẽ không nói cho lâm gia quốc chỉ cần ngươi có thể quản hảo hắn đừng đến quấy rầy ta nhi tử hôn lễ. Sự thành lúc sau, ta sẽ cho ngươi một số tiền, cũng đủ ngươi sinh hài tử thời điểm dùng. Lưu Hồng Linh vừa nghe Tô Nhân nói như vậy, sắc mặt tức khắc trắng bạch, ta nghe không hiểu. Ngươi đang nói cái gì? Ta cùng Lâm Gia Quốc là tự do yêu đương kết hôn, chúng ta thực đơn thuần. Thấy nàng không chịu thừa nhận, Tô Nhân cũng tỏ vẻ lý giải, ta không có phá hư người khác hạnh phúc yêu thích, ta chỉ là hy vọng cuối tháng nhà của chúng ta làm hỷ sự thời điểm, lâm gia quốc không cần xuất hiện. Còn có hắn uy hiếp nhà của chúng ta lão đại muốn sinh hoạt phí sự, ta hy vọng dừng ở đây. Chương 473 lão tam lão tứ đại hôn lưu hồng linh mặt mặt, đó là chuyện của hắn, ta không làm chủ được. Tô nhân câu môi cười cười, ta biết hắn hiện tại nghe ngươi, mặt khác việc này ta sẽ tìm người đi cùng hắn nói, chỉ là hy vọng ngươi có thể từ bên khuyên một khuyên mà thôi lưu hồng linh thấy tô nhân đích xác vẫn luôn không có bất thiện hành động lá gan cũng liền lớn lên ngươi đây là ở uy hiếp ta ta nếu là không đáp ứng đâu lại nói ngươi có thể cho ta bao nhiêu tiền có ngươi nhi tử mỗi tháng cấp thêm lên nhiều sao nếu là không có ta vì cái gì phải đáp ứng đâu còn có ngươi nhi tử tiền là chủ động cho chúng ta hắn có phụng dưỡng lão nhân nghĩa vụ vì sao chúng ta không thể muốn hắn cũng là ta trong bụng hài tử ca ca Tô nhân vừa rồi sở dĩ biểu hiện thật sự thân thiện, một phương diện cảm thấy nữ nhân này cũng có đáng thương chỗ. Thứ hai, nàng cũng là muốn thử xem xem nữ nhân này điểm mấu chốt ở nơi nào, cho nên mới ra vẻ mềm yếu. Không nghĩ tới thật là ứng câu kia cách ngôn quả hồng đều nhặt mềm niết, người thiện bị người kinh. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Tiện lợi tức thay đổi cái ngữ khí nói, xem như uy hiếp đi. Đến nỗi ta nhi tử là chủ động cấp, vẫn là bị uy hiếp, các ngươi trong lòng rõ ràng. Nói, lại cười nhìn thoáng qua nàng bụng, ta khuyên ngươi đừng đem người đưa ngốc tử, có phải hay không thân sinh, có rất nhiều loại giám định phương pháp, nhà các ngươi phía trước làm sự cũng hoàn toàn không cao minh, tùy tiện hỏi thăm hạ liền chân tướng đại bạch. Ngươi nếu là tưởng xé rách mặt cũng thành, dù sao ta nhi tử không có khả năng giúp đỡ người khác dưỡng lai lịch không rõ hài tử. Lưu Hồng Linh vừa nghe, lúc này mới phát hiện nữ nhân này không dễ chọc, vừa rồi như vậy dễ nói chuyện tất cả đều là giả vờ thấy nàng trực tiếp điểm ra bản thân hài tử vấn đề, tức khắc nhịn không được hoảng sợ, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta vừa rồi nói, quản hảo lâm gia quốc, đừng tới quấy rối, sự thành lúc sau ta sẽ xem ngươi biểu hiện cho ngươi thù lao, cứ như vậy. Lưu Hồng Linh suy nghĩ một cái chớp mắt, phát hiện chính mình không có lựa chọn nào khác, đành phải gật đầu đáp ứng, hảo, ta đáp ứng ngươi, sẽ giúp ngươi khuyên lại lâm gia quốc không đi, nhưng là ngươi cũng muốn cùng ta bảo đảm, vĩnh viễn không cần vạch trần hài tử sự. Tô Nhân gật đầu cười nói, ngươi đại có thể yên tâm, thế giới này hẳn là không có người so với ta càng hy vọng các ngươi có thể hảo hảo ở bên nhau sinh hoạt, bí mật này ta sẽ giúp ngươi bảo thủ, tiền đề là, ngươi cũng muốn nhớ kỹ đáp ứng chuyện của ta. Hảo, ta trượng phu đâu? Bị các ngươi đưa tới chạy đi đâu? Đừng nóng vội, ngươi đi về trước chờ, hắn một hồi liền đến, hôm nay sự hy vọng ngươi có thể đừng cùng hắn nhắc tới, bất quá nói cũng không có việc gì, hắn người kia bệnh đa nghi trọng, ta chỉ là sợ hắn hoài nghi ngươi. Nói xong, tô nhân liền lập tức hướng viện ngoại đi đến. Chờ nhìn thấy nàng trở về, Liêu Chính Dân lúc này mới làm người đem Lâm Gia Quốc từ trên xe thả xuống dưới. Tô nhân xa xa liền thấy được Liêu Chính Dân trên tay chảy huyết, vội vàng bước nhanh đi qua, người tay sao lại thế này. Liêu Chính Dân cúi đầu cười cười, không có việc gì, này lão tiểu tử không thành thật, trong miệng không một câu lời hay, thế nhưng còn dám lấy tiểu ý bụng tới uy hiếp ta, ta nhất thời khí bất quá liền tấu hắn một đốn nói xong, liền quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Gia Quốc, vừa rồi lời nói của ta ngươi đều nhớ kỹ sao. Ngươi hiện tại tức phụ cũng mang thai, ngươi nếu là dám đánh cái gì oai chủ ý, chúng ta chờ xem. Lâm Gia Quốc tức muốn học máu hướng tới tô nhân hô, các ngươi. Đem Hồng Linh thế nào? Nàng nhắc gan, là cái thiện lương cô nương, các ngươi đừng cử động nàng. Tô nhân tức giận mà cười cười, chúng ta không ai động nàng, chỉ là cảnh cáo hạ ngươi thôi, chỉ cần ngươi về sau không cần xuất hiện ở chúng ta trước mặt, không cần lại đi cuốn lấy vọng đông đòi tiền, ngươi cứ yên tâm mang theo ngươi tức phụ về nhà sinh hoạt đi. Lâm gia quốc thẹn quá thành giận, bọn họ cũng là ta hài tử, dựa vào cái gì tô nhân đã dần dần không có kiên nhẫn, chỉ vào hắn cái mũi mắng, dựa vào cái gì. Chính ngươi trong lòng rõ ràng. Ngươi nếu là thật vì hài tử hảo, liền sẽ không lấy hài tử sự làm uy hiếp đi đòi tiền, lại có lần sau, liền không phải hiện tại đơn giản như vậy. Liêu chính dân ngay sau đó cũng dùng ngón tay chỉ hắn, không tin tà nói đại có thể phóng ngựa lại đây. Lâm gia quốc tê một tiếng, rốt cuộc vẫn là sợ, hảo, chúng ta trước đều thối lui một bước, về sau lại đi nhìn. Hiện giờ hắn lập tức phải làm cha, là không thể ở cái này mấu chốt thượng cùng bọn họ cứng đối cứng. Này bút trướng, về sau lại tính. Nghĩ vậy, lâm gia quốc liền thập khiển mà hướng bệnh viện đi đến. Đám người đi rồi. Liêu chính dân lúc này mới vội hỏi tô nhân chuyện vừa rồi làm được thế nào. Tô nhân bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, vốn dĩ tưởng cái người đáng thương, không tính toán uy hiếp nàng, không nghĩ tới cũng là cái không tỉnh du. Tóm lại nàng hẳn là không dám không làm theo. Ân, ừ, vậy là tốt rồi. Xử lý quá lâm gia quốc hai vợ chồng sự, tô nhân liền bắt đầu tiếp tục dấn thân vào hôn lễ trù bị giữa. Thời gian cũng thực mau tới tới rồi 8 tháng đế. Hạ quá hai trận mưa sau, kinh thị nhiệt độ không khí lập tức hàng không ít. Tới rồi hôn lễ hôm nay, cuối thu mát mẻ, độ ấm thích hợp, là thật thật tại tại hảo thời tiết sáng sớm tô gia trong viện liền bắt đầu náo nhiệt lên sở hữu quét tước cùng bố trí đều ở ngày hôm qua đã chuẩn bị cho tốt hôm nay sáng sớm đã có rất nhiều bạn bè thân thích lại đây xem náo nhiệt cho nên tô nhân bọn người vội vàng lấy đường quả điểm tâm trái cây trà nóng chiêu đãi lên còn có những cái đó muốn đi theo đi đón dâu cũng đều sớm tới rồi chỉ có thể giờ lành vừa đến liền chuẩn bị xuất phát mà lâm trạch tây cùng lâm lạp bắc hai người sáng sớm liền bắt đầu lên thu thập. Đầu tiên là tắm rửa gội đầu thay chuẩn bị tốt tân Tây Trang, Trình Quang nói lượng dày da, đánh thượng vui mừng màu đỏ cà vạt. Lâm Trạch Tây như cũ tuyển chính là màu trắng Tây Trang, tóc cũng đều dùng ma tư sơ thành tóc vuốt ngược đôi ở phía sau. Cùng Lâm Trạch Tây một so, Lâm Lạp Bắc còn lại là trung quy trung cũ đến nhiều, hắn hôm nay tuyển chính là màu xám Tây Trang, có vẻ người cũng phi thường đỉnh bạc tinh thần. Thời gian vừa đến, hai người liền phân công nhau hành động, phân biệt mang theo đoàn xe chuẩn bị đi trước từng người mẹ vợ ra đi đón dâu. Trước khi xuất phát, Lâm Trạch Tây hướng về phía Lâm Lạp Bắc cười phất tay, lão tứ, muốn hay không thi đấu xem ai trước đem tân nương tử cấp tiếp trở về. Lâm Lạp Bắc vô ngữ mà xem hắn suy một tiếng, ấu trĩ hay không. Giọng nói lạc, chính mình nhưng thật ra một chân chân ga trước khởi động xe. Lâm Thư Thư gia trụ xa một chút, hắn muốn sớm một chút xuất phát mới được, bằng không thật khả năng bị Lâm Trạch Tây cấp giành trước. Mà Lâm Trạch Tây đâu, ỉ vào chính mình ly đến gần, liền trước làm hắn một bước. Chờ Lâm Lạp bắt đoàn xe đi xong, phía chính mình mới vội vàng vội mà hướng tới Liễu Phương Lâm kia chạy đến. Liễu Phương Lâm xuất giá địa điểm tuyển ở Liễu gì ngày thường trụ tứ hợp viện, bên trong đều là tạ tiểu quyên chờ tiệm cơm người quen. Đại gia ngày thường đều cho nhau chiếu cố, nói là Liễu Phương Lâm nhà mẹ đẻ người cũng không quá. Hôm nay kết hôn, tiệm cơm riêng nghỉ, đại gia cũng đều lưu tại tứ hợp viện giúp đỡ cảng môn. Hơn nữa đại gia cùng Lâm Trạch Tây đều rất quen thuộc, cản khởi môn tới đó là chút nào không khách khí. Lâm Trạch Tây không nghĩ tới tiếng cái môn đều khó khăn như vậy đại, vội vàng móc ra đòn sát thủ bao lì xì. Dựa vào một đường phát bao lì xì cùng cầu tình. Xin tha, Lâm Trạch Tây rốt cuộc thuận lợi đi tới Liễu Phương Lâm nơi phòng, thật vất vả lại là ca hát lại là thề, cuối cùng là đem tân nương tử cấp túng ở trong tay. Đang lúc mọi người vô cùng cao hứng mà chuẩn bị ra cửa, nào biết ngoài cửa đột nhiên tới cái khách không mời mà đến. Nhìn đến người nọ, liễu gì cùng liễu phương lâm sắc mặt tức khắc trắng đi. Chương 474 đón dâu chịu trở lâm trạch tây thật vất vả một đường quá quan trảm tướng, vừa vào cửa ngay cả vội ôm liễu phương lâm đi ra ngoài. Liễu phương lâm một thân hồng y, đầu đội màu đỏ hoa tươi, trên mặt cũng là khó gặp kiều diễm cùng thẹn thùng. Liễu gì đứng ở vô cùng náo nhiệt đám người trung gian, nhìn nữ nhi như vậy hạnh phúc, kích động đến là lệ nóng doanh trồng. Đang lúc mọi người đều ở chúc phúc hai người thời điểm, tứ hợp viện ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận xa lạ tiếng bước chân. Không bao lâu, một cái xa lạ nam nhân lập tức xông vào, Phương Lâm, cha tới nhìn. Còn hảo không sai quá giờ lành, cha tới đưa ngươi xuất giá. Nghe thế thanh âm, Liễu Phương Lâm tức khắc cả người run lên, không thể tin tưởng mà dương mắt nhìn qua đi. Quả nhiên liền thấy được cái kia chính mình đời này đều không nghĩ tái kiến nam nhân. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? liễu gì ở trong đám người thấy được hắn lúc sau, sắc mặt cũng tức khắc trở nên trắng bệch, khẩn trương mà vọt ra. Ai làm ngươi tới? Liễu phụ hắc hắc cười nói, kỳ thật ta đã sớm tới, vẫn luôn ở nơi nơi tìm các ngươi đâu, nếu không phải ta một đường hỏi thăm, đều tìm không thấy các ngươi này. Ngươi cũng đúng vậy, khoe nữ hôm nay kết hôn chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không biết trước tiên nói cho ta một tiếng. Liễu gì sắc mặt ngưng trọng lại có chút tức giận, vì cái gì muốn nói cho ngươi? Ngươi muốn thế nào? Liễu phụ suy một tiếng, ta muốn thế nào? Ta chính mình nữ nhi kết hôn ta lại đây uống ly rượu mừng không nên sao? Ta đây là thế nàng cao hứng. Dứt lời, lại dương mắt nhìn về phía Lâm Trạch Tây, nguyên lai là tiểu tử ngươi cưới nữ nhi của ta, hành. Đi, con rể ngươi tới nói, này ly rượu mừng ta có nên hay không tới uống. Liễu phụ rõ ràng là chọn chuẩn thời gian, thừa dịp xuất giá thời điểm, làm trò nhiều người như vậy mặc tới nháo rõ ràng chính là cố ý, liễu gì tức giận đến thẳng run run liễu phương lâm cũng hảo không đến chạy đi đâu. Phía trước nàng vẫn luôn không dám đáp ứng lâm trạch tây kết hôn sự, cũng đúng là bởi vì cái này. Nàng nằm mơ đều sợ hãi phụ thân sẽ ở nàng kết hôn hôm nay đột nhiên tìm tới môn tới, tới cấp nàng tìm nang kham. Nàng chính mình nhưng thật ra không sợ, chủ yếu là tô gia người cùng lâm trạch tây đối nàng thật sự thật tốt quá, nếu là hôm nay ở như vậy trường hợp ném nhà bọn họ thể diện, chính mình nở lòng nào huống chi hôm nay không riêng gì bọn họ kết hôn, vẫn là Lâm Lạc Bắc cùng Lâm Thư Thư hôn lễ. Chính mình ném người, cũng liên quan hai người bọn họ đại hỷ nhật tử cấp một khối hủy hoại. Lâm Trạch Tây cảm nhận được trong lòng ngực người vẫn luôn ở rung, không khỏi đau lòng lên. Nhưng trên mặt như cũ là kia phó bất cần đời bộ dáng, từ từ, ngươi nói ngươi là ai? Liễu phụ thấy hắn như vậy hỏi, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lại cười giải thích, ta là nhạc phụ ngươi a, à, ngươi xem thời gian này cũng tới rồi, chúng ta vẫn là chạy nhanh ra cửa, đừng chậm trễ hảo canh giờ. Nói, lại cố ý tới gần liễu gì, đè thấp thanh âm nói, ngươi nếu là không nghĩ nữ nhi con rể mất mặt nói cũng đừng tại đây háo chứ. trước làm nữ nhi ra cửa, quay đầu lại chúng ta lại nói. Lâm Trạch Tây hừ lạnh một tiếng, biết hắn cố ý chọn lúc này lại đây, chính là liệu định chính mình không dám mất mặt, khẳng định sẽ lựa chọn một sự nhìn chính sự lành. Nhưng hắn sai rồi. Hắn Lâm Trạch Tây cũng không phải là tốt như vậy khi dễ lại nói mặt mũi tính cái chó má. Ngươi là cái gì nhạc phụ? Ta nhưng không quen biết ngươi. Ta tức phụ chỉ có một cái nương, cha đã sớm đã chết. Như thế nào? Chẳng lẽ là lúc trước không chết? Chỉ là lo lắng ta nhạc mẫu sinh bệnh liên lụy ngươi, cho nên trốn đi giả chết. Mặc kệ ngươi là ai? Hiện tại nhạc mẫu cùng Phương Lâm đều về ta tới bảo hộ, ai cũng đừng nghĩ lại khi dễ các nàng. Ta lâm trạch tây cái thứ nhất không đáp ứng. Liễu phụ không dự đoán được Lâm Trạch Tây như vậy không sợ sự, lúc ấy liền phải kêu la ra tới, hảo hảo hảo. Khi ta liền đem hàng xóm người đều cấp kêu ra tới nhìn xem náo nhiệt, nhìn xem nhà ai con rể dám như vậy đối nhạc phụ. Lâm Trạch Tây nghe xong hừ lạnh một tiếng, đầu tiên là đem Liễu Phương Lâm buông xuống kéo ra phía sau mình, lúc này mới vén tay áo chậm rì rì mà đi đến hắn trước mặt, thành, kia hôm nay khiến cho ngươi kiến thức kiến thức chúng ta kinh thị các lão gia có sợ không sự, nhị ca, muội phu, giúp ta đi đóng cửa. Hôm nay lời này không nói rõ ràng đừng nghĩ đi. Liễu phụ vừa thấy hắn muốn động thật, nhịn không được sợ tới mức liên tục lui về phía sau, như thế nào? Ngày đại hỷ, ngươi còn muốn đánh ta không thành. Lâm Trạch Tây cầm nắm tay, ngươi nếu là quyết tâm muốn tìm không thoải mái, kia ta cũng không ngại thấy điểm huyết cho chúng ta kết hôn sung sung hỉ, yên tâm, coi như là ngươi cái này giả nhạc phụ tặng cho chúng ta hạ lễ. Lâm Trạch Tây lời này vừa nói ra, trong viện những người khác cũng đều sôi nổi tiếng lên đem liễu phụ bao quanh vây quanh chính là, hôm nay đừng nghĩ dễ dàng như vậy liền đi ra ngoài. Chúng ta đều là liễu gì cùng phương lâm nhà mẹ đẻ người, xem ai dám đến lung tung dính liếu. Trong viện trừ bỏ lâm trạch tây mang đến đón dâu, dư lại đều là tiệm cơm các đồng chí. Đại gia đã sớm nghe nói qua liễu gì phía trước tao ngộ, hiện giờ tận mắt nhìn thấy, lúc này mới phát hiện này nam nhân có thể cỡ nào vô lại cỡ nào vô sĩ. Liền đều không ngoại lệ mà đều đứng ở liễu gì bên này. Liễu phụ thấy bọn họ người nhiều, hơn nữa không có một cái sợ phiền phức, lúc này mới đột nhiên nghĩ mà sợ lên. Vội tìm cái chỗ trống chui ra đám người, hoảng không chọn lộ mà hướng cửa chạy tới. Nào biết vừa mới chạy đến cửa, tức khắc liền té ngã một cái. Liễu phụ ai ra một tiếng, không rảnh lo ăn đau vội vàng nắm lên. Môn liền phải mở ra. Canh giữ ở cạnh cửa lâm hạo nam cùng chu cận xuyên một thân quân trang, sắc mặt uy nghiêm, lần sau khi nào lại đây. Trước tiên tiếp đón một tiếng. Chúng ta đều chờ ngươi liễu phụ bị hắn hoảng sợ không cần hỏi liền biết trước mắt hai cái nam nhân không dễ chọc không 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 ta lần sau không tới không tới các ngươi tiếp tục tiếp tục chu cận xuyên lại lặp lại hỏi một lần xác định không tới không tới lâm hạo nam hừ lạnh một tiếng thành ngươi những lời này ta nhớ kỹ nếu là lần sau còn tới ta cái thứ nhất sẽ không bỏ qua ngươi liễu phụ cảm giác chính mình chân đều đã dọa mềm đang muốn đi xuống đảo thời điểm đột nhiên môn liền khai đại môn vừa thấy, liễu phụ không rảnh lo nói cái gì, trực tiếp cất bước liền ra bên ngoài chạy. Chờ một hơi chạy ra đầu hẻm tử, lúc này mới chậm rãi ngồi xổm xuống nghỉ mà sợ lên. Hắn phía trước chỉ cho rằng nữ nhi tìm cái làm buôn bán tên côn đồ, không nghĩ tới đối phương trong nhà nhiều như vậy lợi hại nhân vật. Xem ra này nữ nhi về sau thật sự không thể treo vào. Tiến đến làm sự tình liễu phụ vừa đi, tứ hợp viện lại lần nữa khôi phục náo nhiệt. Lâm Hạo Nam trực tiếp ở cửa bật lửa thật dài pháo, mọi người đi theo hô lên, tân nương tử muốn ra cửa lạc. Nguyên bản ngưng trọng không khí cũng lập tức lại lần nữa bị bật lửa, Lâm Trạch Tây bỗng nhiên một tay từ quần trong túi sờ soạn một phen chìa khóa ra tới đưa cho liễu gì, mẹ, nguyên bản ta tưởng chờ ngày mai vội xong mang hai người các ngươi đi xem, cho các ngươi cái kinh hỉ. Đây là ta chính mình trộn mua tân phòng, liền ở gần đây, hai người các ngươi đi làm đều phương tiện, hiện tại đều đã bố trí hảo, chờ hồi môn thời điểm ta liền mang theo phương lâm, chúng ta cùng nhau dọn qua đi trụ, về sau không bao giờ sẽ có người dám khi dễ các ngươi. Liễu gì không dám tin tưởng mà tiếp nhận chìa khóa, trên mặt đồng thời che kín nước mắt cùng tươi cười. Hảo hảo. Thấy nhạc mẫu cười, Lâm Trạch Tây lại lần nữa chặn ngang bế lên Liễu Phương Lâm, tức. Phụ, cùng ta về nhà. Liễu Phương Lâm giờ phút này cũng là vừa mừng vừa sợ, nguyên lai like hai người thương lượng chính là tân hôn trước ở tại Tô Gia, mặt sau hai người lại cùng nhau dọn đến Lâm Trạch Tây chính mình trong căn nhà nhỏ đi. Không nghĩ tới hắn thế nhưng lén lút lại ở phụ cận mua cái nhà mới. Chương 475 làm người không thể quá lòng tham bên kia tô gia. Giờ phút này, Lâm Lạc Bắc cùng Lâm Thư Thư xe đã tới rồi cửa. Lâm Lạc Bắc bước chân lược hiện kích động ngầm xe, ngay sau đó chạy hướng ghế phụ, mở cửa sau trực tiếp đem Lâm Thư Thư cấp bối xuống dưới. Ngay sau đó, đó là đầy trời hoa tươi cùng pháo mừng tiếng vang lên. Tô nhân đỡ tô ý, hai người không dám quá đi phía trước tể liền đứng ở trong viện cười ha hả mà nhìn hai người hướng trong viện đi tới. Tô Ý nhìn nhìn thời gian, đáy mắt có chút nghi hoặc, Tam ca như thế nào còn không có trở về. Theo đạo lý hắn có thể so thư thư gia gần nhiều. Tô Nhân cũng có chút lo lắng, không phải là trên đường gặp được chuyện gì đi. Nếu không ta gọi điện thoại qua đi hỏi một chút. Hai người sau khi nói xong mới vừa xoay người hướng trong phòng đi, sau đó liền nghe thấy được bên ngoài lại lần nữa vang lên xe tiếng vang. Tới tới phỏng chừng là bọn họ tới rồi. Tô nhân vội vàng đỡ tô ý, tô ý đỡ bụng, hai người chậm rãi hướng cửa đi đến. Sau đó liền thấy lâm trạch tây ôm liễu phương lâm đã xuống xe. Ngay sau đó lại là giống nhau hoa tươi cùng pháo mừng, lại một lần lên đỉnh đầu thượng nổ tung. Hai đối tân nhân đều vào viện, chính là chính thức kính trà sữa miệng. Tô nhân cùng liêu chính dân hai người cười đến mặt bộ đều phải rút gân, nhưng vẫn là ức chế không được cái kia vui mừng nha mọi người ở tô gia trong viện vô cùng náo nhiệt hảo một trận, mắt thấy mau tới rồi cơm điểm, lúc này mới đứng dậy cùng nhau đi trước tiệm cơm ăn hỷ yến. Tô nhân cùng Liêu Chính dân lưu tại cuối cùng, thấy hôn lễ hết thảy thuận lợi, cũng không có nhìn đến Lâm Gia Quốc, lúc này mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cho rằng Lâm Gia Quốc khẳng định là bị hắn tức phụ cấp khuyên lại. Nào biết hai người mới vừa đi đến khách sạn cửa, liền thấy được cải cọ ồn ào một đám người, chính lôi kéo lâm trạch tây cùng lâm lạp bắt hai đối tân nhân nói cái gì lâm trạch tây cùng lâm lạp bắt hai người trước đó không biết lâm gia quốc hiện giờ tình huống đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy cũng là một đầu mờ mịt chỉ có lâm vọng đông hai vợ chồng từ bên ngăn trở ý đồ tưởng đem lâm gia vài người cấp lôi đi nào biết kia lâm gia tới người giống như là thuốc cao bôi trên da chó giống nhau liếm một trương gương mặt tươi cười chính là không chịu đi tô nhân thấy thế vội vàng bước nhanh đi qua sắc mặt cũng tức khắc kéo xuống dưới hướng tới Lâm Trạch Tây cùng Lâm Lạp Bắc nói, các ngươi trước mang Phương Lâm cùng Thư Thư đi vào khách sạn. Nói, lại nhìn về phía Lâm Vọng Đông cùng Lâm Hạo Nam, hai người các ngươi đi trước cửa chiêu đãi hạ khách nhân nhập tòa, đừng lo lắng, nơi này giao cho ta. Bốn cái nhi tử nhìn nhau, gật gật đầu đáp ứng xuống dưới. Tô ý lo lắng mẫu thân ứng phó bất quá tới, đang muốn tiến lên, liền bị Liêu Chính Dân cấp ngăn cản, cận xuyên, chiếu cố hảo Tô ý, đừng làm cho nàng loạn đi, chúng ta một hồi liền đi vào. Chu Cận Xuyên cũng gật gật đầu, mang theo Tô Ý đi vào. Bọn người đi rồi, Tô Nhân lúc này mới dương mắt quét Lâm gia người một vòng. Trừ bỏ Lâm gia quốc cùng Lưu Hồng Linh, nàng cái kia trước bà bà, còn có lão đại hai vợ chồng cũng tới, còn đem lão đại gia hai cái nhi tử cũng đều mang đến. Hơn nữa trong bụng cái kia, ước chừng tám khẩu tử. Tô Nhân áp xuống lửa giận, hướng tới mấy người hỏi một câu, các ngươi nhiều người như vậy tới đây là không đợi nàng nói xong, lão bà tử đã mở miệng chúng ta là tới uống rượu mừng. Làm trò nhiều người như vậy mặt, chẳng lẽ ngươi muốn đuổi chúng ta đi sao? Tô nhân kiến thức quá cái này lão bà tử la lối khóc lóc lăn lộn trình độ, làm trò nhiều như vậy khách khứa mặt, ở khách sạn trước cửa thật là không hảo nháo đến quá khó coi. Liền cười nhìn nàng một. Cái, nguyên lai like là tới uống rượu mừng. Hảo thuyết. Khi ta mang các ngươi vào đi thôi. Lời này vừa nói ra, ở đây lâm gia người đều sợ ngây người. Nguyên bản cho rằng hôm nay cái này rượu mừng là khẳng định uống không thượng, lại nói bọn họ lại đây chính là vì lấy tiền, lại không phải thật sự tới uống rượu mừng. Mấy người tới trên đường, đều trước đó nói tốt ai phụ trách sướng mặt đỏ ai phụ trách diễn mặt trắng. Nàng lão bà tử liền phụ trách la lối khóc lóc lăn lộn chơi xấu, không nghĩ tới thế nhưng không dùng thượng. Bất quá ở lão bà tử xem ra, cô nhân nữ nhân này trước nay cũng chưa cho nàng quá cái gì sắc mặt tốt, chỉ vào trong nhà có điểm tiền dơ bẩn, Đối nàng cái này lão bà tử là các loại ghét bỏ. Hiện giờ thấy nàng như vậy không lưng uống gối mà lấy lòng, trong lòng không khỏi thống khoái vài phần. Liền đem mọi người đều kêu một khối đi vào, uống trước rượu mừng lại nói, dù sao cái này tiền, hôm nay là nhất định sẽ bắt được. Tiếng khách sạn, Tô Nhân liền trực tiếp lãnh mấy người dọc theo hành lang vẫn luôn hướng bên trong đi. Lão bà tử kinh ngạc hô câu, uống rượu mừng khách nhân không đều là ở đại đường sao? Như thế nào đem chúng ta hướng trong phòng mang làm gì? Tô Nhân không cùng nàng so đo, chỉ là cười giải thích nói, đại đường ngồi đều là bình thường khách khứa, hơn nữa đều ngồi đầy, ta làm khách sạn đơn độc cho các ngươi khai cái ghế lô, thái sắc toàn bộ đều là tốt nhất, các ngươi người một nhà vừa lúc một bàn, ăn lên cũng không câu thúc. Lão bà tự nghĩ thầm cũng là, có ghế lô cũng hảo. Chờ phía dưới liền cùng nàng thảo tiền, nàng nếu là không đáp ứng, lại trở lại đại đường bên trong đi nháo là được. Vì thế liền đều đi theo một khối hướng ghế lô đi. Vào ghế lô Mấy người vừa mới ngồi xuống, Liêu Chính Dân liền mang theo một đội người phần phật từ bên ngoài vọt vào. Một loạt người tiến vào sau trực tiếp đem mấy người cấp vây quanh lên, vừa lúc một người một cái đứng ở phía sau. Liêu Chính Dân đồng thời giữ cửa cũng cấp ngăn chặn, đều an bài hảo, chung quanh. Phòng đều là trống không. Lời này vừa nói ra, Lâm gia mọi người sắc mặt đều sôi nổi thay đổi lên. Các ngươi làm gì vậy? Chẳng lẽ các ngươi còn có thể đem chúng ta cấp nhốt lại không thành. Đây chính là phạm pháp. Tô Nhân cười nhạo một tiếng, là các ngươi chính mình đưa tới cửa tới, chúng ta chỉ là đem các ngươi thỉnh đến ghế lô tâm sự mà thôi, như thế nào liền kêu phạm pháp. Động ngươi một cây lông tơ sao? Nói, Tô Nhân liền quay đầu nhìn về phía Lâm Gia Quốc cùng Lưu Hồng Linh. Lần trước ở bệnh viện, hai người các ngươi là nói như thế nào? Còn cần ta lặp lại một lần sao? Lưu Hồng Linh sắc mặt trắng nhợt, tỷ, ta ngăn cản, không ngăn lại, việc này không thể trách ta. Tô Nhân thấy nàng vẻ mặt chột dạ, nhìn không được liền cười phải không không ngăn lại mụi tử làm người không thể như vậy lòng tham cái gì đều muốn nói kết quả là cái gì đều phải không đến lâm gia quốc vừa nghe tức khắc liền nổi giận tô nhân ngươi có ý tứ gì ngươi đừng khi dễ nàng hồng linh tuổi còn nhỏ còn có thai ngươi muốn thế nào hồng linh đều cùng ta nói lần trước ở bệnh viện thời điểm ngươi uy hiếp nàng ngươi cái này ác độc nữ nhân cô nhân thấy hắn cái trán gân xanh bạo khởi, duỗi tay đỡ lấy lưu hồng linh bụng. một bộ ai muốn khi dễ hắn nữ nhân hắn liền cùng ai liều mạng bộ dáng. không khỏi cảm thấy buồn cười. không biết chờ hắn biết chân tướng thời điểm là cái gì biểu tình. nàng đều có điểm gấp không chờ nổi, tạm thời trước chờ một chút, làm cho bọn họ lại nhảy nhót một hồi. lâm gia quốc nói âm lạc, lão bà tử cũng vỗ vỗ cái bàn, chính là người nếu là sợ hãi hồng linh trong bụng hài tử, dọa ta tiểu tôn tử ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Hôm nay là ta tam tôn tử cùng bốn tôn tử kết hôn đại hỷ nhật tử, ta không cùng ngươi chấp nhặt, chúng ta chính là tới uống rượu mừng, ngươi lộng nhiều như vậy hắc y nhân là có ý tứ gì? Cô nhân nhấp môi cười cười, phải không? Vậy ngươi cái này làm nải nải tới uống rượu mừng, tính toán cấp nhiều ít tiền biếu. Lão bà tử vừa. Nghe, sắc mặt tức khắc trở nên đen tối không rõ lên. Cô nhân cười lạnh một tiếng, lập tức vạch trần, Nguyên lai like các ngươi tới lớn như vậy một đám người, đều là không tay liếm mặt tới uống rượu mừng. Chương 476 này một cái tác nàng đã sớm muốn đánh tô nhân nói lạc, ở đây lâm gia người cũng không dám hé răng. Lão bà tử bị nàng như vậy cường đè ép một đầu, đáy lòng tự nhiên là không phục, ta là bọn họ thân nải nải, đều là người một nhà muốn gì tiền biếu. Lại nói các ngươi cũng không thiếu chút tiền ấy, như thế nào không biết xấu hổ khai khẩu. Ngươi nếu là thật có lòng không cho chúng ta đi, vậy chạy nhanh thượng đồ ăn, ta tiểu tôn tử nên đói bụng. Tô nhân cười khúc khích, thật là đã lâu không thấy, đều thiếu chút nữa quên nàng vô lại trình độ. Chỉ tiếc, nàng sớm đã không phải phía trước cái kia nơi trốn nhường nhịn, chỉ nghĩ một sự nhịn chính sự lành cái kia tô nhân. Thành, ngươi đói bụng đúng không? Vậy chờ xem. Dứt lời, tô nhân bay thẳng đến mấy cái xuyên màu đen tây trang thủ hạ dặn dò nói, một hồi các ngươi liền đứng nhìn, dễ dàng không nên động thủ, nhưng nếu là có người không nghe lời kêu la ra tới, Quấy rầy mặt khách khách nhân hứng thú, vậy các ngươi cũng đừng khách khí. Nên bó bó, nên bịt mồm bịt mồm. Lão bà tử vừa nghe, tức khắc hô ra tới, ngươi dám tô nhân trực tiếp cầm lấy trên bàn cơm bố nhét vào miệng nàng, ngươi xem ta có dám hay không. Tắt xong khăn trải bàn, tô nhân vỗ vỗ tay, chờ tiệc rượu xong xuôi, ta lại đến cùng các ngươi tính sổ. Nói xong, liền mang theo liêu chính dân một khối đi ra ngoài chiêu đãi khách khứa đi. Tô ý không yên tâm, nhìn thấy hai người vội vàng đã đi tới. Lâm vọng đông đám người cũng đều liên tục đi lên trước, mẹ, không có việc gì đi. Tô nhân cười lắc lắc đầu, không có việc gì, bọn họ muốn tới rượu mừng, không địa phương ngồi, ta cấp đơn độc an bài cái ghế lô, có người nhìn sẽ không ra tới nháo sự, các ngươi yên tâm vội các ngươi. Một lát qua đi, khỉ yến cũng chính thức bắt đầu. Tô nhân riêng an bài ghi hình. Cùng cùng chụp, còn có việc trước an bài tốt hôn lễ nghi thức. Tuy nói không giống như là hiện đại như vậy phức tạp, nhưng cũng nghi thức cảm mười phần các tân khách xem đến cũng là phá lệ hiếm lạ cùng náo nhiệt. Một hồi thanh thế to lớn tiệc cưới viên mãn kết thúc, các tân khách đều sôi nổi chào hỏi tan đi. Tới rồi cuối cùng, đều chỉ còn lại có người trong nhà. Tô nhân dặn dò mọi người đều đi về trước nghỉ ngơi, chính mình cùng lưu chính dân lưu lại xử lý lâm gia người sự tình. Chờ hai người một lần nữa phản hồi ghế lô khi, trong phòng vài người trong miệng đều bị tắt thượng khăn ăn. Tô nhân bất đắc dĩ mà cùng lưu chính dân nhìn nhau, xem ra vừa rồi những người này không thiếu nháo đều xóa đi. Xuống tay nhẹ một chút, đừng làm đau bọn họ liền không hảo. Này kinh phiêu phiêu nói làm lâm gia người rất là hỏa đại. Mới vừa vừa buông ra, lão bà tử liền đi đầu kêu la lên. Tô nhân vô ngữ mà nhìn nàng một cái, khách khứa đều đi xong rồi, ngươi hiện tại gào cho ai xem đâu. Lâm gia quốc phẫn nộ mà đứng lên, tô nhân, họ liêu, các ngươi đừng kinh người quá đáng, thật sự khi chúng ta không dám đi báo công an sao. Tô nhân hai tay một quán, ngươi đi báo nha, ngươi có chứng cứ sao? Ngươi mang nhiều người như vậy đuổi ở hôn lễ hiện trường tới nháo sự, ta không có động thủ cũng đã xem như khách khí. Lời này vừa nói ra, bên cạnh lão bà tử lập tức tru lên lên, họ tô, ngươi như thế nào không có động thủ? Ngươi khi dễ ta một cái lão bà tử, ngươi không chết tử tế được. Tô nhân nghe xong cũng không cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp quăng một cái bàn tay đến trên mặt nàng. Cái này bàn tay, nàng đã sớm muốn đánh. Đã ghiền. Ta hiện tại thật là động thủ, ngươi đi báo đi. Nhìn xem công an sẽ cảm thấy ai có đạo lý. Đúng rồi, các ngươi uy hiếp ta nhi tử đòi tiền sự tốt nhất cũng ngẫm lại nên như thế nào cùng công an nói, kia mức cũng không phải là giống nhau phụng dưỡng tiền. Lão bà tử đáy mắt hiện lên một tia chột dạ, không dám tại đây sự kiện cùng nàng dây dưa. Sợ nàng thật sự có. Thể lấy ra cái gì chứng cứ. Vì thế, lập tức lại bắt đầu càng quấy lên, ta nói cho ngươi, Ta tức phụ trong bụng nhưng Hoài hài tử đâu, ngươi đem chúng ta nhốt ở nơi này, nếu là ta tiểu tôn tử có bất trách gì, ta tuyệt đối không tha cho ngươi." Tô Nhân suy một tiếng, lại không phải ngươi thân sinh tôn tử, ngươi khẩn trương cái cái gì? "Cái gì?" Lâm gia quốc cũng lập tức ngây ngẩn cả người, ngươi có ý tứ gì? Tô Nhân nhún vai, "Hồng Linh muội tử, lúc trước ta đáp ứng giúp ngươi gạt, chính là ngươi việc này làm không đạo nghĩa, ngươi trước bất nhân cũng không thể trách ta bất nghĩa." Lâm gia quốc này sẽ đã kích động mà đứng lên, tô nhân, ngươi cùng ta nói rõ ràng, ngươi lời này là có ý tứ gì? Tô nhân câu môi cười xem hắn, như thế nào? Lúc trước ngươi nương cho ngươi giới thiệu đối tượng, không giúp ngươi hỏi thăm rõ ràng a? À. Nhân gia là mang theo hài tử lại đây, các ngươi Lâm gia bạch được một cái hài tử, chiếm phần lớn tiện nghi a. À. Lưu Hồng Linh sắc mặt trắng nhật, bắt đầu bốc lên mồ hôi, nàng là ở nói bậy, gia quốc, lần trước ta liền cùng ngươi đã nói, nàng ở bệnh viện bôi nhỏ ta chính là tưởng châm ngòi ly gián chúng ta phu thê quan hệ. Nàng chính là ghen ghét ta so nàng tuổi trẻ, không nghĩ làm lão đại lại tiếp tục cho chúng ta tiêu tiền dưỡng cái này đệ đệ. Tô nhân tức giận mà nhún vai, ta ngôn tẩn tại đây, tùy tiện các ngươi tin hay không đi, đến nỗi có hay không việc này, các ngươi đi hỏi thăm hỏi thăm sẽ biết. Lâm gia quốc nguyên bản là không chịu tin, rốt cuộc lần trước Lưu Hồng Linh cũng cho hắn đánh qua dự phòng châm. Nhưng là hiện giờ thấy tô nhân như vậy chắc chắn, càng thêm cảm thấy lần trước Lưu Hồng Linh dự phòng châm là có dự mưu. Lại xem Lưu Hồng Linh này sẽ chột dạ bộ dáng, tức khắc liền minh bạch cái gì. Cả người giống như ngủ lôi oanh đỉnh, lập tức giơ lên tay liền phải đi đánh Lưu Hồng Linh. Ngươi tiện nhân này. Lúc trước cứ thế tất cả lại đây, nguyên lai chính là sợ trong bụng hài tử tàn không được. Lưu Hồng Linh bị đánh một cái tát. Cả người cũng ngốc, bụng mặt khóc trống lên. Ta trong bụng hài tử thật là ngươi không tin nói ngươi có thể đi hỏi bệnh viện. Nói chưa dứt lời, thốt ra lời này xuất khẩu, Lâm Gia Quốc càng hoài nghi, trách không được lúc trước ngươi nói cho ta bắt hà bệnh viện xem không được, muốn tới kinh thị, nguyên lai like bên kia bệnh viện sớm đã có người biết ngươi mang thai đúng hay không. Lưu Phương Linh cả người run lên, chỉ cảm thấy Lâm Gia Quốc người này đích xác lòng nghi ngờ thực trọng. Nàng rõ ràng trước đó đánh dự phòng châm, như thế nào vẫn là bị tô nhân một câu liền cấp châm ngòi. Hiện tại ngẫm lại, thật là nàng kinh địch, vốn định mang theo người một nhà lại đây nháo, tô nhân cũng không dám trước mặt mọi người nháo đến quá khó coi. Không nghĩ tới. Nói cái gì cũng đã chậm, hiện giờ nàng đành phải cúi đầu khóc trống không nói lời nào. Lâm gia quốc thấy Lưu Hồng Linh cam chịu, tức giận đến thiếu chút nữa không có một ngụm lão huyết nhổ ra. Chỉ vào tô nhân cái mũi mắng to lên, nguyên lai like lần trước ở bệnh viện thời điểm ngươi cũng đã đã biết. Ngươi cố ý cất giấu không nói, chính là vì hôm nay xem ta chê cười đúng hay không. Tô nhân tôi một ngụm, không sai đây cũng là ngươi tự tìm xứng đáng lâm gia quốc hỏng mất đồng thời lão bà tử cũng hảo không đến chạy đi đâu rốt cuộc đứa con trai này mới vừa cùng chính mình một lòng hiện giờ chính mình cho hắn tìm như vậy một cọc hôn sự phỏng chừng lại muốn mẫu tử ly tâm nghĩ vậy lão bà tử liền tức giận đến hướng lưu hồng linh trên người một phát lập tức liền phải vặn đánh lên tới tô nhân thấy thế vội vàng làm người đem lưu hồng linh cấp vớt ra tới ngày đại hỷ ta nhưng không nghĩ nháo ra mạng người, các ngươi muốn nháo trở về tìm lưu gia nháo đi. Nói xong, tô nhân liền phân phó làm người mang theo lưu hồng linh trước đi ra ngoài, làm nàng nhà mẹ để người lại đây tiếp nàng. Nàng nhưng không nghĩ lây dính một cái mạng người, đến đổi lưu gia làm ra tới dơ bẩn sự, làm lưu gia tự mình lại đây cùng lâm gia đối xé đi. Chương 477 bụng phát động tiễn đi Lưu Hồng Linh, Tô Nhân cũng không muốn cùng những người này nhiều dây dưa, lập tức liền chuẩn bị cùng Lưu Chính Dân một khối ra cửa. Nào biết lão bà tử phá phòng, nằm trên mặt đất la lối khóc lóc lăn lộn lên. Họ tô, ngươi không có hảo tâm, hôm nay việc này ta và ngươi không để yên. Các ngươi giảo thất bại gia quốc sự, không bồi một số tiền lại đây, ta lão bà tử liều mình cũng muốn cùng các ngươi nháo một hồi. Không chết không ngừng. Liêu chính dân thấy thế trực tiếp ngăn ở tô nhân trước mặt, ngay sau đó từ trên người móc ra một phần tư liệu tới, ném tới rồi lâm gia quốc trên người. Ngươi thật khi chúng ta trong tay không có các ngươi nhược điểm sao? các ngươi chính mình nhìn xem. Lâm gia quốc tiếp nhận tới vừa thấy, người tức khắc tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Khi mặt trên rõ ràng đem lâm gia điều tra cái đế hướng lên trời, từ phụ thân hắn kia đồng lứa mạo danh đỉnh nhân công làm, đến lão đại hai vợ chồng xâm chiếm nhà nước tài sản, lại đến hai cái nhi tử hiện giờ ở trong xưởng trộn lấy trong xưởng đồ vật đều thình lình ký lục ở thượng. Một cái một cái viết đều phi thường rõ ràng, liền thời gian đều có. Lão đại tiếp nhận tới vừa thấy, người cũng dọa trợn tròn mắt lập tức liền đem lão bà tử từ trên mặt đất kéo lên. Nương, ta xem hôm nay sự liền thôi bỏ đi, chúng ta về nhà đi. Liêu chính dân thờ ơ lạnh nhạt này người một nhà trò khôi hài, về nhà. Về sau còn tới sao? Lão đại gia vội vàng xua tay, không tới, không bao giờ tới, ngài yên tâm, trở về ta liền xem trọng lão nương cùng lão nhị, tuyệt đối không cho bọn họ lại qua đây tìm các ngươi phiền toái. Còn dám uy hiếp đòi tiền sao? Không dám, không dám, trở về chúng ta liền đem tiền đánh trở về còn cho các ngươi thành tạm thời lại tin tưởng các ngươi cuối cùng một lần nếu không liêu chính dân nói còn chưa nói xong lão đại gia tứ khẩu người đã phân biệt giá lão bà tử cùng lâm gia quốc ra cửa tuyệt đối không có tiếp theo nhìn lâm gia người vừa lăn vừa bò mà rời đi tô nhân đáy lòng miễn bàn nhiều vui sướng giải quyết xong bên này sự hai người liền chuẩn bị cùng nhau hướng trong nhà đuổi lúc này khách khứa đều đã ai về nhà nấy Tô Gia dư lại toàn bộ đều là người một nhà. Thấy hai người trở về, mọi người vội quan tâm hỏi Lâm Gia bên kia sự xử lý đến thế nào. Tô Nhân không nghĩ ở hôm nay tốt như vậy nhật tử đề như vậy nhiều Lâm Gia sự, liền đại khái nói cho đại gia, Lâm Gia người đã trở về. Lại cùng lão đại hai vợ chồng dặn dò, làm cho bọn họ về sau không cần lại phản ứng Lâm Gia quốc, ngàn vạn không cần ngớ ngẩn lại đi cho hắn hối tiền. Lâm Vọng Đông ăn một lần mệt, đã sớm hối hận đến không được, vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới vội ban ngày, mọi người đều có chút mệt mỏi. Hơn nửa chạng vạn thời điểm trong nhà còn muốn tới người lại đây nháo động phòng, cho nên thừa dịp buổi chiều này một chút công phu, chạy nhanh làm đại gia từng người trở về phòng đi nghỉ ngơi. Cô ý đối ban ngày phát sinh sự tò mò không thôi, đặc biệt là thấy cô nhân trên mặt biểu tình, càng thêm kiên định nơi này khẳng định là có cái gì chuyện xưa. Này hai vợ chồng gần nhất thần thần bí bí, vốn dĩ liền không thích hợp, khẳng định là đã sớm biết lâm gia có chuyện gì. Hơn nữa tô nhân trở về lúc sau, trên mặt là rõ ràng là dương mi thổ khí sản khoái. Liền một người lén lút đi hỏi nàng. Tô nhân bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, cái gì đều không thể gạt được ngươi, lớn bụng cũng không chê mệt, còn không chạy nhanh đi nghỉ ngơi. Tô ý bị câu đến tim gan cồn cào, vội ôm tô nhân cánh tay làm nũng nói, mẹ, ngươi liền nói cho ta sao. Tô nhân vô pháp, chỉ phải đem chính mình cùng liêu chính dân điều tra, theo sau lại một khối đi bệnh viện tìm hai người nói chuyện, còn có hôm nay ghế lô phát sinh sự đều nói cho nàng. Tô ý nghe xong lúc sau thẳng hô đã ghiền, không được hoàng mỹ mà chính là chính mình không có thể đương trường nhìn đến náo nhiệt. Tô nhân bất đắc dĩ mà nhéo nhéo nàng cái mũi, ngươi à, bây giờ còn có tâm tình xem náo nhiệt, lập tức liền đến dự tính. Ngày sinh, ngươi muốn đem sở hữu tâm tư đều đặt ở thân thể của mình mặt trên, nếu là có cái gì không thoải mái, nhất định phải kịp thời nói cho mẹ, biết không? Tô ý ừ một tiếng, biết rồi hôm nay bụng hai đứa nhỏ đều rất ngoan dù sao hôm nay là không có khả năng sinh ta còn tưởng buổi tối đi theo đi nháo động phòng xem náo nhiệt đâu tô nhân kiên quyết không đồng ý tuyệt đối không được nháo động phòng như vậy nhiều người mọi người đều không nhẹ không nặng vạn nhất nếu là chạm vào khái nhưng làm sao bây giờ ta biết chính là tô ý không phải không biết nặng nhẹ thật sự là lâm thư thư cùng liễu phương lâm đều là nàng bạn tốt nếu là không đi tương đương đời này cũng chưa cơ hội thấu hai người náo nhiệt nếu không như vậy ta làm cận xuyên bồi ta ở bên ngoài xem sẽ náo nhiệt, hai chúng ta cách khá xa xa, tuyệt đối không tiến lên. Tô nhân lần này quyết tâm, kiên quyết không đồng ý. Ngươi cũng mệt mỏi một ngày, buổi tối ngươi vẫn là đãi ở trong phòng, nào cũng không cho đi, chờ ngươi hài tử sinh hạ tới, ngươi tưởng như thế nào xem náo nhiệt mẹ đều mặc kệ ngươi. Tô ý bất đắc dĩ mà nhún vai, hành đi, đều nghe mẹ nó. Trời tối lúc sau, tô ý một người nằm ở trong phòng, nghe bên ngoài vô cùng náo nhiệt động tĩnh, thật là buồn bực. Chu Cận Xuyên đứng ở bên cửa sổ, một hồi cho nàng hội báo hạ gần nhất tiến triển. Tô ý bất đắc dĩ mà xua xua tay, nếu không chính ngươi đi xuống xem đi. Ta một người ở trên giường nằm sẽ. Tổng không thể nàng không có phương tiện, liền đem Chu Cận Xuyên kia phân xem náo nhiệt quyền lợi cũng cấp tước đoạt. Nào biết Chu Cận Xuyên trực tiếp kéo lên mành, kỳ thật cũng không có gì đẹp, chúng ta phía trước động phòng thời điểm cũng đều trải qua quá, ta xem đều là một cái dạng. Tô ý nhấp môi cười cười, Chính mình cùng xem người khác náo nhiệt có thể giống nhau sao, lại nói tam ca hắn bên kia khẳng định náo nhiệt lời nói mới nói được một nửa, tô ý đột nhiên đỡ bụng ai ra một tiếng, kia trận thế rõ ràng như là đau sốc không? Chu Cận Xuyên cũng bị nàng hoảng sợ, vội vàng ngồi sổng xuống bắt tay đặt ở trên bụng, làm sao vậy? Hài tử lại đá ngươi Tô ý cười khổ cười, chỉ sợ là không có đơn giản như vậy, phỏng chừng hai hài tử cũng muốn nhìn náo nhiệt, đây là muốn ra tới Chu Cận Xuyên vừa nghe trên mặt tức khắc hiện lên một chút hoảng hốt. Trong đầu còn bay nhanh mà nhớ tới phía trước lặp lại ở trong đầu tập luyện quá sinh sản diễn tập. Vội vàng hỏi nàng hay không có thấy hồng hoặc là phá thủy, xác nhận xong không có, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tức phụ, ngươi trước nằm bất động, ta đi trước kêu mẹ đi lên, sau đó chúng ta thu thập chuẩn bị đi bệnh viện. Tô ý ừ một tiếng, vội vàng kéo lại hắn, ngươi đừng lộ ra, liền cùng mẹ một người nói thì tốt rồi, mọi người đều ở nháo động phòng, đừng ở chỗ này cái mấu chốt thượng quấy rầy bọn họ, dù sao hài tử một chốc một lát sinh không ra. Chu Cận Xuyên ừ một tiếng, vội vàng đi xuống lầu tìm Tô Nhân đi lên. Tô Nhân vừa nghe nữ nhi muốn sinh, sợ tới mức khoảng không chọn lộ, vội vàng làm liêu chính dân đi trước phát động xe, ngay sau đó bay nhanh hướng trên lầu Tô Ý phòng ngủ chạy tới. Mẹ, ngươi đừng có gấp, ta hiện tại chính là bình thường đau từng cơn, các ngươi trước đem mang đi bệnh viện đại sản bao lấy thượng. Chờ hai người thu thập thứ tốt, vừa lúc đuổi kịp nàng lần thứ hai đau từng cơn. Tô ý nhìn thoáng qua thời gian, không sai biệt lắm ở 15 phút, khoảng cách còn sống sớm. Nàng vốn định ở trong nhà trước quan sát hạ lại nói, nhưng là tô nhân cùng chu cận xuyên đã thiếu kiên nhẫn. Mẹ, chúng ta vẫn là đi bệnh viện đi, có bác sĩ cùng hộ sĩ ở yên tâm chút. Tô nhân ngữ khí cũng có chút loạn, đúng đúng đúng, vẫn là sớm chút đi bệnh viện, buổi tối trên đường chậm trễ đâu, lại nói ngươi đây là song thai, không thể đại ý. Chương 478 lần đầu tiên đương phụ thân có thể lý giải tô ý vốn dĩ không nghĩ quấy rầy đại gia, nhưng là chờ ba người xuống lầu thời điểm, này động tĩnh vẫn là đem mọi người đều cấp kinh sợ. Tiểu ý đây là làm sao? Vậy, có phải hay không muốn sinh? Trầm một tiếng, đại gia toàn bộ đều chạy ra xem nàng. Lần đầu tiên sinh hài tử, liền gặp phải nhiều người như vậy vây xem, tô ý cũng rất ngượng ngùng. Ta không có việc gì, chúng ta đi trước bệnh viện, các ngươi tiếp tục dù sao nàng sinh hài tử cũng không dùng được nhiều người như vậy chiếu cố có chu cận xuyên cùng tô nhân bồi nàng đi liền đủ rồi lời tuy nhiên là nói như vậy nhưng là đại gia đối tô ý lần này song thai đều phá lệ cẩn thận nghe nói nàng muốn sinh mấy cái ca ca tẩu tử đều gấp đến độ vội vàng xông tới chúng ta một khối đi bệnh viện mau hạo nam ngươi đem xe khai thượng từ đang cùng diêu ngọc phương hai người một cái là bác sĩ một cái là hộ sĩ hai người vội vàng vội thượng tô ý xe đi xem xét tình huống của nàng Cô Gia Sơn cũng tức khắc loạn thành một nồi cháo, trong lúc nhất thời, mọi người đều muốn đi theo đi bệnh viện. Tô Ý thấy trường hợp này cũng dọa trợn tròn mắt, vội vàng ngồi dậy hướng ngoài cửa sổ hô, làm đại tẩu nhị tẩu cùng mẹ bồi ta, các ngươi những người khác nên làm gì nên cái gì, đặc biệt là tam ca cùng tứ ca, hôm nay các ngươi kết hôn, cũng đừng lăn lộn hướng bệnh viện chạy. Chờ ngày mai lại đến xem ta. Ta đây là sinh hài tử, không phải đi đánh lan, các ngươi đều đi cũng vô dụng. Các ngươi ngàn vạn đừng tới, bằng không ta còn muốn nhọc lòng các ngươi. Giọng nói lạc, vừa lúc đuổi kịp lần thứ ba đau từng cơn. Không đau thời điểm, tô ý cảm giác chính mình cùng bình thường không hai dạng, nhưng là này đau từng cơn gần nhất, người liền lập tức đau đến nói không nên lời lời nói, chỉ có thể nhắm mắt sau này dựa vào chỗ tựa lưng thượng giảm bớt. Chu Cận Xuyên gấp đến độ vội vàng khởi động xe, chuẩn bị lập tức xuất phát đi bệnh viện. Tô Nhân ngồi ở ghế phụ, Diêu Ngọc Phương cùng từ đang một bên một cái trong chừng tô ý, sấn không đau thời điểm, nhắc nhở nàng một hồi sinh sản khi những việc cần chú ý. Đau thời điểm liền hít sâu, điều chỉnh tốt chính mình hô hấp, ngàn vạn đừng chính mình rối loạn. Một hồi liền nghe bác sĩ chỉ huy, nàng làm ngươi dùng sức thời điểm liền dùng lực. Mẹ, đại sản đồ vật đều mang lên sao? Tô nhân giờ phút này đang ở đếm trên đầu ngón tay số chính mình đồ vật mang không mang tề, nghe hai người hỏi vội vàng lên tiếng. Đều mang theo, hỏng rồi. Quên nói cho Lam tỷ bọn họ một tiếng. Chu Cận Xuyên giờ phút này cũng ngồi nghiêm chỉnh, đôi tay nắm chặt tay lái, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Sợ trên đường một cái sóc nảy làm đau tô ý, nghe thấy mẹ vợ mở miệng, hắn liền đầu cũng không dám chuyển, trực tiếp trả lời, đừng lo lắng, một hồi tới rồi bệnh viện trước dàn xếp hảo tiểu ý, ta lại gọi điện thoại về nhà nói một tiếng. Cũng hảo, tới kịp, tới kịp. Nói xong, lại vội quay đầu đi xem tô ý, tiểu ý, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Còn khó chịu không? tô ý mới vừa trải qua quá một lần đau từng cơn hơi chút có chút suy yếu bất quá vẫn là thản nhiên mà cười nói mẹ ngươi đừng như vậy khẩn trương thả lỏng điểm ngươi chính là đều sinh quá năm cái hài tử tô nhân thở dài mẹ nhưng không sinh quá song thai này không phải sợ hãi sao đừng sợ ngươi liền tưởng a à, lập tức ngươi chính là hai đứa nhỏ bà ngoại sinh hạ tới có ngươi nhọc lòng thời điểm thừa dịp hiện tại hảo hảo thả lỏng thả lỏng tô nhân biết nữ nhi đây là ở cố ý nói dẫn đậu nàng vui vẻ chính là này sẽ nàng thật sự cười không nổi chu cận xuyên cũng là giống nhau tuy rằng đã nhập thu buổi tối bên ngoài càng là có chút lạnh căm căm nhưng này sẽ hắn cả người đều mau ướt đẫm trên trán cũng vẫn luôn ở đổ mồ hôi trong lòng bàn tay cũng tất cả đều là hãng mỗi khi tôi ý kêu trên thời điểm hắn cảm giác chính mình cả người cũng đi theo đau lên dọc theo đường đi miễn bàn cỡ nào dày vò rõ ràng là lại quen thuộc bất quá một đoạn đường hôm nay lại có vẻ phá lệ xa lạ phá lệ dài lâu thật vất vả tới rồi bệnh viện, Chu Cận Xuyên bay nhanh chạy xuống xe sau liền vội thật cẩn thận mà đem người cấp ôm ra tới. Tô Ý kéo hắn một phen, phát hiện hắn đầy tay tâm đều là hãng, nhịn không được đau lòng, không cần ôm, ta hiện tại có thể đi, thật không có việc gì. Nói, liền chậm rãi xuống đất bắt đầu đi rồi lên. Bốn người trước sau đỡ một đường vào phòng sinh, Chu Cận Xuyên tay đã có chút run nhẹ nhẹ. Đại tẩu, ta có thể đi vào sao? Không được, đừng nói ngươi ta cũng không thể đi vào, không có việc gì, yên tâm đi. Chu Cận Xuyên khẩn trương mà nhìn thoáng qua tô ý, lão bà, ta ở bên ngoài chờ ngươi, có chuyện gì làm hộ sĩ kêu ta. Tô ý thấy hắn sắp khóc, vội cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, yên tâm đi, lão Chu, không có việc gì, ta đều chuẩn bị hảo. Chô Cô Lết cùng tham phiến đều mang lên sao? Ân, mang theo, đừng lo lắng. Nói, tô ý liền phải hướng phòng sinh đi. Chu Cận Xuyên đôi tay rũ ở hai sườn, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn tô ý rời đi bóng dáng. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm giác hoảng hốt đến không được. Tiến vào sau, tình huống bên trong hắn nhìn không tới, vạn nhất có nguy hiểm làm sao bây giờ. Tô ý tiến vào sau quay đầu lại nhìn hắn một cái, cười cùng hắn sau một cái ok thủ thế, ở bên ngoài chờ ta. Chu cận xuyên hốc mắt đỏ lên, còn không có mở miệng, hộ sĩ đã đem đại môn cấp đóng lại, được rồi, các ngươi đều ở bên ngoài bên cạnh chờ xem. Chờ phòng sinh môn một quan, Chu Cận Xuyên trực tiếp dựa vào chân tường ngồi xổm xuống dưới, một bước cũng không nghĩ dịch. Tô Nhân thấy hắn này sẽ cũng vô tâm tình, liền vội vàng đi trước hộ sĩ đài cấp Chu gia bên kia gọi điện thoại. Điện thoại mới vừa quải xong, hành lang liền phần phật tới một đám người. Nhìn kỹ, thế nhưng là lão đại lão nhị, còn có lão tam lão tứ hai vợ chồng, hơn nữa liêu chính dân đều tới. Các ngươi như thế nào đều tới? Mọi người đều không yên tâm. Ở trong nhà cũng là ngồi không được, liền tới đây nhìn xem tiểu ý thế nào? Mới vừa tiến phòng sinh, hiện tại còn không có động tĩnh đâu, ta mới vừa cấp chu gia đánh quá điện thoại. Một lát sau, không chờ phòng sinh truyền đến động tĩnh, Chu gia bên kia cũng đều hấp tấp đuổi lại đây. Triệu. Lam vừa thấy Chu Cận Xuyên ngồi sổn trên mặt đất chật vật bộ dáng, đống giác trước mắt tối sầm, bị Chu Hoàng Nghĩa một phen đỡ lấy lúc này mới không ngã xuống. Tiểu ý không có việc gì đi. Tô nhân cũng bị nàng hoảng sợ, không có việc gì a, à, hảo hảo, mới vừa tiến phòng sinh không bao lâu, còn không có động tĩnh. Triệu Lam vỗ vỗ bùng bùng tim đập, kia chết hài tử như thế nào ngồi sổn ở cửa như vậy chật vật, ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Tô nhân bị nàng đậu đến bất đắc dĩ cười, cận xuyên là khẩn trương, lần đầu tiên đương phụ thân, có thể lý giải. Tiểu võ ấm áp ấm như thế nào cũng tới. Ngày mai không phải còn muốn đi học sao? Ai, hai người bọn họ không yên tâm, một hai phải đi theo một khối lại đây nhìn xem, ấm áp khóc lóc muốn tới, ta cũng không có biện pháp. Tô nhân dương mắt vừa thấy, lão gia tử cũng tới. Phỏng chừng cũng là không yên tâm. Nhiều người như vậy đều đứng ở hành lang cũng không phải biện pháp, tô nhân vội vàng tiếp đón làm mọi người đều phân tán ngồi khai, không cần ảnh hưởng nhân gia hộ sĩ đi đường. Mặt khác lại dặn dò lão tam cùng lão tứ, đãi một hồi liền chạy nhanh mang tân tức phụ về nhà. Bằng không tân hôn đầu một đêm ở bệnh viện quá không thể nào nói nổi. Đại gia cũng đều biết đây là bệnh viện, không dám lớn tiếng ồn ào, sôi nổi ngồi xuống an tĩnh mà chờ. Chỉ có Chu Cận Xuyên một người tiếp tục ngồi canh ở phòng sinh ngoài cửa ven tường, một bước cũng không dám rời đi. Thẳng đến bên trong truyền đến hết thảm một tiếng, lúc này mới đột nhiên đứng lên. Sốt ruột mà bước nhanh đi tới đi lui. Thẳng đến có hộ sĩ từ bên trong đi ra, lúc này mới vội vàng tiến lên truy vấn, hộ sĩ, vừa rồi kêu có phải hay không ta tức phụ. Người nọ tức giận mà nhìn hắn một cái, người tức phụ tên gọi là gì? Tôi ý. Không phải nàng. Ngươi người này như thế nào liền ngươi tức phụ thanh âm đều nghe không hiểu, ngươi tức phụ hảo đâu, hiện tại đang ở phòng sinh bên trong một bên ăn chocolate một bên tán bước. Chương 479 rốt cuộc sinh lúc này trong phòng sinh. Tô. Ý đích xác chính một bên tán bước, một bên ăn chocolate. Tản bộ là vì một hồi càng dễ dàng sinh, ăn chocolate là vì cho chính mình bổ điểm thể năng. Vừa đến đau từng cơn đột kích, nàng liền chạy nhanh ngồi trở lại trên giường, bắt đầu điều chỉnh hô hấp. Chờ đau từng cơn kết thúc, khoảng một chút lại tiếp tục xuống giường đi lại. Nằm nàng bên cạnh nữ nhân, đã nằm ở trên giường ai da mười mấy tiếng đồng hồ, hài tử còn không có phát động, người cũng kêu không kính. Bác sĩ làm nàng học học tô ý xuống dưới đi một chút, nàng còn không muốn. Tô ý hảo ý cho nàng đồ vật ăn, cũng bị nhân gia cấp cự tuyệt. Nếu không cảm kích, nàng cũng lười đến khuyên nhiều, liền kiên trì dựa theo bác sĩ chỉ huy chính mình một người đi thẳng đến đau từng cơn một lần sau một lần đoạn, đau đớn một lần sau một lần cường, lúc này mới dừng lại nằm trở về trên giường. Bác sĩ kiểm tra qua đi chính thức tuyên bố, lập tức liền phải sinh. Phía trước thực thuận lợi, chờ tiếp theo nhất định phải cố lên. Tô ý vui mừng quá đổi, vội vàng nghe lời gật gật đầu, làm ơn bác sĩ. Tưởng tượng đến trên ngựa liền phải nhìn thấy hai đứa nhỏ, tô ý đột nhiên đánh đáy lòng trào ra một trận kích động cùng hưng phấn ra tới. Cũng không biết chờ đợi nàng cùng chu cận xuyên, rốt cuộc là hai cái nữ nhi vẫn là hai cái nhi tử. Nào biết bụng một phát động, khi đau đớn quả thực so vừa rồi phóng đại mười mấy lần. Hơn nữa là thổi quét toàn thân, đau tới rồi khung phùng. Cô ý chạy nhanh sườn mặt uống một ngụm đặt ở bên cạnh linh tuyền thủy, thoáng giảm bớt một lát, nhưng là thực mau lại vô dụng. Vừa rồi đau từng cơn thời điểm, rõ ràng thực dùng được. Này sẽ đừng nói hít sâu, đau thời điểm liền như thế nào hô hấp đều đã quên. Cô ý vừa rồi vẫn luôn chịu đựng không hô lên tới, Hiện giờ là thật sự nhịn không được, trực tiếp lớn tiếng hô lên, a à này một tiếng, đem bên cạnh sản phụ cấp sợ tới mức chết khiếp. Như vậy có thể những người đều đau thành như vậy, nàng một hồi còn có mệnh sinh. Bác sĩ, bác sĩ, ta không sinh. Ta không sinh. Ta phải. Về nhà. Khi hộ sĩ vừa nghe, tức khắc tức giận mà nhìn nàng một cái, liền ngươi tình huống hiện tại, còn chỉ định muốn một hồi, muốn ta nói, ngươi liền cùng nhân gia học học, chạy nhanh đi một chút ăn một chút gì bằng không một hồi không sức lực giọng nói lạc bên cạnh tô ý lại hô một tiếng ra tới a đau chết mất này một tiếng liền ngoài cửa chu cận xuyên đều nghe được sợ tới mức hắn một cái giật mình đứng lên là tiểu ý tiểu ý nói nàng đau nói xong chu cận xuyên vội vàng đi diêu ngọc phương đại tẩu ngươi nghe được không vừa rồi tiểu ý vẫn luôn không kêu hiện tại đột nhiên kêu đi lên diêu ngọc phương vẻ mặt bình tĩnh đây là chuyện tốt thuyết minh nàng muốn bắt đầu sinh thấy chu cận xuyên như vậy khẩn trương nàng lại nhiều lời một câu an ủi nói không có việc gì yên tâm đi sinh hài tử nào có không kêu hô lên tới cũng có thể giảm bớt đau đớn chu cận xuyên khẩn trương mà chà sát tay ngoài miệng nói vậy là tốt rồi Đấy lòng lại bất ổn không có đế hắn tức phụ không phải như vậy kiều khí vừa rồi trên đường đau từng cơn thời điểm cũng chỉ là kêu trên hai tiếng hỏi nàng có đau hay không nàng đều nói còn hảo hiện giờ nàng trong thanh âm lộ ra đau thuyết minh thật là đau cực kỳ. Chu Cận Xuyên giờ phút này như là kiến bò trên chảo nóng giống nhau, phòng sinh bất luận cái gì rất nhỏ động tĩnh đều như là một phen thanh đao tử hướng hắn ngực thượng trác. Đại tẩu, ta thật không thể đi vào sao? Không được, bệnh viện quy định không cho nam đồng chí tiến phòng sinh, hơn nữa phía trước cũng không ai đi vào, lại nói bên trong còn có khác sản phụ đâu. Thấy Chu Cận Xuyên này sẽ đã dần dần không có lý trí, Diêu Ngọc Phương tâm một hoành, như vậy đi, ta đi thắt thắt quan hệ hỏi một chút xem, có thể hay không làm ta đi vào. Ta đi vào ngươi tóm lại yên tâm đi. Yên tâm yên tâm, làm ơn đại tẩu. Không bao lâu, Diêu Ngọc Phương liền thay tiêu quá độc quần áo đi vào phòng sinh. Tuy rằng nàng mang khẩu trang, nhưng Tô Ý vẫn là liếc mắt một cái liền. Nhận ra tới, đại tẩu, sao ngươi lại tới đây? Diêu Ngọc Phương vừa đến trước mặt, vội vàng hỏi bác sĩ tình huống của nàng, biết được hết thảy thuận lợi, liền đem treo tâm tạm thời thả xuống dưới. Còn không phải nhà ngươi vị kia ở bên ngoài cấp điên rồi ta sợ hãi hắn một hồi muốn xông vào phòng sinh chỉ cần thế hắn tiến vào nhìn xem ngươi tôi ý lúc này đã có chút suy yếu liền bài trừ một tia cười tới hắn là quá khẩn trương nói liền lại vội làm diêu ngọc phương cầm thủy cho nàng kêu ngay sau đó lại hàm một mảnh tham phiến ngay sau đó đau từng cơn lại lần nữa đột kích đại tẩu như thế nào sinh hài tử như vậy đau a à? bình thường ngươi đau thời điểm liền hô lên tới đừng đè nặng tới nắm tay của ta, tô ý đau dưới đáy lòng thẳng kêu nương là chính mình kinh địch, linh tuyền thủy đều căn bản vô dụng. a à đại tẩu, ta không bao giờ tưởng sinh. diêu ngọc phương cười cho nàng lau mồ hôi, yên tâm đi, một lần sinh hai cái còn chưa đủ a, à? tưởng sinh cũng không có lần sau. không thể không nói, có thân nhân ở bên cạnh, tô ý cảm giác an tâm rất nhiều. cố lên, nỗ nỗ lực, lập tức liền phải thấy hài tử đầu. đại gia hỏa đều tới đều ở bên ngoài cho ngươi cố lên đâu, tiểu ý lại nổ đem kính. tô ý đau đến nước mắt đều phải ra tới, cảm giác linh hồn của chính mình lập tức liền phải từ trong thân thể rút ra đi ra ngoài. đau đớn cảm giác làm nàng đại não xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống, cũng đột nhiên làm nàng có chút sợ hãi lên. chính mình lúc trước không thể hiểu được ngao cái đêm liền tới rồi, này sẽ chính mình có thể hay không đột nhiên lại trở về a? À? nàng nhưng không nghĩ trở về, nàng tưởng lưu lại nơi này, nghĩ vậy. Tô ý tức khắc đem chính mình như đi vào cõi thần tiên ý thức cấp thu trở về, mạnh mẽ đem chính mình lý trí cấp kéo lại. Thế giới này có như vậy ái nàng người, như vậy nhiều quan trọng người, nàng liền tính dùng hết toàn lực cũng muốn lưu lại. Như vậy nghĩ, tô ý đột nhiên một dùng sức, đột nhiên cảm giác dưới thân một nhẹ, có cái đồ vật từ trong cơ. Thể rớt xuống dưới. Ngay sau đó, một tiếng to lớn vang dội khóc nỉ non thanh tức khắc vang lên. Tiểu ý, sinh, là cái nam hài. Tô ý đáy lòng hoảng hốt, Nam Hài. Xong rồi, sẽ không thật sự hai cái đều là nhi tử đi. Này nhưng làm sao? Còn có một cái đâu? Còn ở bụng, lập tức liền ra tới, lại nổ nỗ lực. Tôi ý muốn chết tâm đều có, người khác sinh một cái liền kết thúc, nàng còn muốn một lần nữa lại đến một lần. Cũng may nàng hiện tại đã đau chết lặng, không cảm giác được đau. Đại tẩu, cho ta đút miếng nước, còn có tham phiến. Tôi ý một bên uống nước một bên hứa nguyện, ông trời phù hộ, cấp cái nữ nhi đi, tuy rằng ta biết này có chút làm khó người khác, nhưng là làm ơn. Nếu thật sự sinh hai cái nhi tử, không riêng chu cận xuyên đầu đại, nàng đầu lớn hơn nữa. Phía trước ở trong bụng liền như vậy làm ầm ĩ, về sau trưởng thành còn phải. Chương 480 trong mộng mới biết ta là ta tô ý một bên cầu nguyện, một bên dùng hết toàn lực lại lần nữa dùng sức lần này nhưng thật ra ngoài ý muốn thuận lợi. Tô ý cảm giác thân mình hoàn toàn nhẹ xuống dưới, Nghe được đại tẩu nói nữ hài hai chữ khi, liền yên tâm mà nhắm hai mắt lại. Nàng cảm giác chính mình mệt mỏi quá buồn ngủ quá, mí mắt thật sự là không mở ra được, liền mơ màng mà đã ngủ. Tô ý làm một cái cực kỳ dài dòng mộng. Trong mộng, mới vừa sinh hạ tới không bao lâu nàng bị một cái phụ nhân cấp bắt cóc, đưa đến Tây Bắc một cái xa xôi sơn thôn. Ở nơi đó, nàng nhận hết dưỡng phụ mẫu ngược đãi, còn có ba cái giả ca ca khi dễ. Sau lại, linh hồn của nàng lại thổi đi hiện đại nàng ở nơi đó cô đơn lại an ổn mà qua mười mấy năm thẳng đến lại lần nữa trở về gặp được chu cận xuyên mãi cho đến nàng sinh hạ hai đứa nhỏ linh hồn không biết như thế nào lại đi hiện đại tô ý hỏng mất mà la to vẫn luôn đang tìm kiếm chu cận xuyên cùng hài tử còn có nàng mọi người trong nhà lại như thế nào cũng tìm không thấy sau lại nàng đụng phải một cái cùng chính mình lớn lên giống nhau như đúc cô nương tên nàng cũng kêu tô ý nàng vội vàng ý thức nói này khả năng chính là thay thế nàng ở qua đi sinh sống mười mấy năm nguyên chủ liền vội vàng hỏi nàng có nguyện ý hay không vĩnh viễn cùng chính mình trao đổi đi xuống đối phương chỉ là hướng về phía nàng cười cười ta vốn dĩ chính là ngươi ngươi cũng là ta a à. đến đây tô ý mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai vẫn luôn là nàng chính mình nàng chính là tô ý tô ý chính là nàng mẫu thân cùng bốn cái ca ca cũng thật đánh thật là nàng thân nhân biết rõ ràng điểm này sau Tô Ý bỗng nhiên liền nghe thấy được có người ở gọi tên nàng. Thanh âm kia mờ mịt xa xôi, nhưng nàng vẫn là lập tức nhận ra tới, đây là Chu Cận Xuyên thanh âm. Là Chu Cận Xuyên ở kêu nàng. Tô Ý theo thanh âm kia vẫn luôn chạy, vẫn luôn chạy, rốt cuộc càng ngày càng rõ ràng. Nàng nỗ lực tưởng mở to mắt, lại như thế nào cũng không mở ra được, thẳng đến một đôi ấm áp bàn tay to phúc ở nàng trên mặt, lúc này mới rốt cuộc như là giải khai giam cầm, chậm rãi mở mắt. Cận Xuyên một mở miệng, Tô Ý nước mắt trước rớt, rớt xuống dưới. Chu Cận Xuyên vừa thấy nàng khóc, tức khắc cũng đỏ hốc mắt, làm sao vậy? Có phải hay không trên người còn đau? Vẫn là nơi nào không thoải mái? Tô Ý tức khắc nín khóc mỉm cười, hiện tại còn hảo, nhưng phía trước đau chết mất, về sau không bao giờ sinh. Chu Cận Xuyên một hơi nói mấy cái hảo hảo hảo, nắm lấy tay nàng hống nói, không sinh không sinh. Hắn cũng cũng không dám nữa sinh. Vừa rồi từ phòng sinh ra tới thời điểm, hắn thấy Tô Ý hôn mê qua đi, còn tưởng rằng là ra chuyện gì. Sợ tới mức hắn ôm khóc ra tiếng. Cuối cùng vẫn là hộ sĩ ghét bỏ mà đem hắn kéo ra, làm hắn đừng quấy rầy sản phụ nghỉ ngơi, lúc này mới phát hiện tức phụ chỉ là mệt đến ngủ đi qua. Hai người dựa gần nỉ non hai câu, tôi ý dần dần tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện hai đứa nhỏ đều không ở trong phòng trừ bỏ nàng cùng cận xuyên, còn lại người cũng chưa ở, liền vội truy vấn nói, hài tử đâu? Đại gia người đâu? Chu cận xuyên vội vàng đứng dậy, đúng vậy, ngươi còn không có gặp qua hài tử đâu. Đi, mẹ sợ sảo ngươi ngủ, đều ôm đến cách vách đi, ta đi tìm bọn họ trở về. Giọng nói lạc, không chờ Chu Cận Xuyên bước ra chân. Tô ý đã duỗi tay kéo lại hắn. Chu Cận Xuyên khẩn trương mà quay đầu lại nhìn nàng một cái, làm sao vậy? Tô ý nhàn nhạt mà xả ra một nụ cười, lão công, có ngươi ở thật tốt, các ngươi đều ở thật sự thật tốt quá. Vừa rồi nàng thiếu chút nữa liền cho rằng phải đi về, sẽ không còn được gặp lại đại gia hỏa, may mắn đã trở lại. Không có so này càng làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc. Chu Cận Xuyên kinh ngạc nhìn nàng một cái, ngay sau đó thẹn thùng mà cười cười, "Lão bà, có ngươi cũng thật hảo." Hắn tức phụ sinh xong hài tử như thế nào biến buồn nôn. Bất quá hắn thực thích. Một lát, Chu Cận Xuyên ôm cái hài tử đi đến. Ngay sau đó, Tô Nhân cũng ôm cái hài tử theo ở phía sau. Còn lại người nghe nói Tô Ý tỉnh, cũng đều đi theo tiếng vào xem nàng. Tô Ý thấy hài tử tới, vội chậm rãi đứng dậy, lại hỏi một lần, ta ngủ qua đi phía trước nghe đại tẩu nói là một cái nam hài một cái nữ hài. Không sai, đây là ta khuê nữ, đây là ta nhi tử, ngươi nhìn xem. Cô ý cao hứng mà ngẩng lên đầu hướng ôm trong chăn nhìn nhìn, ngay sau đó hướng tới chu cận xuyên nói dẫn nói, xin cái thứ nhất ra tới thời điểm, đại tẩu cùng ta nói lão đại là cái nam hài, lúc ấy ta liền vẫn luôn mặc niệm, tiếp theo cái cần phải cho ta tới cái nữ nhi, không nghĩ tới thật là nữ nhi, cái này hảo, bằng không hai nhi tử thật là muốn sầu chết. Chu Cận Xuyên do dự một chút, ngay sau đó mở miệng, tức phụ, nhưng ta cảm thấy ở trong bụng vẫn luôn đá ngươi đứa bé kia là ta khuê nữ. Tô ý sửng sốt một cái chất mắt, ngươi xác định. Không tin ngươi xem. Nói, Chu Cận Xuyên liền cởi bỏ ông bị làm tô ý đi xem, nhi tử này sẽ chính thành thành thật thật mà nằm ở bên trong, mà nữ nhi tuy rằng bị bao ở, nhưng là hai chỉ chân nhỏ còn vẫn luôn ở bên trong đá đâu. Tô ý vừa thấy, tức khắc không nhịn xuống phục cười. Xong rồi, là ta hiểu lầm ca ca, không nghĩ tới nhà chúng ta nghịch ngợm chính là khuê nữ. Về sau nhưng có người đau đầu. Chu Cận Xuyên bất đắc dĩ mà cười cười, ngay sau đó thâm tình mà nhìn thoáng qua tô ý, không có việc gì, mặc kệ là nghịch ngợm vẫn là thành thật, tức phụ cho ta sinh, ta đều hiếm lạ. Lời này vừa nói ra, mãn nhà ở vây xem người đều tức khắc cười ha ha lên. Không nghĩ tới Cận Xuyên ngày thường một cái thiết huyết tháo hán tử, đương phụ thân về sau còn biến buồn nôn không 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 ta cảm thấy không phải buồn nôn là ôn nhu càng thành thục đối mặt mọi người trêu ghẹo chu cận xuyên cũng không biện giải chỉ lo canh giữ ở mép giường xem hắn tức phụ cùng qua đêm qua trừ bỏ tân hôn lâm trạch tây hai vợ chồng cùng lâm lạp bắt hai vợ chồng đi về trước còn có chu lão chu hoàng nghĩa mang theo hài tử trở về nghỉ ngơi dư lại người toàn bộ đều lưu tại bệnh viện cũng may cách vách phòng bệnh vừa lúc không đại gia có thể thay phiên nghỉ ngơi cô ý này sẽ tỉnh lại sau cảm giác chính mình thân thể khá hơn nhiều nhìn mọi người đều là vẻ mặt mệt mỏi vây quanh chính mình liền vội vàng làm đại gia trở về nghỉ ngơi tranh đến cuối cùng triệu lam cùng tô nhân hai người đều tranh nhau lưu lại nào biết chu cận xuyên cũng mở miệng trực tiếp làm hai người đều trở về có ta ở đây ta sẽ chiếu cố các nàng nương ba triệu lam không tin liền ngươi ngươi có thể chiếu cố các nàng ba chu cận xuyên a một tiếng yên tâm đi, ta phía trước đi theo đại tẩu đều học qua, nên như thế nào chiếu cố ta biết, lại nói không phải còn có hộ sĩ cùng hộ công sao. Các ngươi đi về trước thu thập hạ, chờ nghỉ ngơi tốt lại đến. Tô nhân thấy thế liền gật gật đầu, kéo một phen triệu lam, thành, hiện tại nơi này cũng không có việc gì, chúng ta a à đi về trước thu thập hạ, lộng điểm cơm đưa lại đây. Triệu lam ừ một tiếng, cũng hảo, trở về ta cấp lộng cái canh đưa lại đây, cận xuyên, ngươi nhưng xem trọng lạc. Nói, Mấy người liền sôi nổi rời đi phòng bệnh. Người vừa đi, nguyên bản chen chút phòng bệnh cũng chỉ dư lại một nhà bốn người. Chu Cận Xuyên đem hài tử đặt. Ở tô ý bên cạnh, chính mình ở bên cạnh thủ này ấm áp yên lặng hạnh phúc. Lão bà, ngươi xem, ta nhìn nửa ngày, cảm thấy nghi tử nhất giống ngươi, nữ nhi tương đối giống ta. Tô ý cũng nhìn một hồi, ngay sau đó cười nói, đó là đương nhiên, mọi người đều nói nữ nhi giống ba ba, chính là này hăng hái tính tình giống ai đâu. Chu Cận Xuyên cũng không nghĩ ra, chẳng lẽ giống nàng tam cửu. Bất quá ta nghe nói lão gia tử tuổi trẻ thời điểm cũng là này tính tình. Lời này vừa nói ra, hai người đều buồn cười. Nào biết nằm ở ôm trong chăn hảo hảo nữ nhi qua đến một tiếng khóc. Chu Cận Xuyên hoảng sợ, vội vàng đứng dậy đi xem xét tả, này cũng không nước tiểu A, có phải hay không đói bụng. Phỏng chừng là, trước hướng điểm sữa bột đi. Phía trước ở Hồng Kông thời điểm, tôi ý không thiếu độn sữa bột, sao lại mang thai thời điểm. Liêu chính dân cũng nhờ người từ Hồng Kông mua không ít sữa bột trở về. Trong nhà hiện giờ nhất không thiếu chính là cái này. Chương 481 Kim bài nãy ba Chu Cận Xuyên đứng dậy đi phao sữa bột, một bên thí thủy ôm, một bên hồi tưởng phía trước đại tẩu giáo những cái đó. Sữa bột mới vừa phao đến một nửa, nhi tử cũng khóc lên. Chu Cận Xuyên bất đắc dĩ mà quay đầu lại cười cười, "Hảo hảo hảo, từng bước từng bước tới, trước cấp muội muội phao hảo, tiếp theo cái chính là của ngươi." Ngoài miệng nói không nóng nảy, nhưng là trên tay đã rõ ràng có chút lúng cuốn tay chân. Tô ý nhìn hắn một hồi hướng sữa bột, một hồi đi ôm hài tử, bận bận rộn rộn thân ảnh đột nhiên thoạt nhìn đặc biệt ấm áp. Hai đứa nhỏ ăn xong nãy liền nhắm mắt lại ngủ rồi. Tô ý vốn định làm chu cận xuyên cũng chạy nhanh đi mị một hồi, hắn chính là không chịu, chỉ ghé vào trên mép giường nhìn tức phụ cùng hai hài tử ngây ngô cười. Tô ý bất đắc dĩ mà cười nhìn hắn một cái, nếu không ngủ, vậy ngẫm lại hài tử gọi là gì đi. Phía trước Chu Cận Xuyên cùng Tô Ý hai người suy nghĩ rất nhiều dự phòng tên, cũng hỏi người trong nhà ý kiến. Nhưng là phía trước nghĩ đến đều là huynh đệ hai người hoặc là tỷ. muội hai người tương sấn tên. Long Phượng Thai tên thật đúng là không dám nghĩ tới. Hiện giờ sinh hạ Long Phượng Thai, phía trước tên liền không thích hợp, yêu cầu một lần nữa tưởng. Hai người suy nghĩ nửa ngày cũng không có vừa lòng, cuối cùng vẫn là tô ý chụp bản, tính, liền đem ngươi phía trước lấy thần an mở ra, một cái kêu thần thần, một cái kêu an an. Ta nhớ rõ ngươi nói hai người bọn họ là dịch tự bối, khi ca ca đại danh liền kêu chu dịch thần, muội muội liền kêu chu dịch an. Chu cận suy nghe xong đáy mắt sáng ngời, ngay sau đó nghi hoặc nói, ngươi cấp nữ nhi đặt tên kêu an an, là muốn cho nàng an tỉnh điểm. Tô ý nhìn thoáng qua an an, thấy nàng trong lúc ngủ mơ còn ở đá chân, nhìn không được cười nói, không phải, ta chỉ là cảm thấy quá văn tĩnh tên không thích hợp nàng, an an tương đối trung tính một ít. Chu cận suy nghe xong buồn cười, có đạo lý, này hai tên đều thực hảo, liền kêu cái này. Hai người vừa định tên hay, hai đối tân hôn vợ chồng liền chạy tới bệnh viện đưa cơm sáng. Nhìn thấy bốn người, tô ý còn thật ngượng ngùng, đêm qua không dọa đến các ngươi đi. Ai từng tưởng hài tử tuyển ở lúc ấy? Lâm Thư Thư cùng Liễu Phương Lâm ngạc nhiên mà nhìn nhìn hai hài tử, thật là long phượng thai A, lớn lên thật tốt nguyên bản chúng ta đêm qua đã bị nháo đến không được, này hai tiểu gia hỏa ra tới chính là cho chúng ta cứu ràng tới, Chúng ta cao hứng còn không kịp đâu." Lâm Trạch Tây cũng cười phụ họa, "Chính là, đứa nhỏ này lớn lên thật tuấn, ta như thế nào cảm giác có điểm giống ta đâu, tới, làm cửu cửu hiếm lạ hiếm lạ." Tô Ý cười trừng hắn một cái, "Muốn a, à, muốn chính mình sinh đi." "Đó là sớm muộn gì sự." Nói, Lâm Trạch Tây vươn ra ngón tay nhẹ nhàng ở hai hài tử trên mặt điểm điểm, "Ta trước đem các ngươi hai luyện luyện tập, đi theo Chu Cận Xuyên đồng chí học tập học tập như thế nào đương nãi ba." "Tới rồi giữa trưa" Triệu Lam cùng Tô Nhân tới đưa cơm đưa canh, nghe nói thần thần cùng An An này hai tên, cũng cao hứng mà tán thưởng. Chu Cận Xuyên đi theo ngao một đêm lại một cái buổi sáng, ăn qua cơm trưa về sau, Tô Ý khiến cho hắn đi về trước ngủ một hồi. Chu Cận Xuyên vẫn luôn thăng thăng chính mình không vây. Hắn thật là không vây, bất quá nghĩ đến buổi tối còn muốn gác đêm, khuyên bảo dưới đành phải chạy tới cách vách đi ngủ một hồi. Một giấc ngủ hai ba tiếng đồng hồ, người liền lại tỉnh tung tăng chạy tới xem hài tử, vừa rồi nghe được hài tử giống như khóc. Tô ý thấy hắn ở bệnh viện cũng ngủ không tốt, liền trộm trước cho hắn rót điểm linh tuyền thủy, chờ đến ngày mai xuất viện về nhà sau lại hảo hảo ngủ. Buổi tối, đại gia nguyên bản là tưởng lưu lại nơi này thay phiên gác đêm. Nhưng là tô ý cái thứ nhất không đồng ý, chu Cận Xuyên cũng thăng thăng chính mình một người là được. Hơn nữa hai đứa nhỏ đích xác cũng không thế nào khóc nháo, mọi người lúc này mới đáp ứng rồi xuống dưới, giúp đỡ đem tô ý cùng hai hài tử đều thu thập hảo, có thể làm đều làm. Lúc này mới rời đi. Tới rồi buổi tối, chu cận xuyên đem hai đứa nhỏ uy hảo nải hống ngủ sau, liền bắt đầu đi múc nước cấp tô ý lau mặt lau tay. Tô ý ngày hôm qua sinh hài tử thời điểm ra một thân hãn, tuy rằng đã sớm đã làm, nhưng là trên người như cũ cảm giác không dễ chịu. cận xuyên, ta tưởng đi vào tắm rửa một cái, trên người quá khó tiếp thu rồi. chu cận xuyên lo lắng nàng một người hành động không tiện, nàng nếu đi vào chính mình khẳng định muốn vào đi bồi kia thế tất cũng muốn mang lên hai đứa nhỏ cứ như vậy vạn nhất có bác sĩ hộ sĩ đi ngang qua cần phải giấu không được suy nghĩ một cái chớp mắt liền lại thất vọng hống nói nhìn một chút chờ ngày mai chúng ta xuất viện về nhà lại tẩy được không ta lại đi lộng điểm nước ấm trước cho ngươi lau lau tôi ý thấy hắn lo lắng cũng không hảo kiên trì liền gật đầu đáp ứng rồi hảo thấy nàng đáp ứng chu cận xuyên vội vàng đi đánh một chậu sạch sẽ nước ấm đồng thời đóng cửa cho kỹ cửa sổ. Bay nhanh mà giúp nàng lau hạ lại trong ổ chăn thay đổi thân sạch sẽ quần áo, ngàn vạn đừng cảm. Lạnh. Tuy rằng không có thể tẩy thượng tắm, nhưng là cọ qua về sau vẫn là thoải mái không ít, lão công, vất vả ngươi. Thấy nàng dễ dàng như vậy liền thỏa mãn, chu cận xuyên đáy lòng một mảnh mềm mại, lại cảm thấy đau lòng, ta không vất vả, lão bà ngươi mới là nhất vất vả, nếu không phải buồn nôn nói mới nói đến một nửa, hai hài tử lại khóc lên lại nên đổi tả. Tuy rằng vội một đêm không dám chợp mắt, nhưng là Chu Cận Xuyên trong lòng vẫn là thực vui vẻ. Ngày hôm sau, bác sĩ ra quá phòng cấp Tô Ý cùng thần thần An An làm kiểm tra, xác nhận có thể xuất viện. Tô Ý lúc này mới thở vào một hơi, hận không thể chạy nhanh về đến nhà đi. Hai ngày này, tới xem nàng người mang theo không ít trái cây cùng đồ hộp, trong nhà cũng ăn không hết nhiều như vậy, mang về lại trọng. Tô ý riêng dặn dò chu cận xuyên đem đồ vật cấp bác sĩ cùng các hộ sĩ phân xem như cảm tạ bọn họ mấy ngày này chiếu cố đại gia thu trái cây ra cửa thời điểm đều ra tới nhìn theo khoa phụ sản đã lâu không có gặp được long phượng thai hơn nữa tô ý tuổi còn trẻ lại làm sung túc chuẩn bị cho nên đại gia ấn tượng đều đặc biệt thâm bác sĩ cùng hộ sĩ càng là đem tô ý trở thành điển hình nói cho mặt khác sắp sắp sinh thai phụ nghe tô ý mới vừa cười cùng đại gia phất tay cáo biệt đột nhiên liền nghe thấy hành lang truyền đến một tiếng chu lên thanh, mấy người đều bị hoảng sợ, đây là làm sao vậy? Hộ sĩ thấy nhiều không trách, chính là lần trước ngươi ở phòng sinh gặp phải tên kia sản phụ, lúc ấy nàng nháo không chịu sinh, sau lại thật sự không có biện pháp, đành phải chuyển đi làm sinh mổ, này sẽ gây tê qua chính đau đâu. Tô ý cười gật gật đầu, chỉ cần mẫu thân hài tử bình an liền hảo. Nói xong, liền phất tay cáo biệt bệnh viện. Vừa ra đến trước cửa, Tô Nhân cho nàng mặc một cái riêng từ trong nhà mang đến vải nỉ áo khoác, còn cho nàng vây thượng khăn quàng cổ, mang lên mũ. Tô Ý kinh ngạc không thôi, rõ ràng chính mình sinh hài tử ngày đó còn rất nhiệt, như thế nào liền phải xuyên như vậy nhiều. Không biết còn tưởng rằng là mùa đông tới. Tô Nhân cười trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, làm ngươi xuyên liền ngoan ngoãn mặt vào, quay đầu lại nếu là trúng gió rơi xuống cái gì đau đầu trên người đau tật xấu có ngươi khó chịu. Tô Ý đành phải làm theo. May mắn gia trụ không xa, nhiệt liền nhiệt một hồi đi. Vì phương tiện chiếu cố tô ý, tô nhân riêng trước tiên đi tìm Triệu Lam thương lượng. Muốn cho tô ý lưu lại ở nhà mẹ để ở cử, phía trước tô ý vẫn luôn lưu lạc bên ngoài, nàng cái này làm mẫu thân vẫn luôn cũng không cơ hội hảo hảo chiếu cố nàng. Hiện giờ tô ý sinh hài tử, vừa lúc làm nàng cái này làm mẹ nó giúp đỡ chiếu cố chiếu cố. Trong nhà ta cấp an bài phòng cho khách, các ngươi nếu là nghĩ tới tới xem tùy thời lại đây, buổi tối trụ nhà của chúng ta cũng là giống nhau. Triệu Lam làm người khai sáng, lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hại, kia có cái gì, ngươi đây là giúp ta chia sẻ tử đâu, ba ngày ta lại đây cho ngươi phụ một chút, chỉ cần tô ý cùng bọn nhỏ hảo hảo liền thành. Chương 482 ở cửa ngồi xong một cái còn có một cái từ bệnh viện về đến nhà sau, tô ý cảm giác không gian lập tức liền rộng mở lên. Nào nào đều thoải mái. Nguyên bản nàng phòng ngủ chính là 2 mét giường lớn, hai đứa nhỏ nằm ở mặt trên vô cùng rộng mở. Chu Cận Xuyên còn mua hai trương giường em bé, một bên dựa vào phóng một cái, không bao giờ dùng giống ở bệnh viện như vậy tùy thời đều phải lo lắng đừng đè nặng hài tử. Từ bệnh viện ra tới sau, Tô Ý đã bị an bài nằm ở thoải mái trên giường lớn, trừ bỏ nải hài tử đậu hài tử, mặt khác cái gì cũng không cần động thủ. Liên tiếp nghỉ ngơi hai ngày, Bạch Miêu Miêu mang theo tạ tiểu quân một khối lại đây xem nàng. Chu Cận Xuyên bồi tạ tiểu quân ở bên ngoài ngồi. Bạch Miêu Miêu một người vào nhà cùng Tô Ý nói chuyện phím, mấy ngày hôm trước ở bệnh viện sợ người quá nhiều, hai ngày này lại sợ ngươi mới ra viện nghỉ ngơi không tốt, cho nên vẫn luôn không dám lại đây, ta nghe thư thư nói ngươi hai ngày này trạng thái càng ngày càng tốt. Lúc này mới chạy nhanh tới. Tô ý cười gật gật đầu, ngay sau đó hỏi nàng ám toán khi nào cùng tạ tiểu quân hồi Tây Bắc làm việc. Tạ tiểu quân bộ đội bên kia mới vừa xin nghỉ, chúng ta hai ngày này đem muốn mua đồ vật lấy lòng, hậu thiên sáng sớm liền xuất phát trở về. Bạn tốt muốn kết hôn, tô ý là phát ra từ nội tâm mà vì nàng cao hứng. Hơn nữa tạ tiểu quân vẫn là nàng cùng chu cận xuyên phía trước ở Tây Bắc thời điểm liền nhận thức, vẫn luôn đem hắn coi như đệ đệ xem. Khó được hai người kết hôn, cô ý đã sớm chuẩn bị hảo lễ vật, là nàng thác liêu chính dân làm người từ Hồng Kông mang đến một đôi biểu. Bạch miêu miêu tiếp nhận tới mở ra vừa thấy kia thẻ bài, lập tức liền hoảng sợ, này quá quý trọng, ta không thể thu. Cô ý nhấp môi cười cười, không phải xem ngươi mặt mũi cấp, là xem tiểu quân mặt mũi cấp tổng được rồi đi. Nhận lấy đi, nguyên bản chúng ta hẳn là muốn cùng các ngươi một khối trở về uống rượu mừng, chỉ là trước mắt không có biện pháp, ngươi không trách chúng ta liền hảo. Bạch miêu miêu hốc mắt nóng lên, hại, ngươi này không phải đặc thù tình huống sao. Chờ ngươi ra ở cử, chúng ta ở kinh thị đem bạn tốt đều kêu lên, đến lúc đó chúng ta lại vô cùng náo nhiệt mà ăn thượng một đốn. Khi hóa ra hảo, đúng rồi, tiểu quyên cùng các ngươi một khối trở về đi. Bạch miêu miêu ân ân gật đầu, ngay sau đó bác quái mà cười nói, trừ bỏ Tiểu Quyên, còn có một cái muốn đi theo chúng ta một khối lái xe trở về, ngươi đoán xem là ai. Tô Ý cười nhạo một tiếng, này có cái gì khó đoán. Khẳng định là Giang Sa Bái. Hai người lần này trở về là chuẩn bị thấy cha mẹ. Tô Ý ở tiệm cơm có từ tiểu cần cái kia nhãn tuyến, tự nhiên là cái gì không thể gạt được. Bạch Miêu Miêu kinh ngạc mà nhìn nàng một cái, quả nhiên là ta cuối cùng một cái biết đến, ta sao không biết bọn họ là khi nào ở bên nhau dù sao lần này hai người là nói trở về thương lượng kết hôn sự. Vậy các ngươi gia cũng là song hỷ lâm môn. Hai người trò chuyện một hồi, Bạch Miêu Miêu sợ chậm trễ tô ý nghĩ. Ngươi, liền đứng lên phải đi. Chờ chúng ta từ Tây Bắc sau khi trở về, lại qua đây xem ngươi. Hai ngày này, tô ý vẫn luôn bị mẫu thân ngăn đón không cho nàng tắm rửa, nói là sợ nàng cảm lạnh. Tô ý nhịn hai ngày, thật sự là nhịn không nổi. Hôm nay buổi tối thừa dịp hai đứa nhỏ ngủ say, Liền tính toán chính mình một người trộn đi trong không gian thống khoái tẩy một phen. Chu cận xuyên kẹp ở bên trong, một bên là tức phụ, một bên là mẹ vợ. Hắn cảm thấy hai người nói đều có đạo lý, nhưng tức phụ nói vẫn là càng quan trọng một ít. huống chi hắn cũng hỏi đại tẩu, chỉ cần là không chịu lạnh không trúng gió, tắm rửa thanh khiết vẫn là rất cần thiết. Vì thế, liền cũng lặng lẽ làm tô ý đồng lỏa Thừa dịp buổi tối đại gia ngủ say, trộn ở không gian giúp tô ý thiêu hai đại thùng linh tuyền thủy phía trước, hắn còn nhân lúc rảnh rỗi giúp tô ý ở trong không gian đáp cái nhà gỗ nhỏ, hơn nữa bên trong vốn dĩ chính là nhiệt độ ổn định không gió hoàn cảnh, chính hắn trước thử hạ, tắm rửa xong sau cũng không cảm thấy lạnh, liền yên tâm xuống dưới. Chờ hắn vội hảo điều hảo thủy ôm, liền ra tới kêu tô ý đi vào tắm rửa, chính mình đi xem hài tử đi. Tô ý rốt cuộc chờ đến giờ phút này, không nói hai lời liền lấy hảo tắm rửa quần áo thẳng đến nhà gỗ nhỏ. Chờ chân dẫm tiếng thao tắm, cả người phao tiếng thùng gỗ, cảm giác cả người lỗ chân lông đều thoải mái. Tô ý Mỹ tư tư mà phao một hồi, sau đó liền phát hiện thủy nhan sắc bắt đầu nổi lên biến hóa, thân thể như là ra một tầng bùng đen giống nhau. Loại tình huống này nàng phía trước chỉ có ở Chu Cận Xuyên bị thương thời điểm mới gặp được quá, chẳng qua không có hắn như vậy khoa trương. Cũng may bùng đen ra tới về sau, tôi ý cảm giác cả người đều uyển chuyển nhẹ nhàng không ít, xem ra không phải có vấn đề, mà là thân thể ở bài độc. Đương nàng đổi tiếng cái thứ hai thao tắm bắt đầu phao thời điểm, thủy nhan sắc đã không có biến hóa. Nhưng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể so với phía trước thoải mái không ít, miệng vết thương tự hồ cũng đang. Ở bay nhanh mà khép lại. Tô ý đối này biến hóa rất là kinh hỉ, chờ tẩy xong về sau, cả người từ nội đến ngoại đều vui sướng thoải mái thanh tân. Mặc cốt quần áo đi ra ngoài khi, Chu Cận Xuyên đã chuẩn bị hảo máy sấy cùng khăn lông. Chạy nhanh đem nàng tóc cấp một lần nữa lau một lần, kéo đến trong phòng tắm mặt đi làm khô. Hài tử vừa rồi không nháo đi không có, vẫn luôn ở ngủ, tẩy xong cảm giác như thế nào? Cảm giác cực hảo, ngươi cần phải giúp ta bảo mật, ngàn vạn đừng cùng mẹ nói, đỡ phải nàng lại nhảy. Chu cận xuyên thổi xong tóc cúi đầu hướng trong gương vừa thấy, quả nhiên thấy nàng tắm xong sau làn da tản ra nhàn nhạt ánh sáng, bạch còn lộ ra hồng. Nhịn không được cúi đầu ở nàng sườn mặt thượng hôn một cái, ngay sau đó bế lên hướng phòng ngủ đi. Tắm rửa xong hảo hảo ngủ một giấc, ban đêm có ta đâu. Tô ý đáp ứng nói, ngươi hôm nay cũng đi ngủ sớm một chút, thừa dịp hài tử này sẽ không nháo, chạy nhanh bổ ngủ bù. Chu Cận Xuyên từ một tiếng, ngay sau đó bò lên trên giường ôm nàng ôm nhau ngủ. Ở nhà đương một tuần nãy ba, bộ đội bên kia thật sự là không thể không đi. Cũng may trong nhà bên này hậu cần chi viện lực lượng cường đại, ba ngày hắn không ở, ảnh hưởng cũng không lớn. Dù sao mỗi ngày chạng vạn sớm một chút trở về chính là. Ở nhà mẹ đẻ ở một tháng sau, tôi ý cuối cùng là ra ở cử, hai người mang theo hài tử cũng dọn về chu gia đi. Nguyên bản cho rằng ra ở cử, không có tô nhân ở dưới mí mắt quản, nàng là có thể giống người bình thường giống nhau sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Ai ngờ Triệu Lam không biết từ nào nghe nói, sinh xong thai muốn ngồi xong ở cử mới được. Chính là lưu trữ tô ý ở nhà lại nghỉ ngơi ngồi một tháng ở cử. Cũng may tô ý trạng thái thật sự là không tồi, lúc này mới không có bị nghiêm khắc yêu cầu không thể tắm rửa gội đầu linh tinh, cứ như vậy, mỗi ngày ở nhà bồi hài tử ăn ăn ngủ ngủ chơi chơi nhưng thật ra cũng có thể tiếp thu. Diệp Tiểu Võ cùng Diệp Noãn Noãn hai người tan học một hồi tới, chuyện thứ nhất chính là rửa tay lên lầu. Xem đệ đệ muội muội. Mỗi lần đều là vừa xem một hồi, Chu Cận Xuyên liền phong trần mệt mỏi mà gấp trở về, chờ hắn đổi hảo quần áo vào nhà, hai người mới lưu luyến không rời hạ lâu làm bài tập đi. Hơn nửa ba ngày tô nhân cũng sẽ lại đây bồi nàng, nhật tử quá đến nhưng thật ra một chút cũng không nhàm chán. Chương 483 một tuổi yến ngán lên một năm qua đi, đảo mắt liền đi tới 1986 năm. Tuy rằng mới 8 tháng đế, nhưng là kinh thị đã sớm vào thu. Đây là một năm giữa, kinh thị nhất thoải mái mùa, cuối thu mát mẻ, không nóng không lạnh, hơn nữa cũng không giống mùa xuân như vậy nơi trốn bay tơ liễu. Quá khứ một năm, Chu Cận Xuyên cùng Tô Ý đã từ hai cái tay mới ba mẹ tấn chức thành đủ tư cách lão luyện lão mẫu thân cùng lão phụ thân đem hai đứa nhỏ dưỡng đến trắng trẻo mập mạp rất là khả quan. Từ khi trong nhà thêm hai đứa nhỏ sau, thói quen mỗi ngày muốn ra cửa chơi cờ dạo quanh chu lão cũng không ra đi. Mỗi ngày liền ở nhà mình trong viện đậu hai đứa nhỏ chơi. Hiện giờ thời tiết mát mẻ, hài tử cũng lớn, lúc này mới đi theo chu Hoàng Nghĩa Triệu Lam cùng nhau mỗi ngày chạm vạn đẩy hài tử ra cửa dạo quanh. Hai đứa nhỏ nơi đi đến, trong đại viện những cái đó lão nhân lão thái thái nhóm đều hâm mộ hỏng rồi. Hài tử ngồi xe đẩy cũng là lưu chính dân từ Hồng Kông cấp làm ra mới nhất khoảng, trừ bỏ chu gia có hai cái, Tô gia bên kia cũng thả hai chiếc. Lưu chính dân cùng Tô Nhân cũng thường xuyên đi tiếp mẫu tử, nữ ba người lại đây đến nhà mẹ đẻ tiểu trụ. Mỗi lần lại đây, hai hài tử đều là đại gia hỏa hương bánh trái, tranh nhau cướp muốn ôm. Mắt thấy liền phải tới rồi hai đứa nhỏ một tuổi, hai nhà người tính toán ở một khối đại làm một hồi, địa phương liền ở chu gia trong viện. Trừ bỏ nhà mẹ đẻ người còn lại Triệu Lam chỉ tính toán mời thân nhất bằng hữu cùng thân thích lại đây tụ tụ. Mặt khác không thế nào thuộc đều không hô. Nếu không người tới quá nhiều, đại nhân cùng hài tử đều mệt. Vì lần này một tuổi yến, Triệu Lam riêng chuẩn bị thật lâu. Ngay cả nơi sân đều là nàng. Cùng chu cận xuyên tự mình thượng thủ bố trí, sân cùng trong phòng khách mặt đều bãi đầy khí cầu cùng hoa tươi, hoặc nhìn ấm áp lại có đồng thú. Tới rồi một tuổi yến hôm nay, sáng sớm cô ý liền bắt đầu lên rửa mặt hóa trang, tìm quần áo xuyên. Phía trước bởi vì muốn bú sữa, hơn nữa ra cửa thiếu, nàng ngày thường rất ít hóa trang, nhưng là hôm nay tình huống không giống nhau, tổng muốn trang điểm một chút. Thật vất vả miễn cưỡng hóa cái trang điểm nhẹ, nhưng này quần áo tìm tới tìm lui cũng cảm thấy không thích hợp. Chu Cận Xuyên thấy nàng ở tủ quần áo trạm kế tiếp hơn nửa ngày, chạy nhanh buông hai đứa nhỏ triều nàng đi qua, làm sao vậy? Không có tưởng xuyên y phục. Tô ý ảo não mà cúi đầu nhìn nhìn chính mình, ngươi nhìn xem ta, hiện tại dáng người đều biến dạng, phía trước thật nhiều quần áo đều không thể xuyên. Chu Cận Xuyên thấy nàng vẻ mặt buồn bực, vội vàng ra tiếng trấn an, chạy đi đâu dạng. Ngươi xem ngươi này tế cánh tay eo nhỏ, chỉ là so với phía trước thoáng đầy đặn chút, lập tức hài tử cai sữa thì tốt rồi. Nói xong, Chu Cận Xuyên vội vàng đương khởi nàng tạo hình sư tới, từng cái giúp nàng tuyển một lần. Ta cảm thấy cái này màu đỏ sóng điểm váy liền áo liền rất thích hợp hiện tại ngươi. Tô ý liếc mắt một cái, cái này trước ngực nhưng thật ra rộng thùng thình, chỉ là có thể hay không quá lậu. Chu Cận Xuyên lại cầm điều khăn lụa lại đây, mang lên này khăn lụa vừa vặn tốt, còn có thể trang trí hạ. Tô ý bán tính bán nghi mà thay váy liền áo, lại mang lên khăn lụa, hướng trong gương vừa thấy. Còn đừng nói, Chu Cận Xuyên mấy năm nay ánh mắt là càng ngày càng tốt. Đổi hảo quần áo, Tô ý chạy nhanh cho chính mình biên cái đơn biên bánh quai chèo biện đặt ở trước ngực, quay đầu đi xem Chu Cận Xuyên cùng hài tử, thế nào? chu cận xuyên buông hài tử liền cười đã đi tới đẹp lại mang cái cài đầu đi chờ hạ ta cho các ngươi nương ba nhiều chục điểm ảnh chụp đúng rồi đừng quên mặc vào ngươi thích nhất cặp kia giày cao gót ở trong nhà xuyên giày cao gót ông hài tử không có phương tiện không có việc gì ngươi xuyên giày cao gót đẹp hài tử ta tới phụ trách ôm đại khái là nghe nói muốn ôm thần thần cùng an an hai đứa nhỏ lập tức liền từ trên giường bò xuống dưới họ tay muốn cho chu cận xuyên ôm Hiện giờ hai đứa nhỏ đều đang ở học đi đường, tuy rằng đi được còn không xong, nhưng là đỡ đồ vật đã có thể mãn nhà ở đi rồi. Vừa mới một tuổi, An An liền biểu hiện ra rõ ràng lớn hơn bạn cùng lứa tuổi cơ linh kính, nghe ba ba mụ mụ nói cái gì ôm không ôm. Cái thứ nhất đỡ sofa tập tỉnh lại đây, mụ mụ ba ba ôm một cái tô ý quay đầu vừa thấy, người đã đến phía sau, tức khắc buồn cười, ôm, một hồi làm ba ba ôm, An An trước thay quần áo hảo sao. Nói, tô ý lại triều thần thần vỗ vỗ tay, An An đều lại đây, thần thần cũng đến đây đi. Thần thần lá gan lượt tiểu một ít, này sẽ chính vững như Thái Sơn mà gắt gao đỡ mép giường, sợ té ngã. Nhưng thấy mụ mụ đều kêu hắn, liền cũng đánh bạo vòng quanh giường cùng cái bàn đã đi tới. Tô ý triều hắn mở ra ôm ấp, thần thần, kêu ba ba mụ mụ. Thần thần liệt khai cái miệng nhỏ, cao hứng mà hô câu, mụ mụ ba ba ôm một cái thấy hai đứa nhỏ hôm nay buổi sáng lên đều như vậy ngoan, một chút rời giường khí cũng không có, Chu Cận Xuyên cùng Tô Ý hai người cũng thật cao hứng. Vội vàng cấp thay trước đó chuẩn bị tốt quần áo mới. An An trên người ăn mặc là cửu cửu cấp mua hồng nhạc tiểu công chúa váy, dưới lòng bàn chân ăn mặc là màu đỏ tiểu dày da, là tiểu da dê làm, mặc vào tới rất là mềm mại. Thần thần cũng có một đôi cùng khoảng tiểu dày da, chẳng qua là màu đen. Tô Ý cho hắn thay áo thủy thủ, xứng với màu nâu quần yếm, hoặc nhìn cũng soái khí cực kỳ. Một nhà bốn người một chút lâu, Triệu Lam liền trước đem nàng chuẩn bị tốt bình an khóa mang ở hai người trên cổ. Thần thần, an an, sinh nhật vui sướng. Tô ý vội vàng nhìn hai đứa nhỏ cười nói, thần thần, an an, gọi người ngay sau đó, non nớt hàm hồ lại rõ ràng không chỉnh tề thanh âm lục tục vang lên. Gia gia nãy nãy còn lại, hai hài tử còn tạm thời kêu không rõ ràng lắm. Chỉ một cái kính thầm thì khạch khạch. Này nhưng đem tiểu võ ấm áp ấm cấp lo lắng, hai người vây quanh thần thần cùng an an hô nửa ngày ca ca cùng tỷ tỷ không biết còn tưởng rằng các nàng hai ở kêu đâu triệu lam cười đến không khép miệng được được rồi về sau chậm rãi lại dậy trước chạy nhanh ăn cơm đi một hồi liền phải người tới nói triệu lam liền đem hai cái tiểu gia hỏa phóng tới chính mình bàn nhỏ thường mang lên ăn cơm chuyên môn dùng yếm đeo cổ từ khi tô ý chuẩn bị một tuổi qua đi cai sữa gần nhất này hai tháng thần thần cùng an an đã lục tục bắt đầu tăng thêm phụ thực hiện giờ hai người đều đã có thể tự chủ ăn cơm ăn cơm cũng ăn được đặc biệt hương người một nhà mới vừa ăn được cơm sáng tô gia bên kia một đại gia người liền lục tục mà chạy đến tô nhân cùng liêu chính dân hai cái làm bà ngoại ông ngoại cũng cấp hai cái tiểu gia hỏa chuẩn bị bình an khóa còn có kim vòng tay còn có đại đại bao lì xì trừ cái này ra những người khác đưa đều là các mùa quần áo giày còn có đủ loại món đồ chơi đặt ở một chỗ tràn đầy một đống lớn xem hai hài tử hoa cả mắt Tô ý ngượng ngùng mà cười nói, mua quá nhiều, hài tử tiểu không dùng được nhiều như vậy. Nhận lấy đi, đều là đại gia tâm ý, lại nói hài tử hôm nay một tuổi, hẳn là. Nhà mẹ để người đến đông đủ sau, chu Cận Xuyên liền vội vàng an bài chụp ảnh. Vì phương tiện chụp ảnh gia đình, hắn chuyên môn từ bên ngoài tìm cái chuyên nghiệp chút nhiếp ảnh gia hỗ trợ. Ảnh chụp chụp xong sau, mọi người đều vào phòng khách ngồi xuống nói chuyện phím uống trà. Lâm vọng đông gia nữ nhi điềm điềm liền gấp không chờ nổi mà muốn mang thần thần cùng an an một khối đi chơi. Hôm nay tiểu võ ấm áp ấm cũng đều thành mang qua quân chủ lực, có bọn họ hai cái nhìn, tô ý nhưng thật ra yên tâm, liền làm cho bọn họ ở bên cạnh thảm thượng hủy đi món đồ chơi đi chơi. Chương 484 trở về công tác mọi người ngồi một bên uống trà một bên nói chuyện phím. Ánh mắt thường thường nhìn về phía mấy cái hài tử. Nhìn điềm điềm cùng đệ đệ muội muội chơi như vậy hòa hợp, Diêu Ngọc Phương nhịn không được nhìn về phía Tô Ý cười nói, chờ sang năm nhà chúng ta liền phải náo nhiệt. Tô Ý tức khắc lộ ra một mặt kinh hỉ tới, nhà chúng ta lại muốn thêm người. Diêu Ngọc Phương cười gật gật đầu, ngươi trước đoán xem là ai. Tô Ý ánh mắt ở từ đang cùng Liễu Phương Lâm cùng với Lâm Thư Thư trên mặt nhìn một vòng, nhìn không ra tới ai như là cái mang thai bộ dáng. Liễu Phương Lâm cùng Lâm Thư Thư bị nàng xem đến ngượng ngùng lên, vội vàng xua tay, không phải ta. Cũng không phải ta. Tô ý ánh mắt cuối cùng dừng ở từ đang trên mặt, nhị tẩu, khi nào có. Từ đang ngượng ngùng mà cười cười, vừa mới điều tra ra không bao lâu. Hiện tại cảm giác thế nào? Gây tẩm khó chịu sao? Còn hảo, tạm thời còn không có cái gì phản ứng. Vậy là tốt rồi, nhị ca, ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố nhị tẩu. Thấy đại nhân ở bên này thảo luận đệ đệ muội muội, mấy cái hài tử cũng đều nhìn không được tò mò mà nhìn lại đây. Tô nhân cười nhìn về phía thần thần an an, làm hai đứa nhỏ cấp hỗ trợ đoán một cái, nói là lớn như vậy hài tử đoán là chuẩn nhất. Nào biết hai hài tử đều có tư tâm, nghe xong nửa ngày thật vất vả hiểu được ý tứ, an an cái thứ nhất chỉ vào từ đang bụng hô, muội thần thần lần này cũng không cam lòng yếu thế, thấy an an kêu muội muội, hắn liền ở bên cạnh một cái kính lắc đầu, tích tích đậu đến các đại nhân đều cười ha ha lên. Sau khi cười xong, đại gia lại không tránh được đối lâm trạch tây cùng lâm lạc bắt dục sinh một phen hài tử không sai biệt lắm xin nói còn có thể có cái bạn cùng nhau chơi cùng nhau mang thật tốt lâm trạch tây lần này nhưng thật ra không tranh tiên làm lão tứ hai vợ chồng tiên sinh chúng ta gần nhất đều vội hỏng rồi phương lâm vừa mới chuyển chính thức một lòng nhào vào trường học công tác thượng ta xưởng thực phẩm bên kia cũng vội đến là chân không chạm đất các ngươi không biết hiện tại chúng ta đến mì ăn liền ở đông á cùng nam á bán đều nhưng hảo ở quốc nội thị trường cũng dần dần toàn bộ mở ra khẩn cấp, Lâm Trạch Tây như là hội báo công tác giống nhau, bô bô mà đem xưởng thực phẩm sự cấp nói một hồi. Nói xong lúc sau lại đem áp lực cấp tới rồi tô ý trên người, lão muội chúng ta đến sản phẩm đã lâu cũng không có sáng tạo, nghe nói ngươi muốn làm trở lại, khi cần phải trước tăng cường chúng ta xưởng thực phẩm tới. Tô ý bất đắc dĩ mà cười nhìn nhìn hắn, vừa rồi không phải còn oán giận lo liệu không hết quá nhiều việc sao. Như thế nào lại muốn khai phá sản phẩm mới? Lâm Trạch Tây hại một tiếng, ta này không phải phòng ngừa chu đáo sao, ăn trong chén tổng muốn xem trong nồi, vạn nhất nếu là về sau sinh ý trượt xuống đâu. Lại nói thật sự không được chúng ta còn có thể khai cái phân xưởng, mở rộng ra đời sản quy mô, dù sao hiện tại cả nước hậu cần đều đã thông, chúng ta nhà mình hậu cần dùng phương tiện. Tô ý cười gật gật đầu, thành, ta đã biết, quay đầu lại ta cân nhắc cân nhắc. Lão Tam bên này thành công thoái thác rất sinh hài tử nhiệm vụ, còn nhân tiện đem chính mình công tác thành tích cấp hội báo hạ. Lâm Lạp Bắc vừa nghe cũng không làm, giống như liền bọn họ hai vợ chồng thực nhàn dường như. Tam ca, Thư Thư hiện tại ở xưởng thực phẩm cũng không thanh nhàn, các ngươi kia ngoại mậu sinh ý đều trông cậy vào nàng đâu. Lại nói, ta hiện tại viện nghiên cứu cũng rất vội, ngày thường cuối tuần đều còn muốn chạy tới nơi tăng ca, ngươi lại không phải không biết. Lâm Thư Thư gật đầu phụ họa, đúng vậy, nóng bắt bọn họ hiện tại viện nghiên cứu là chính vội thời điểm, có đôi khi buổi tối đều không tới gia. Tô Nhân vừa nghe liền khẩn trương lên, không trở về nhà kia thư thư một người ngủ không sợ hãi sao. Lần sau lại đụng vào đến tình huống như vậy trước tiên nói một tiếng, chúng ta đi đem thư thư cấp tiếp nhận tới. Lâm thư thư vội vàng xua tay, không cần, ta một người cũng không sợ hãi, thật không có việc gì. Đang nói, bạch miêu miêu cùng tạ tiểu. Quân cũng tới. Hai người cũng mang theo món đồ chơi lại đây đưa hài tử. Từ tiểu cần hai vợ chồng cũng mang qua lại đây, ngay sau đó còn có xưởng dược ôm thuốc cùng đoạn thuốc, cùng với tôn lão. Không đợi mọi người ngồi xuống, cửa lại truyền đến động tĩnh. lần này là chu gia nhị phòng cùng tam phòng, hai đại người nhà đều lại đây. Mọi người vừa đến, chuyện thứ nhất chính là muốn vào đến xem thần thần cùng an an hai hài tử. Thấy hai.